Mà bây giờ, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được, Khương Phi Linh thương tâm cùng phẫn nộ cừu hận, để cho mình khí huyết nghịch chuyển, huyết mạch bạo phát. Một khắc này, ánh mắt trực tiếp đỏ thẫm. Một khắc này, trong lồng ngực lửa giận, mãnh liệt phun trào. Một khắc này, trước mắt cô gái mặc áo trắng này, nàng cái kia tội ác nụ cười, để Lý Thiên Mệnh, trực tiếp sát khí xông lên tam trọng thiên. Mộc Tình Tình, ta muốn ngươi chết. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu. 3 năm, thù mới hận cũ thêm ở cùng nhau. Nhất là huyết hoa điện treo giải thưởng, mới là nàng tuyệt tình cùng thủ đoạn độc ác tuyệt diệu phản ứng đi. Ta muốn ngươi chết. Hắn không biết, mặt đối với mình cùng Nguyệt Linh cơ chiến đấu, nàng như thế nào có dũng khí, đứng ở trước mặt mình. Đối mặt Lý Thiên Mệnh sát cơ ngập trời, Mộc Tình Tình ánh mắt lạnh lùng. Nàng chỗ mi tâm tử huyết hồn ấn, càng thêm lập lòe, càng quỷ dị hơn. Lý Thiên Mệnh, Hải Long Thiên Trụ rõ ràng không thích hợp ngươi, đây là đồ của ta, đã định trước thuộc về ta. Nàng hất cằm lên, khinh miệt nói. Nàng xem ra liền đứng cũng không vững, nàng dựa vào cái gì tự tin như vậy. Ca ca, nàng dùng cấm kỵ công pháp, tử huyết hồn ấn, nghe nói qua sao? Dù là Lý Thiên Mệnh nói qua, Mộc Tình Tình nói chưa chắc là thật, nhưng Khương Phi Linh cũng đã không có quá nhiều lý trí. Nghe nói qua, ta biết tác dụng, nàng lấy huyết đổi lấy hung thú đi, thật sự là đầy đủ bị điên. Có điều, đây chính là bản tính của nàng, vì đạt tới mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn. Nàng vĩnh viễn chỉ có chính mình, không có gì có khác người. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ nàng. Tử huyết hồn ấn tính là gì? Nếu như nói, vì thiến thánh thiên phủ, nhất định phải giết chết tất cả mọi người. Cái kia Mộc Tình Tình, nhất định sẽ so Nguyệt Linh cơ còn bền hơn quyết. Không ai nghĩ đến, nàng sẽ có được loại này bị tuyệt đối cấm đoán cấm kỵ công pháp, cũng không ai nghĩ đến, nàng dám ở chỗ này sử dụng. Cái này Trầm Uyên đấu thú, thì cùng là không ai quản giống như. Nhìn đến tử huyết hồn ấn, Lý Thiên Mệnh cuối cùng biết, nàng dám vào lúc này mặt đối lý do của mình. Lý Thiên Mệnh, ngươi lại cản ở đường của ta, cho nên lần này, ta còn muốn ngươi chết. Nương theo lấy nàng câu nói này, trong hồ nước, cái kia nộ hải long kình xông ra mặt nước. Cái kia màu xanh thẳm long lân tại tử trên ánh sáng phá lệ màu phát sáng, đây là nơi này lớn nhất cộng sinh thú. Tại nộ hải long kình trước đó, từng đầu hung thú xông ra mặt nước, ánh mắt đỏ thẫm nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, trên trời lôi đình hội tụ, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, hình thành một mảnh màu đen lôi đình hải dương. Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong, viên kia ngay tại nhảy nhót màu đen thái cổ hỗn độn cự thú trứng, đã vết nứt trải rộng. Kim giáp thứ quy, tử lân giao long. Ngoài ra còn có hai đầu, vậy mà không phải hung thú, mà chính là cộng sinh thú. Theo thứ tự là Phúc Hải Thanh Thần Hoa, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu. Vậy chỉ có thể nói, hắn ngự thú sư đã để Mộc Tình Tình giết chết. Nhưng là, không có Thanh Hỏa Chu Tước. Dựa theo đạo lý, Mộc Tình Tình dám giết chết Phúc Hải Thanh Thần Hoa cùng Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu ngự thú sư, cưỡng ép đem cộng sinh thú lấy ra nô dịch. Giả dụ, Khương Thanh Loan cũng đã chết, nàng rất không có khả năng buông tha Thanh Hỏa Chu Tước. Phúc Hải Thanh Thần Hoa, Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, theo thứ tự là Thương Hải Quốc Lý Thanh Thành cùng Thất Công Chúa Cô Tô Vũ cộng sinh thú. Nhất là Thất Sắc Thánh Vương Thủy Mẫu, là trung phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Ngay từ đầu tư liệu nói, Cô Tô Vũ là 2 trong 10 người tối cường giả. Mà bây giờ, nàng hài cốt, đã bị vạn đảo hồ tôm cá ăn đi. Quá độc ác. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là không ngoài ý muốn, nàng nếu là không đủ hung ác, nàng có thể theo Thần Phong Thành, leo đến loại trình độ này. Nàng nếu là không đủ hung ác, nàng có thể dẫm tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, leo đến Lôi Tôn Phủ đi sao? Nàng nếu là không đủ hung ác, nàng sẽ sử dụng tử huyết hồn ấn, để chính nàng cơ hồ trọng thương ngã gục, liền vì một cái thánh thiên phủ danh ngạch, liền vì có thể cùng Lâm Tiêu Đình đi một chỗ sao? Nàng sử dụng nhiều lần như vậy tử huyết hồn ấn. Sợ là không có 3 tháng, nàng cũng đừng nghĩ khôi phục, thậm chí khả năng cần nửa năm trở lên. Đầy đủ điên cuồng, ngoan độc a. Hết lần này tới lần khác dạng này người, còn trước mặt người khác, là một đóa hoa sen trắng. Giờ này khắc này, tăng thêm nộ hải long kình ở bên trong, 5 đầu cự thú đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Mà Lý Thiên Mệnh, thấy không Thanh Hỏa Chu Tước về sau, một chút yên tâm một chút, nhưng là, sát cơ của hắn lại một chút cũng không có hạ xuống. Nhiều liếc nhìn nàng một cái, thì cưỡng hiếp 3 phần. Hô! Hắn hít thở sâu một hơi, nhưng là thân thể của hắn, triệt để loạn.
bởi vì Khương Phi Linh loạn. Nàng biến đến nóng nảy, phẫn nộ, nàng đồng dạng có sát cơ, nàng thậm chí có thể điều động Lý Thiên Mệnh tâm tình, để hắn giết hại lòng trả thù, càng thêm dồi dào, càng thêm nổ tung. Dạng này tiền đề phía dưới, Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, hắn mạnh hơn. Phụ linh hiệu quả, tại thời khắc này, chỉ sợ vượt qua mắc cấp, vượt qua 100%. Hắn cho tới bây giờ không có mạnh hơn loại trình độ này. Khả năng này là 13 thành, 15 thành. Khương Phi Linh, là cái tay trói gà không chặt phế vật sao? Lý Thiên Mệnh không cảm thấy. Ở trên người hắn, dạng này một phàm nhân, lại có thể phá vỡ Lý Thiên Mệnh lực lượng, để hắn mạnh đến chính mình cũng không cách nào trưởng khống. Lần này, lại vượt qua ngươi đạo khảm này, về sau thuộc về ta cũng là Thánh Thiên Phủ, cũng là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu ta, cảm ơn ngươi, để nhân sinh của ta rốt cục thoát khỏi tầm thường, để cho ta trở thành Lâm Tiêu Đình nữ nhân. Lần này, ta lại cảm ơn ngươi, lần nữa bị ta giẫm tại dưới chân, đưa ta lên Thánh Thiên Phủ. Ngươi chết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, bất kể như thế nào, ngươi mãi mãi cũng là ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất, ngươi so với hắn đều trọng yếu rất nhiều, rất nhiều. Nàng một bên nói, một bên che miệng cười. Ngươi là ta sinh mệnh bên trong quý nhân. Thật sự là tuyệt. Trong thiên hạ, còn có thể xứng với nàng người cặn bã sao? Vốn là, rất nhiều chuyện Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra. Không nghĩ ra, nàng làm sao lại ác như vậy đây? Chính mình cũng không có bạc đãi nàng a. Hiện tại hắn biết, đây chính là nàng vấn đề của người này, đây chính là nàng Mộc Tình Tình, nàng chính là như vậy tuyệt thế đại nhân cặn bã. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không hiểu ta. Người đã từng nói yêu ta, lại không cho được ta cảm giác an toàn, người biết, cảm giác an toàn trọng yếu bực nào sao? Ta quá yếu, ai cũng có thể tước đoạt tôn nghiêm của ta, ta thì cùng một con chó nhỏ một dạng lớn lên. Ta mình đầy thương tích, ta muốn có tôn nghiêm, ta muốn giết chết tất cả khi nhục qua ta người, ta không sai, ta cần lực lượng, ta cần quyền thế. Nàng kích động, ồn ào, không dứt, càng là nói, càng là ngã trái ngã phải, tựa như là tại trên tảng đá khiêu vũ. Ta muốn có một ngày, tất cả mọi người, đều quỳ ở trước mặt ta. Bao quát, Lâm Tiêu Đình. Sau khi nói xong, nàng rốt cục dễ dàng. Nhưng là, người hôm nay, phải chết. Nói xong một chữ cuối cùng, tại nàng tử huyết hồn ấn xu thế phía dưới, năm đầu cự thú, hướng về Lý Thiên Mệnh gào thét mà đến. Kim Vũ, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Một lần nữa mở ra thời điểm, hai mắt bên trong, tơ máu cùng liệt hỏa lăn lộn cùng một chỗ, mãnh liệt thiêu đốt. Hôm nay, ta thì báo thù cho ngươi. Cái này là lần đầu tiên, còn có lần thứ hai. Ngươi chờ, sẽ không quá lâu. Hy vọng ngươi ở trên trời, có thể nhìn đến ta, có thể nhìn đến giờ phút này. Cái kia năm đầu cự thú, đã giết tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bọn họ vây công, xác thực rất mạnh. Tử huyết hồn ấn phía dưới, bọn họ căn bản không sợ chết, bọn họ thậm chí thiêu đốt máu tươi chiến đấu, so dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ cường hãn hơn. Nguyệt Linh Cơ, đều chịu không được dạng này vây công. Nhưng là giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, đã là giết hại ma thần. Khí huyết ngút trời, sinh tử chớ luận. Hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ, trực tiếp vào tới cái kia năm con hung thú. Giết! Trước mắt là hung thú sao? Không! Chân chính hung thú, là hiện tại Lý Thiên Mệnh. Hắn sẽ để cho Mộc Tình Tình biết, nàng hôm nay sai lầm lớn nhất, thì là xem thường hắn. Hắn lần này ngóc đầu trở lại Diễm Đô, hắn đã sớm, không phải 3 năm trước đây thằng ngốc kia. Kim Vũ, Kim Vũ. Làm giờ khắc này, đệ nhất tích huyết, first blood theo cái kia tử lân dao trên thân rồng vẩy ra đi ra thời khắc, Lý Thiên Mệnh trong máu tươi, thấy được Kim Vũ. Cái kia 16 năm, cộng sinh tu luyện, kề vai chiến đấu. Ta lúc đầu, không có cùng ngươi cùng chết, cô phụ ta đồng sinh cộng tử lời thề. Nhưng là, ngươi nhất định minh bạch. Ta sống sót, chính là vì muốn để hai xúc sinh này, nỗ lực thảm trọng gấp 10 lần đại giới. Hôm nay, ta sẽ làm đến, ta sẽ làm đến. Lần chiến đấu này, không tính là chiến đấu, đây là giết hại. Không có trình tự quy tắc, chỉ có sinh tử. Người nào có thể càng thêm hung tàn? Không có người, có thể hơn được hắn hiện tại. Tay trái của hắn hắc ám cánh tay, hiện tại cơ hồ hoàn toàn lộ ra. Đinh! Hắn xuất hiện tại cái kia tử lân giao long miệng bên trong, lấy tay cánh tay đứng vững tử lân giao long cắn vào chi lực. Đi chết!
Viêm long xiềng xích trực tiếp theo cổ họng đâm vào đi, trong nháy mắt xuyên thủng ngũ tạng lục phủ. Không biết sinh tử Tử Lân giao long, còn tại điên cuồng giãy giụa. Phốc phốc, làm Lý Thiên Mệnh hướng lúc đi ra, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị hắn mang ra ngoài. Hắn đột nhiên hất lên, vô số máu tươi cùng toái phiến, vẩy hướng Mộc Tình Tình, đem nàng bạch y, nhiễm máu me đầm đìa. Tiếp theo đầu, Lý Thiên Mệnh băng lãnh thanh âm, tại bên tai nàng quanh quẩn. Thông qua trước mắt cái kia lay động tầm mắt, nàng nhìn thấy cái kia toàn thân đẫm máu nam tử, chính tại điên cuồng giết hại. Cái dạng kia, mới thật sự là cùng vận mệnh làm đấu tranh a. Đó mới gọi không thẹn với lương tâm đi. Chính mình danh xưng là cùng vận mệnh chết chiến đấu tới cùng, danh xưng là muốn có được tôn nghiêm. Nhưng là, làm loại này việc trái với lương tâm, bản thân không phải liền là đối vận mệnh khuất phục sao? Không, không. Nàng đột nhiên lắc đầu, nàng tự nhận là ý chí kiên định, nàng tuyệt đối không thể để cho Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng. Thần thông, dùng thần thông công kích hắn. Nàng lớn tiếng gào rít, nhưng là trời đất quay cuồng, nàng muốn đứng cũng không vững. Mi tâm tử huyết hồn ấn còn tại hút máu. Ta phải kiên trì lên, chỉ phải kiên trì lên, ta thì thắng. Ta không muốn ở lại Lôi Tôn phủ, không muốn chờ hắn cả một đời, ta không có khả năng đợi đến hắn trở về. Trong nội tâm nàng đang gầm thét. Lần nữa ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến cái kia Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu. Cái kia tay trái lại là một đầu cánh tay màu đen, cánh tay kia thú chảo, trực tiếp đâm vào kim giáp thứ quy ánh mắt, đem nhãn cầu cho bóp nát. Hắn, đến cùng đã trải qua cái gì? 3 năm trước đây, 3 năm sau, hoàn toàn không độc thân. Nhưng đúng vậy a, đã từng thiếu niên kia nghiêm túc, thuần túy, nhiệt huyết, thủ hộ, vẫn không biến hóa a. Năm đó hắn chính là cái này bộ dáng, có thể là trong lòng mình chế giễu hắn, cho rằng đây là ngốc, đây là ngu xuẩn, đây là ấu trĩ. Thế nhưng là, hắn thật ngốc sao? Hắn chỉ là, quá tin tưởng mình đi. Ta không thể tâm lý bị hắn đánh tan, giết hắn. Giết hắn. Nàng sợ hãi. Tại nàng điều động phía dưới, tử huyết hồn ấn cự thú cùng nộ hải long kình cùng một chỗ, sử dụng thần thông điên cuồng phản công. Cái kia Phúc Hải Thanh Thần Hoa, thi triển thần thông, Phúc Hải Độc Lưu, đó là một miệng thanh sắc dòng nước lũ, theo trong miệng của nó phun ra ngoài, trực tiếp đem chung quanh tất cả vùng nước đều nhuộm thành thanh sắc. Đó là kịch độc phía dưới, chỗ có sinh mệnh đều chết thảm tại chỗ. Nhưng là, cái này Venom xuyên thấu không được luyện ngục thuẫn giáp. Dù là nó cùng luyện ngục thuẫn giáp đụng nhau, không ngừng phát ra xì xì thanh âm, tiêu hao luyện ngục thuẫn giáp độ dày. Nhưng là có tiểu hoàng gà tại, nó có thể cho Lý Thiên Mệnh bổ sung. Phốc phốc, tiểu hoàng gà luyện ngục hỏa từ trên trời giáng xuống, tại cái kia Phúc Hải Thanh Thần Hoa phun ra Phúc Hải Độc Lưu trong nháy mắt, một con kia hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp tiến đụng vào trong miệng của nó. Một tiếng bạo hưởng, cái này Phúc Hải Thanh Thần Hoa cái bụng trực tiếp nổ tung, huyết nhục tung bay, chết thảm tại chỗ. Chết. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích lần nữa vào cái kia kim giáp thứ quy ánh mắt. Trực tiếp từ nội bộ xuyên thấu đầu của nó. Kim giáp thứ quy, chết. Không ai có thể ngăn cản hắn thời khắc này giết hại. Khương Phi Linh điên rồi, hắn cũng điên rồi. Căm giận ngút trời ngưng tụ ở trong lòng, hai người tựa như là mặt trời một dạng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tia lửa. Phụ Linh, thứ 17 tầng. Có lẽ về sau chỗ có lúc, bọn họ đều không đến được trình độ như vậy, nhưng là không quan hệ, lần này như vậy đủ rồi. Ông, thần thông, thất thải huyễn quang cùng tịnh hóa chi quang, chính là cái kia thất sắc thánh vương thủy mẫu thủ đoạn. Thất thải huyễn quang, không chỗ có thể trốn giấu, quang mang chỗ đến địa phương, liền da thịt cũng bắt đầu bị bỏng, liền ánh mắt đều chỉ có thể nhắm lại, nếu không sẽ bị quang mang xuyên thấu. Mà cái kia tịnh hóa chi quang, lại có thể lắng lại Lý Thiên Mệnh phẫn nộ cùng sát lục chi tâm. Đây là một loại đáng sợ thủ đoạn, tịnh hóa thất cộng sinh thú, chính là thần kỳ nhất cộng sinh thú một trong. Loại thủ đoạn này, cuối cùng có thể để người ta ngơ ngơ ngác ngác, đạt tới so mê hồn hệ cộng sinh thú càng đáng sợ hiệu quả. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh có con mắt thứ 3. Cặp mắt của hắn nhắm lại, nhưng là huyễn linh mạch lại có thể bạo phát, cái kia thất sắc thánh vương thủy mẫu cũng có mắt, nó cũng có thể bị mê linh chi đồng khống chế. Nói thật, tử huyết hồn ấn phía dưới cự thú, mới là sợ nhất mê linh chi đồng. Bọn họ tinh thần vốn là không ổn định, toàn bộ để tử huyết hồn ấn khống chế. Lý Thiên Mệnh mê linh chi đồng, lần nữa cho thất sắc thánh vương thủy mẫu tinh thần trọng thương. Chết!
quản ngươi cái gì trung phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Tam Dương Trọng Quyền phía dưới, cái kia thất sắc thánh vương thủy mẫu, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh đánh nổ. Hắn giờ phút này toàn thân lực lượng, vô cùng vô tận, luyện ngục chi nguyên điên cuồng thiêu đốt. Phụ Linh, thứ 20 tầng. Hiện tại mạnh đến mức nào? Lý Thiên Mệnh xông về sau cùng nộ hải long kình. Lam Tinh, người vẫn chống đỡ nàng sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt, giống như tử thần buông xuống. Nộ hải long kình, lấy tức giận ánh mắt đáp lại Lý Thiên Mệnh. Liền ngươi cũng thay đổi, thật đáng buồn. Đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy thì cùng nàng cùng chết. Lý Thiên Mệnh lại đấm một quyền, trực tiếp đánh nổ nộ hải long kình linh nguyên thần thông, chạm lam hải giới. Ô ô, nộ hải long kình vội vàng tiến vào trong nước chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Mà giờ khắc này, làm Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu thời điểm, bên trong thiên địa, chỉ còn lại cái kia trên mặt đá, sắc mặt trắng bệch, rừng không ngừng run rẩy, ngốc trệ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh nàng. Ầm ầm, nộ hải long kình theo bên người nàng trong nước chui ra. Đi, nó hốt hoảng, sợ hãi. Nhưng là, Mộc Tình Tình không đi, nàng vẫn đang cười, cười đến run rẩy, cười đến điên. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh lấy thiên chi dực phi hành, từ trên trời giáng xuống. Hắn máu me khắp người, đã xuất hiện ở trước người của nàng. Dừng ở đây, còn có gì đáng cười đâu. Lý Thiên Mệnh thanh âm, lạnh lùng như trong địa ngục đi ra ác quỷ. Ta cười, ngươi dù là nghịch thiên cải mệnh, mạnh đến loại trình độ này, mạnh đến để cho ta run rẩy, để cho ta hối hận, để cho ta thúc thít, nhưng là sau cùng, ngươi vẫn là đến chết trong tay ta, tốt thật đáng buồn, tốt nhưng có thể thương hại. Mộc Tình Tình cười đến híp mắt. Ngươi ở đâu ra dũng khí, để ngươi tại trước khi chết, còn làm dạng này mộng đẹp. Ngươi cho rằng, người điên, trong lòng ta liền sẽ đối ngươi sinh ra như vậy một chút xíu lòng trắc ẩn sao? Ngươi sai, Mộc Tình Tình, ngươi không dùng biểu hiện, tại ta trong mắt, ngươi mãi mãi cũng là một loại kịch độc. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đang nghĩ, rốt cuộc muốn làm sao giết chết nàng, mới có thể chậm giải mối hận trong lòng. Mới có thể cảm thấy an ủi kim vũ trên trời có linh thiêng. Là từng đao cắt xuống huyết nhục của nàng, vẫn là một kiếm, đâm xuyên thân thể của nàng. Là chặt đầu của nàng, vẫn là để thi thể của nàng, bị tôm cá ăn sạch sẽ. Nói thật, coi như thế, vẫn là không hết hận a. Thiên Mệnh, người đại khái không thực sự coi là, người đã thắng chứ. Người biết, người vì cái gì ở trước mặt ta, thất bại đến thảm như vậy sao? Ta nói cho người chân tướng, trong nhân thế, không có cảm tình, tất cả trọng cảm tình người. Đều là hẳn phải chết con kiến hôi. Chỉ có người vô tình, mới có tư cách sống sót, ta hiểu được, nhưng là tốt đáng tiếc, ngươi không có. Ngươi đem tình nghĩa coi quá nặng muốn, giống như ngươi đã từng đối với ta tốt như vậy, ta cũng trầm luân qua, thế nhưng là ta so ngươi thông minh. Tất cả chuyện phát sinh thực, vẫn luôn tại chứng minh, ngươi cùng ngươi cộng sinh thú, sẽ còn chết tại tình nghĩa bên trong. Ngươi không hiểu ta ý tứ, như vậy, ngươi thì nhìn nhìn phía sau của ngươi. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Làm hắn quay đầu thời điểm, một đầu màu đen cự thú theo đáy hồ đi ra. Đó là, Bách Thủ Hắc Ma. Bách Thủ Hắc Ma, có trên trăm xúc tu, mỗi một cây đều là lang nha bổng, phía trên mọc đầy gai nhọn cuối cùng, có màu xanh biếc độc dịch. Mà bây giờ, trong đó 99 xuất thủ, trói lại một cái thanh sắc chu tước. Cái kia thanh sắc chu tước, hấp hối, hắn toàn thân đều là vết thương, hiện tại càng là kịch độc quấn thân. Không thể động đậy. Thừa dưới một cây xúc tu, trói lại Khương Thanh Loan. Khương Thanh Loan đã hôn mê. Làn da của nàng bày biện ra nhàn nhạt xanh biếc, rõ ràng đã trúng độc, nhưng là khí tức vẫn còn, cần phải còn chưa có chết. Lý Thiên Mệnh sớm cái kia nghĩ đến. Nếu như, nàng có thể đánh bại Khương Thanh Loan, nàng sẽ không giết chết nàng. Bởi vì, có thể uy hiếp chính mình. Mộc Tình Tình lần này, đánh bạc đúng rồi. Ta nói không sai chứ. Kẻ đáng thương, Mộc Tình Tình cười nhẹ nói. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Nàng cười đắc ý. Thanh Nhi, rõ ràng cảm giác được, Khương Phi Linh muốn càng thêm nóng nảy. Nguyên lai như vậy nhu hòa nàng, thời khắc như vậy, cũng có thể nóng nảy thành dạng này. Đừng lo lắng, chỉ ít không chết, thì có cơ hội sống sót. Đây là tin tức tốt, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. So sánh không biết sống chết của nàng, đây đã là kết quả tốt nhất. Đúng, đúng, chí ít không chết, Thanh Nhi không chết, nàng cuối cùng có thể lắng lại một số, bắt đầu an ủi mình. Vừa rồi nàng,
thật là làm cho người ta quan tâm. Tuy nhiên không chết, nhưng để Mộc Tình Tình nắm trong tay tính mạng của nàng, xác thực rất phiền phức. Hai lựa chọn, nàng chết, hoặc là ngươi chết. Ngươi đã nặng như vậy cảm tình, vậy liền tự vận đi. Ta sẽ không cho ngươi quá nhiều do dự thời gian, Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải rất nam nhân sao? Cho nên, đứng ra, cống hiến mệnh của ngươi. Mộc Tình Tình nỗ lực đứng vững, thanh âm âm lãnh mà nói. Thì dùng ngươi xiềng xích này, cắt đứt cổ họng của ngươi, ta thì thả ngươi. Nàng lại bắt đầu cười, đây là một loại trưởng khống toàn cục, bày mưu tính kế nụ cười, nàng cảm thấy dạng này rất thoải mái. Ta biết, ngươi chọn chết, đúng không? Lúc nói chuyện, cái kia bách thủ hắc ma bắt đầu nắm chặt, những cái kia gai nhọn đâm vào Khương Thanh Loan huyết nhục bên trong. Lấy lực đạo của nó, có thể nhẹ nhõm xé rách Khương Thanh Loan. Cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. 10, 9, 8. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng là như là ác mộng. Bách thủ hắc ma, cũng càng ngày càng tàn bạo. Hôm nay, đến chí mạng nhất một khắc. Không thể không nói, Mộc Tình Tình xác thực rất lợi hại, lấy thực lực của nàng, đi vào Trầm Uyên đấu thú, có thể đem Lý Thiên Mệnh bước đến loại trình độ này, thực là không tồi. Nhưng là, nàng vẫn là như thế, cũng nghe không rõ ý thức được, Lý Thiên Mệnh lần này ngóc đầu trở lại, nó đến cùng thuế biến bao nhiêu. Không chỉ là thực lực, còn có tâm cảnh. Ngay tại nàng đếm tới 8 cái kia nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái trứng. Viên kia trứng lên. Màu đen lôi đình mãnh liệt, trên đó hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt. Mộc Tình Tình, ngươi nhìn đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh tay đưa ra ngoài. Viên này trứng, thực sự không thể tưởng tượng, thực sự khủng bố. Làm nó xuất hiện thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh âm. Mộc Tình Tình vừa nhìn thoáng qua viên kia trứng, liền bị trên trời lôi đình oanh minh chấn động đến ngã trái ngã phải. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Một khắc này, nàng nhìn thấy thương thiên phía trên, vô số tia chớp màu đen mãnh liệt bạo phát, vô số điện xà hướng lấy đỉnh đầu bọn họ lên hội tụ, có hơn ngàn vạn tia chớp linh tai. Toàn bộ bầu trời, hóa thành lôi đình hải dương. Trầm Uyên chiến trường, lúc nào sẽ phát sinh loại này đáng sợ dị tượng? Không có người biết, chỉ có Mộc Tình Tình nhìn đến, Lý Thiên Mệnh trong tay có một quả trứng. Sau đó, viên kia tràn ngập vết nứt trứng, rốt cục nổ tung. Một khắc này, thiên địa run rẩy. Một khắc này, vô số tia chớp ầm vang hạ xuống. Hội tụ vào một chỗ lôi đình hải dương, dường như tìm được chỗ tháo nước, vỡ đê đi ra, hướng về Lý Thiên Mệnh ầm vang bổ xuống. Có lẽ ngoại nhân nhìn, sẽ chỉ cho là hắn làm nhiều việc ác, bị trời phạt. Nhưng trên thực tế, cái kia đầy trời lôi đình, trực tiếp bổ vào Lý Thiên Mệnh trong tay trứng lên. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh, Mộc Tình Tình cùng Nộ Hải Long Kình, đều bị chấn bay ra ngoài. Trong đó, cái kia Nộ Hải Long Kình hấp dẫn bộ phận lôi đình, trực tiếp bị chém trúng, trong nháy mắt đốt thành bột phấn. Ầm, bột phấn nổ tung, đương nhiên vô tồn. Mộc Tình Tình cộng sinh thú, chết. Tại chỗ tử vong. Đây chỉ là trong đó một màn. Cùng lúc đó, cái kia vô tận tia chớp trụ phân ra mặt khác một đầu điện xà, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, đột nhiên bổ vào bách thủ hắc ma trên thân. Cái kia bách thủ hắc ma, đồng dạng trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Trực tiếp tiêu tán. Nhưng kỳ quái là, Thanh Hỏa Chu Tước cùng Khương Thanh Loan lại bị một tầng tia chớp màu đen hình cầu bao vây. Tại cái này cuồng bạo tia chớp oanh minh bên trong, bình yên vô sự. Lam Tinh, một khắc này, Mộc Tình Tình tròn mắt tận nứt, toàn thân không có chút huyết sắc nào. Lý Thiên Mệnh, hắn sao có thể dẫn động thiên đình? Giờ khắc này, nàng triệt để thua. Nàng tưởng tượng, nàng hết thảy tan thành mây khói. Nàng nhìn tận mắt, chính mình cộng sinh thú, hóa thành cho tàn. Nhìn tận mắt, Khương Thanh Loan bị bảo vệ. Nàng tự mình cảm thụ, theo bầy mưu tính kế, biến thành thất bại thảm hại. Nàng càng là nhìn tận mắt, cái kia Lý Thiên Mệnh tắm rửa ở trong sấm sét, từ giờ phút này bắt đầu, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh, như là thượng thương chi thần. Không có khả năng, vì cái gì? Nàng đau thương quỳ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, hoảng sợ mà kính sợ, nhìn lấy cái này 3 năm trước đây, bị nàng khinh bỉ, chán ghét thiếu niên. Lúc này, hắn ở trước mặt mình, để long trời lỡ đất. Ngàn vạn lôi đình không có đánh chết nàng, vì cái gì? Bởi vì, nàng là cá lớn, sao có thể bị chết nhẹ nhõm? Tiếp đó, bút chướng này, chậm rãi tính toán.
Mộc Tình Tình, trước chờ ta một hồi, chờ một lúc, ta và ngươi, chậm rãi chơi. Bút chướng này, ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút, tại sao cùng ngươi tính toán rõ ràng. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hôm nay, ngươi muốn chết, cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh thanh âm, như là thượng thần thanh âm, uy nghiêm cẩn trọng, mỗi một chữ, đều đặt ở nàng trên đầu oanh minh. Nàng té ngồi trên mặt đất, đã dọa đến hồn phi phách tán. Nàng đã là một phế nhân, Lý Thiên Mệnh đều có thể tru diệt nàng. Cho nên, sự chú ý của hắn, trước thả trên bàn tay. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình, oanh minh xuống. Giờ phút này, ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, trong tay hắn một đồ vật nhỏ, tại điên cuồng nuốt tắm lôi điện chi lực. Hắn biết, đây là cái gì? Con thứ hai thái cổ hỗn độn cự thú. Cái này lười hóa, rốt cục ra đời. Nó cái này phá xác động tính, có thể nói, so tiểu hoàng gà uy phong rất rất nhiều. Vô tận màu đen lôi đình, điên cuồng hội tụ, một cái tia chấp hải dương, đều quán thâu tại vật nhỏ này trên thân. Nộ hải long kình chết. Bách thủ hắc ma chết. Đây đều là tiểu gia hỏa này, cùng chính mình câu thông kết quả. Là chính nó nói, nó có thể mượn nhờ sinh ra chi thế, dẫn thiên đình hội tụ, trực tiếp trợ giúp Lý Thiên Mệnh đánh chết bách thủ hắc ma. Thuận tiện đánh chết nộ hải long kình. Đương nhiên, sinh ra chi thế, chỉ sợ chỉ có một lần. Nó cùng tiểu hoàng gà khác biệt ở chỗ, tiểu hoàng gà là tại ly hỏa thành sinh ra, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm linh tai. Mà ở trong đó là Trầm Uyên chiến trường, Trầm Uyên trên chiến trường, chính là vô tận lôi đỉnh linh tai. Đây chính là bọn họ sinh ra thời điểm động tĩnh khác nhau to lớn nguyên nhân. Phách lối cái rắm, lão tử muốn là tại một cái tất cả đều là hỏa diễm linh tai địa phương sinh ra, động tĩnh so ngươi còn lớn hơn. Tiểu hoàng gà ôm lấy hai cánh, một mặt khinh thường. Những thứ này tia chớp linh tai, mặc dù nhiều đếm đều là màu đỏ thiên văn, nhưng, bởi vì số lượng to lớn, đối cái này mới đản sinh tiểu đông tây, có tác dụng cực lớn. Đánh chết bách thủ hắc ma, bảo hộ Khương Thanh Loan, chỉ là hắn một, là một phần nhỏ. Còn lại tất cả lôi đình, chỉ cần là bị hấp thu mà đến, giờ phút này đều hội tụ tại con vật nhỏ kia trên thân. Sau đó, nó muốn bắt đầu hấp thu, lấy cộng sinh phương thức tu luyện, bắt đầu từ số 0, xông vào cảnh giới. Tuổi trẻ thái cổ hỗn độn cự thú, ngươi tên là gì? Lý Thiên Mệnh, rốt cục đợi đến nó. Tiểu hoàng gà nói, nó là một đầu hung tàn mãnh hổ, nhìn cái này sinh ra tư thế, tuyệt đối không sai. Lý Thiên Mệnh tâm, đều đi theo sôi trào. Rốt cục, có một cái bá khí. Ta gọi, thái sơ hỗn độn lôi ma, meo. Thái sơ hỗn độn lôi ma. Thái sơ, bá khí, vô cùng xa xưa. Hỗn độn, phù hợp hỗn độn cự thú đặc tính. Lôi ma, lôi đình chi ma, châu bò a, cái này bá khí, có 102. Mãnh hổ không thể nghi ngờ. Nhưng là, đằng sau cái kia, meo, ngữ khí từ, là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là bảo? Hiện tại Lý Thiên Mệnh, còn có hắn mới cộng sinh thú, thái sơ hỗn độn lôi ma, mới thật sự là phát nổ. Nó ra đời động tính, gây nên Trầm Uyên chiến trường lôi đình hội tụ, ở trên trời hình thành lôi đình hải dương. Sau đó, như là thiên kiếp một dạng bổ xuống. Toàn bộ vạn đảo hồ, đều trong nháy mắt bị tia chớp lôi đình bao trùm. Làm lôi đình rơi xuống hạch tâm vị trí Mộc Tình Tình, nếu như không phải Lý Thiên Mệnh, không muốn để cho nàng bị chết nhẹ nhàng như vậy, đã bị tử huyết hồn ấn hủy đi nàng, đã sớm tan thành mây khói, hóa thành bột mịn. Cái này thái sơ hỗn độn lôi ma sinh ra thời khắc dẫn tới dị tượng, dùng tiểu hoàng gà mà nói tới nói, gọi là, sinh ra chi thế. Nó cho Lý Thiên Mệnh giải thích, vì cái gì cái này, thái sơ hỗn độn lôi ma, rõ ràng có vết nứt, nhưng vì cái gì khó như vậy ấp trứng. Lười, chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là về sau tất cả thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh, đều cần đặc biệt hoàn cảnh. Mấy ngày qua, làm, lão nhị, động tính càng lúc càng lớn thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà thảo luận qua vấn đề này. Lúc ấy đối thoại của bọn họ là như vậy. Tuy nhiên không biết vì cái gì, chúng ta 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, hội lấy cộng sinh thú hình thức, tại ngươi cộng sinh không gian sinh ra. Có điều, có thể thấy được, chúng ta 10 cái cùng ngươi ở giữa, đã tạo thành một cái hệ thống. Ta là đầu tiên ra đời, khi đó, cảnh giới của ngươi về không, ta có thể cùng ngươi từ đầu cùng một chỗ tu luyện, thì tương đối buông lỏng. Nhưng là lời kế tiếp, bọn họ liền sẽ khó một số. Bởi vì,
người đã cùng ta, tại cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, đi về phía trước một đoạn đường, tu luyện tới linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Tiểu hoàng gà nói, nếu như, lão nhị, xuất sinh, ta cùng còn lại song sinh ngự thú sư, khác nhau ở chỗ nào? Ta nhớ được, bọn họ trên cơ bản đều là vừa ra đời, hai đầu cộng sinh thú đồng thời ấp trứng. Lý Thiên Mệnh hỏi, người khác đúng là đồng thời ấp trứng, chúng ta không biết nguyên nhân gì, có ra đời trước sau trình tự. Điều này sẽ đưa đến, mỗi một đầu thái cổ hỗn độn cự thú sinh ra, khả năng đều cần cùng ngươi tại cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, làm lại từ đầu. Tiểu hoàng gà nói, từ đầu đến, đây chẳng phải là, muốn trọng tu một lần, tu luyện tới linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi, không sai, người một phương diện, là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, một phương diện khác, lại mới vừa cùng nó kết nối mới thú mạch, thành thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Loại tình huống này, nó sức mạnh sấm sét, đối với ta luyện ngục hỏa lực lượng tới nói, thực sự quá nhỏ, căn bản không có cách nào tại thân thể ngươi tồn tại. Cái này hội dẫn đến, ngươi cùng nó, đều không cách nào tu luyện sức mạnh sấm sét. Tiểu hoàng gà nói, vậy ngươi nói, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Đối với bọn hắn lẫn nhau trước đó liên lụy vấn đề, Lý Thiên Mệnh xác thực không có tiểu hoàng gà rõ ràng. Ta trước đó thì đang tự hỏi vấn đề này giải quyết như thế nào, khi thấy chúng ta tới đến cái này trầm nguyên chiến trường, nó biến đến phát triển rất nhiều, ta sẽ biết đáp án. Đáp án của nó, cũng là sinh ra chi thế. Hôm nay, quả nhiên xác nhận tiểu hoàng gà suy đoán. Cái kia chính là, về sau nó các huynh đệ khác xuất sinh, khẳng định có đồng dạng sinh ra chi thế. Tại hoàn cảnh như vậy, mới thái cổ hỗn độn cự thú có thể mượn nhờ ngày này đình, đến dẫn động chính mình phá xác mà ra. Sau đó, mượn cái này lôi đình chi lực. Lấy sinh ra chi thế, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tu hành. Cái này vô tận linh tai lôi đình, là cái này thái sơ hỗn độn lôi ma thích nhất thực vật. Nó có thể, để Lý Thiên Mệnh cùng thái sơ hỗn độn lôi ma, trong khoảng thời gian ngắn, quán thông chín đầu thú mạch. Sau đó, cùng một chỗ mở ra, hỗn độn lôi nguyên, vọt thẳng đâm đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Chỉ có dạng này, hai chúng ta lực lượng, tại trong cơ thể ngươi mới có thể thăng bằng, ngươi về sau mới có thể đồng thời tu luyện, hình thành song sinh ngự thú sư cộng sinh hệ thống tu luyện. Bằng không mà nói, bất kỳ bên nào không thăng bằng, mà lại loại này không thăng bằng chênh lệch quá lớn, đều có thể hội dẫn đến ngươi lực lượng trong cơ thể mất cân bằng. Cho nên nói, đã chúng ta 10 cái đều có thể trở thành ngươi cộng sinh thú, khẳng định có biện pháp giải quyết. Cái này sinh ra chi thế, cũng là biện pháp giải quyết. Nói cách khác, theo ta tương lai thực lực tiếp tục mạnh lên, tiếp theo đầu thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh, khả năng còn cần so cái này trầm nguyên chiến trường, càng thích hợp đản sinh địa phương. Cần muốn cái chỗ kia, có đầy đủ bảo vật, mặc kệ là linh tai vẫn là linh túy, thậm chí là linh quặng. Liền có thể để cho ta cùng mới huynh đệ, một chút bắt đầu từ số 0, vào tới cùng luyện ngục chi nguyên giống nhau cảnh giới. Như thế, trong cơ thể của ta, mới có thể đạt tới thăng bằng. Hiện tại Lý Thiên Mệnh cùng thái sơ hỗn độn lôi ma, cũng là mượn nhờ sinh ra chi thế, dẫn động trên trời lôi đình hải dương, điên cuồng hấp thu. Bước đầu tiên, toàn bộ quán thông trên người thú mạch. Bước thứ hai, ngừng tụ linh nguyên. Bình thường tới nói, song sinh ngự thú sư cộng sinh thú, trên cơ bản đều là cùng thuộc tính, không thể nào là dị thuộc tính. Tỷ như Lâm Tiêu Tiêu, hắn hai đầu cộng sinh thú, đều chính là lôi đình thắt. Chí ít, chủ yếu thuộc tính cần là lôi đình thuộc tính. Đó là bởi vì, mặc kệ cộng sinh thú bao nhiêu, phổ thông ngự thú sư khai mở linh nguyên số lượng, quyết định bởi tại phẩm giai tối cao đầu kia cộng sinh thú phẩm giai. Nói thí dụ như, một cái song sinh ngự thú sư cộng sinh thú, một cái cấp 5, một cái cấp 6, như vậy ngự thú sư, sẽ ở linh nguyên cảnh mở ra 6 cái linh nguyên. Trong đó 5 cái linh nguyên, thuộc về gấp đôi linh nguyên, hai cái cộng sinh thú lực lượng hội tụ ở chỗ này. Chỉ có cái thứ 6, mới là duy nhất linh nguyên. Giả dụ cái kia một đầu cấp 5 cộng sinh thú tiến hóa, như vậy cái này duy nhất linh nguyên, cũng lại biến thành gấp đôi linh nguyên. Song sinh ngự thú sư, thuộc về ngự thú sư cùng hai đầu cộng sinh thú, ba cái ở giữa, đều có thể sức mạnh cộng đồng, tu luyện một loại công pháp. Nhưng là ta khác biệt. Huỳnh hỏa cùng cái này thái sơ hỗn độn lôi ma, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, nhất định phải hai loại công pháp. Ta cùng nó tu luyện lực lượng, tuyệt đối không thể rót vào luyện ngục chi nguyên, nhất định phải mở ra mới linh nguyên tới. Lực lượng của ta, có thể phân biệt cùng bọn họ chung,
nhưng là giữa bọn chúng, có thể không chung. Đây chính là Lý Thiên Mệnh cùng phổ thông song sinh ngự thú sư địa phương khác nhau. Nhưng, cái này không chút nào ảnh hưởng sự cường đại của hắn, lực lượng của hắn vẫn là gấp đôi, mà lại, làm hỏa diễm cùng lôi đình hỗn hợp, hội khủng bố cỡ nào. Là gấp đôi linh nguyên lợi hại, vẫn là hỏa diễm cùng lôi đình hỗn hợp linh nguyên lợi hại. Lý Thiên Mệnh chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Trách không được, gia hỏa này phá trái trứng đều lầm bà lầm bầm, xem ra, vẫn là cần một cái làm cho nó vừa ra đời, liền trực tiếp xông vào đến ta trước mắt cảnh giới tối cao hoàn cảnh. Bằng không mà nói, nó rất khó cùng ta cộng sinh tu luyện. Bởi vì vĩnh hằng địa ngục lực lượng, đã chiếm cứ thân thể của ta. Xem ra, ta về sau tu luyện, đối với những khác 8 cái huynh đệ xuất sinh, ngược lại là có nhất định trở ngại. Có điều, chưa hẳn không có thể tìm tới nơi thích hợp. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói là chuyện tốt. Hắn vốn là một cái linh nguyên cảnh tầng thứ 5, lại trong nháy mắt tu luyện một cái linh nguyên cảnh tầng thứ 5, há không khủng bố. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút cái này bá đạo, hung hãn thái sơ hỗn độn lôi ma. Lực lượng của nó, đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Làm Trầm Uyên chiến trường lôi đình đánh xuống thời điểm, thái sơ hỗn độn lôi ma, liền đã ghé vào Lý Thiên Mệnh trên bụng, bắt đầu tàn bạo cộng sinh tu luyện. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình, hủy thiên diệt địa. Người công pháp tu luyện này, tên gọi là gì? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng hỏi. Thái sơ hỗn độn quyết meo. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết. Meo. Lý Thiên Mệnh nhìn không thấy nó, nhưng là mò lấy trong tay cái này lông nhún nhún tồn tại, hắn có dự cảm bất tường. Đã nói xong mãnh hổ đâu? Sẽ không phải, là một con mèo đi. Thương thiên A. Bá khí mãnh hổ đâu? Vốn là có tiểu hoàng gà, mỗi ngày đều khiến người ta cười nhạo. Con hàng này ăn hai cái thần nguyên, thì mẹ nó tiến hóa ra không đến một cm góc, nó ghét bỏ khó coi còn muốn dùng kiểu tóc ngăn trở. Hiện tại, lại đến một cái miêu miêu. Đây là trời sinh bị trào phúng mệnh A. Tên gọi tắt Lý Thiên Mệnh. Hắn không kịp cảm khái, bởi vì lúc này thời điểm, nhất định phải quen thuộc, vận chuyển hoàn toàn mới thái sơ hỗn độn quyết. Ông! Tu luyện, bắt đầu! Rầm rầm rầm, lôi đình chi hải đánh xuống, thiên địa không ngừng oanh minh run rẩy, sợ là toàn bộ vạn đảo hồ nước đều muốn bị đốt sạch sẽ. Không thể không nói, lôi đình, hỏa diễm đều chính là tất cả thuộc tính trong sức mạnh, thứ nhất cương mãnh, lực sát thương đáng sợ nhất loại kia. Hỏa diễm tiếp tục lực sát thương cường. Lôi đình trong nháy mắt bạo phát lực cao. Lý Thiên Mệnh quen thuộc hỏa diễm, đây là hắn lần thứ nhất tu luyện sức mạnh sấm sét. Hắn chín đầu thú mạch, kỳ thật đã vô cùng tráng kiện. Nhưng là, vậy quá ban đầu hỗn độn lôi ma thú mạch vẫn đáng sợ, cùng tiểu hoàng gà như thế, quả thực là lôi đình thần long. Thú mạch kết nối thời điểm, tương đương với lôi đình thần long kết nối lên hỏa diễm thần long. Lại là một trận phát rồ cải tạo. Cái này cộng sinh hệ thống tu luyện, đối Lý Thiên Mệnh đến nói thật sự quá tốt rồi. Cái này mang ý nghĩa, mỗi một đầu thái cổ hỗn độn cự thú sinh ra. Liền có thể để hắn nắm giữ hắn thái cổ hỗn độn cự thú thể chất. Hiện tại, là vĩnh hằng luyện ngục thể, điệp ra lên thái sơ hỗn độn thể. Về sau, còn có thể tiếp tục điệp ra. Huyết mạch cải tạo. Lý Thiên Mệnh không có chút nào lôi đình thiên phú, nói thật hắn ngay từ đầu cộng sinh thú là kim thuộc tính. Nhưng bây giờ, trên người hắn đã không có nửa điểm kim thuộc tính lực lượng. Thái sơ hỗn độn lôi ma lôi đình thuộc tính cải tạo. Để Lý Thiên Mệnh theo linh trong nháy mắt biến hóa thành thiên hạ vô song cấp bậc lôi đỉnh thuộc tính thiên tài. Theo chín đầu thú mạch bắt đầu. Luyện ngục thú mạch bên trong, điệp ra hỗn độn thú mạch. Thú mạch bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, lôi đỉnh du chuyển. Điên cuồng huyết mạch cải tạo, theo thú mạch lan tràn toàn thân, Khương Phi Linh làm thưởng thức người, nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh thái sơ hỗn độn thể sinh ra. Hắn là người được lợi lớn nhất. Bởi vì, cái này hai đầu cộng sinh thú. Đều mỗi người chỉ có một loại thể chất, nhưng là Lý Thiên Mệnh lại có hai loại. Về sau, lực lượng của hắn, thú nguyên, đều là cả hai điệp ra. Điều thứ nhất thú mạch, mở. Cái kia vô tận lôi đình linh tai, tại thái sơ hỗn độn quyết chuyển hóa phía dưới, hóa thành thái sơ hỗn độn thú nguyên, bắt đầu tiến vào thú mạch bên trong. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đem vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, đã thu sạch tiến vào luyện ngục chi nguyên bên trong. Nếu không, điểm này sức mạnh sấm sét. Trực tiếp đều bị luyện hóa hết. Hiện tại, hai cái này còn xa xa không đến địa vị ngang nhau, kề vai chiến đấu thời điểm.
làm Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên toàn bộ trở lại luyện ngục chi nguyên, chống đi thú mạch thời điểm, Lý Thiên Mệnh cùng Thái Sơ hỗn độn lôi ma thú mạch, bắt đầu hấp thu lôi đỉnh linh tai. Thủ phát. Tại Thái Sơ hỗn độn quyết luyện hóa phía dưới, Thái Sơ hỗn độn thú nguyên điên cuồng lớn mạnh. Đầu thứ hai thú mạch, quán thông. Nhưng tiếp đó, mới thật sự là nóng nảy. Tiếp đó, cách mỗi 100 lần thời gian hô hấp, xuyên qua một đầu thú mạch. Thẳng đến không lâu sau đó, 9 đầu thú mạch hoàn toàn quán thông. Lúc này thời điểm, hai người bọn họ người thú mạch bên trong, lưu chuyển lên bàng bạc lực lượng. Là thời điểm, bắt đầu ngưng tụ linh nguyên. Vị trí, đồng dạng lựa chọn tại đan điền vị trí. Một cái công chính nhất, lớn nhất bình ổn, lớn nhất khí vị trí. Mà Thái Sơ hỗn độn lôi ma linh nguyên vị trí, cùng tiểu hoàng gà một dạng, cũng là tại ruột trong dạ dày. Thái Sơ hỗn độn thú nguyên hội tụ đan điền, vô số lôi đình linh tai giết tiến đến, bị Thái Sơ hỗn độn quyết chuyển hóa. Tại đan điền bên trái, luyện ngục chi nguyên như cùng một cái thiêu đốt mặt trời, mà mới linh nguyên, cũng là cái màu đen điểm nhỏ. Nhưng là, cái này điểm nhỏ, lại không ngừng lớn mạnh, lấy tốc độ khủng khiếp lớn mạnh. Tên của nó, gọi là hỗn độn lôi nguyên. Hỗn độn lôi nguyên hình thành về sau, không ngừng trưởng thành, vô số màu đen hỗn độn lôi đình, ở trong đó ngưng tụ. Theo thời gian sói mòn, theo trên trời lôi đình hải dương giảm bớt, hỗn độn lôi nguyên cũng đang không ngừng trưởng thành. Theo luyện ngục chi nguyên 10%, trưởng thành đến 1/3, sau đó là 50%. Nó chỗ lấy lúc này thời điểm xuất sinh, tự nhiên là bởi vì nơi này lôi đình, đầy đủ nó bắt đầu từ số 0, xông vào đến cùng tiểu hoàng gà ngang bằng cảnh giới. Cho nên, hỗn độn lôi nguyên tăng lên tới linh nguyên cảnh tầng thứ 5 thời gian, cũng sẽ không quá lâu. Đây là một trận trầm uyên chiến trường hiếm thấy rầm rộ. Sẽ không có người biết, đây là Lý Thiên Mệnh chỗ tạo nên. Người bình thường chỉ sẽ cho rằng, đây là thiên địa tai nạn. Tại dạng này thiên địa tai nạn phía dưới, chung quanh đây người, sợ là muốn chết hết đi. Chí ít xa xa Nguyệt Linh Cơ, là ý nghĩ này, nàng trốn ở nơi xa nhất, rừng không ngừng cười lạnh. Chỉ sợ chỉ có một người, biết đây hết thảy là Lý Thiên Mệnh dẫn động mà đến, nàng cũng biết, Lý Thiên Mệnh sẽ không chết. Người này, cũng là Mộc Tình Tình. Nàng ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nàng giờ phút này nhìn tận mắt, Lý Thiên Mệnh trước ngực một đầu mới cộng sinh thú, tại điên cuồng hấp thu trầm uyên chiến trường tia chớp màu đen. Cái kia màu đen nhánh như mực nước một dạng, nhưng là cực kỳ táo bạo tia chớp lôi đình, thay thế Lý Thiên Mệnh thân thể trước kia luyện ngục hỏa. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, thoạt nhìn như là một cái màu đen quái vật. Đáng sợ, khủng bố, nghịch thiên. Phanh phanh phanh, vô số lôi đình nổ vang. Mộc Tình Tình lúc này bị một cái màu đen lôi điện bóng bảo hộ lấy, nàng không chết ở lôi đỉnh phía dưới. Nàng đương nhiên biết, đây là Lý Thiên Mệnh không muốn lợi cho nàng. Nàng bây giờ, cùng 3 năm trước đây Lý Thiên Mệnh một dạng, cộng sinh thú đã chết. Lam Tinh, cũng chính là nộ hải Long Kình, nó tội nghiệt không tính trọng. Thân là cộng sinh thú, theo Mộc Tình Tình dạng này chủ nhân, nó không có cách, cho nên Lý Thiên Mệnh để nó được chết một cách thống khoái một chút. Nhưng hắn không muốn để cho Mộc Tình Tình thống khoái. Cộng sinh thú chiến tử, nàng thú nguyên đều muốn bắt đầu tiêu tán, mà lại không thể có thể tu luyện. Trừ phi, nàng cũng có thái cổ hỗn độn cự thú. Bằng không, cũng chỉ có thể trông cậy vào lấy huyết thần khế ước tìm hung thú. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh liền cơ hội này, cũng sẽ không cho nàng. Cộng sinh thú cùng hung thú đều đã chết. Nàng đã một người trợ giúp cũng không có. Mà lại, tử huyết hồn ấn phía dưới, nàng đã mất đi quá nhiều máu tươi, hiện tại tử huyết hồn ấn tuy nhiên tiêu tán, nhưng nàng cũng đã gần như tàn phế. Cấp một hung thú, hiện tại cũng có thể giết nàng. Sắc mặt của nàng vô cùng trắng bệch, thân thể vô cùng gầy gò, nàng chưa từng có xấu thành cái dạng này. Nhưng là hiện tại, khi nàng trơ mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cái này hành vi nghịch thiên thời điểm, đối nàng lớn nhất đả kích, không phải thân thể, mà là linh hồn. Nàng rõ ràng nhìn đến Lý Thiên Mệnh hấp thu thiên địa lực lượng, điên cuồng lớn mạnh. Nàng rõ ràng nhìn đến, hắn lại có mới cộng sinh thú, cũng cùng cái kia tiểu hoàng gà một dạng đáng sợ. Nàng đương nhiên biết, ngoại trừ thánh thú chiến hồn bên ngoài, hắn lại lấy được càng đáng sợ tạo hóa. Chỉ là trước lúc này, nàng vậy mà cũng không nghĩ tới điểm này. Tiểu hoàng gà bề ngoài, quá có mê hoặc tính. Chỉ có nàng biết, nếu như không phải tiểu hoàng gà quá nghịch thiên, 3 năm trước đây Lý Thiên Mệnh, sao có thể vào hôm nay,
đem chính mình nghiền ép đến trình độ như vậy. Nàng sợ hãi. Nàng sợ hãi. Nàng run rẩy. Nàng té ngồi trên mặt đất, nàng không cầm được phát run. Nhưng là, nước mắt đều chảy không ra, bởi vì, thân là băng thủy hệ ngự thú sư, nhưng là nàng lại không có nước. Chưa từng nghĩ tới, nàng hội có như thế xấu xí một ngày. Chưa từng nghĩ tới, nàng hội có thê thảm như thế một ngày. Nàng cũng không dám nữa nói, chính mình có thể nghịch thiên cải mệnh. Cũng không dám nữa nói, Lý Thiên Mệnh ngây thơ, ấu trĩ. Cũng không dám nữa cho rằng, chính mình trưởng khống hết thảy, chính mình bày mưu tính kế. Bởi vì, nàng đã thua, một trận thảm bại. Căn bản không có sức phản kháng. Liền liều hết tất cả tử huyết hồn ấn, đều là một trận chê cười. Lý Thiên Mệnh bẻ gãy nghiền nát, một chút thủ đoạn đều không sử dụng, trực tiếp đem nàng đánh cho hồn tất cả giải tán. 20 năm giãy giụa, 20 năm leo lên, tại thời khắc này, như ở trong mộng mới tỉnh, tan thành mây khói. Cái kia bị chính mình hủy đi thiếu niên, 3 năm trước đó, hủy đi chính mình vất vả kinh doanh hết thảy. Nàng hận a, nhưng là, làm nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh tại thiên địa thần uy phía dưới, vẫn đáng sợ như thế. Nàng không dám hận, giờ phút này chỉ có run rẩy, thậm chí là ngã trên mặt đất, miệng há mở lại không phát ra được thanh âm nào, bi ai run rẩy. Nàng thậm chí muốn đè lại tay của mình, đè lại chân của mình, không muốn run lợi hại như vậy, nhưng là nàng không làm được. Nàng hé miệng thời điểm, chỉ có gió lạnh rót vào. Nàng đè lại cổ họng, muốn hô hấp một chút. Nhưng là, nàng phát hiện, hiện tại ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tự gây nhiệt, không thể sống. Tiểu hoàng gà xuất hiện tại trước mắt nàng, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Ta, nàng vẫn là nói không ra lời. Trong ánh mắt của nàng, chỉ có hoảng sợ, mà đang sợ hãi về sau, rất nhiều chuyện cũ nổi lên. Giờ khắc này, nước mắt chảy ngang. Sự thật chứng minh, trên người nàng vẫn là có nước. Hối hận hữu dụng không? Thế gian vạn sự, đều là có nhân quả báo ứng, trà đạp đối ngươi người tốt, một ngày nào đó, người hội trả giá gấp 10 lần trở lên đại giới. Tiểu hoàng gà cười lạnh nói. Nhân quả báo ứng. Không tin số mệnh vận, nhưng lại, chạy không khỏi nhân quả báo ứng. Đáng tiếc duy nhất chính là, người không nhìn thấy Lâm Tiêu Đình, bị ta huynh đệ ngược chết. Tiểu hoàng gà bĩu môi. Không, nàng có lẽ có thể nhìn đến. Đúng vào lúc này, cái kia đầy trời hắc sắc điện xà bên trong, một người nam tử đứng lên. Trên người hắn quấn quanh lấy vô số màu đen lôi đình. Làm hắn mở mắt nháy mắt, đôi mắt kia, mỗi một cái đều giống như lôi đình hải dương. Dạng này hắn, sẽ chỉ làm Mộc Tình Tình bi ai hoảng sợ cúi đầu xuống, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tiểu hoàng gà xem xét, liền biết tu luyện hoàn tất. Bởi vì, trên trời lôi đình đã tiêu tán, chung quanh tia chớp bắt đầu biến mất, mà Lý Thiên Mệnh, đã cùng đổi một người giống như. Điều này nói rõ, hắn cùng Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma Hỗn Độn Lôi Nguyên, cũng cùng một chỗ tu luyện đến Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 5. Hiện tại Lý Thiên Mệnh bên trong thân thể, luyện ngục chi nguyên cùng Hỗn Độn Lôi Nguyên, địa vị ngang nhau. Tiểu hoàng gà chỉ có thể ánh mắt u oán. Bởi vì, sau này Lý Thiên Mệnh, cũng không tiếp tục thuộc về chính nó. Bỗng nhiên có một loại, hai nữ cùng hậu hạ một chồng cảm giác, tiểu hoàng gà xấu hổ đến muốn nôn mửa. Nó đâu, tiểu hoàng gà hỏi. Ngủ thiếp đi. Quả nhiên, con hàng này vẫn là lười, thật không phải tìm không thấy xuất sinh chi địa. Huỳnh Hỏa, ngươi dám gạt ta. Lý Thiên Mệnh tức giận a. Cái gì? Ngươi nói, nó là một con mãnh hổ, bá khí vô song. Ha ha, đừng suy nghĩ, ngươi không có cái này mệnh. Tiểu hoàng gà càn rỡ cười to. Lý Thiên Mệnh hận a. Là cọng lông mãnh hổ a. Đặc biệt, một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu hắc miêu. Thì so tiểu hoàng gà lớn một chút. Toàn thân lông xù mèo đen, cái kia phấn hồng sắc móng vuốt, non được nhanh xuất thủy. Một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi, chớp chớp nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, một mặt ngây thơ. Phía trên thì một cái điểm sao, cùng tiểu hoàng gà ra đời thời điểm một dạng. Còn có một cái lông xù cái đuôi nhỏ, lúc ngủ, còn một trái một phải lắc lư. Làm cơn ác mộng thời điểm, cái kia cái đuôi nhỏ, còn một cái dốc hết ra. Cái này, là một cái mãnh hổ. Nhất làm cho nhân khí tuyệt chính là, cái này thoạt nhìn như là dựa vào giả ngây thơ mà sống đồ chơi, chẳng những lười, chẳng những thích ngủ. Mà lại, nó nói mỗi câu lời nói, đều muốn mang cái, meo chữ. Mệt mỏi quá nha meo.
cũng không tiếp tục muốn tu luyện, meo. Ta buồn ngủ quá a meo. Buồn ngủ cảm giác meo. Lý Thiên Mệnh toàn bộ hành trình im lặng nhìn lấy nó. Kết quả, nó híp mắt, leo đến cộng sinh không gian đi, nghiêng người, chổng vó, ngủ thiếp đi. Mà lại, rốt cuộc nhao nhao bất tỉnh. Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, mãnh hổ em gái ngươi. Rất hiển nhiên, là cái tổ tông. So sánh dưới, tiểu hoàng gà tuy nhiên tiện như vậy một chút, nhưng là chỉ ít cuồng bạo, nhiệt huyết, chiến ý mãnh liệt. Mà lại, vô cùng chăm chỉ cần tu luyện toàn thành đầu nhập, chỉ cần chiến đấu so với ai khác đều hung ác. Cái này mới tới, đoán chừng hội ở phía sau hô cố lên. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh không thể nói cái gì. Bởi vì, Khương Phi Linh đã bị công hãm. Tốt manh a, thật là đáng yêu, so hình hỏa đáng yêu gấp 1 vạn lần. Trời ạ, ca ca, đưa cho ta có được hay không, ta muốn cái này tiểu miêu miêu. Ta muốn ôm lấy nó ngủ cảm giác. Con mắt của nó xem thật kỹ a. Oa, móng vuốt tốt phấn nộn đây này. Ca ca, người không muốn mang miêu miêu đánh nhau a, không muốn đả thương nó, có nguy hiểm gì, người để huỳnh hỏa lên, nó ra mặt dày không có việc gì, kháng đánh. Muốn là tiểu hoàng gà nghe được nàng nói câu nói này, đoán chừng sẽ bị tức giận đến tại chỗ cưỡi rồng lên Tây Thiên. Ca ca, người muốn cho miêu miêu thủ tên là gì a? Thì kêu miêu miêu có được hay không, nghe thật đáng yêu. Khương Phi Linh hy vọng nhìn lấy hắn. Kết quả là, thái sơ hỗn độn lôi ma, cái này vô cùng bá khí, nổ banh trời thái cổ hỗn độn cự thú, có chính mình tên mới. Miêu miêu, Lý Thiên Mệnh khó có thể mở miệng a, hô không ra miệng a. Nhưng là không có cách, nếu là hắn cự tuyệt, đoán chừng bảo bối Linh Nhi liền trở mặt. Hắn cảm thấy, tiểu hắc miêu rất cường thế. Chí ít hiệp một, công hãm Khương Phi Linh, tương đương với bắt được Lý Thiên Mệnh tử huyệt. Điểm này, tiểu hoàng gà sợ là mãi mãi cũng không có này thiên phú. Nó tuy nhiên cũng rất manh, nhưng là, tính cách của nó, ngôn ngữ, đã sớm cùng, manh, chênh lệch cách xa vạn dặm. Bất kể nói thế nào, tiểu hắc miêu sinh ra, về sau đối Lý Thiên Mệnh trợ giúp vẫn to lớn. Chí ít hiện tại, hắn đã siêu việt cực hạn. Làm tu luyện lúc kết thúc, mạnh hơn, thiên tư càng kinh khủng Lý Thiên Mệnh, xuất hiện ở Mộc Tình Tình trước mắt. Một thiếu niên, lôi hỏa song tu, có hủy thiên diệt địa ý chí. Hắn, có hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú làm bạn, có Chu Tước Quốc đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất chiến đấu, tu luyện tiểu trợ thủ Khương Phi Linh đi theo. Mà trước mắt cái này Mộc Tình Tình, cộng sinh thú đã chết, Lâm Tiêu Đình không ở bên người, toàn thân máu tươi tiêu hao, thú nguyên bắt đầu tiêu tán, trắng bệch gầy gò, vô cùng thê thảm. Người nào còn nhớ rõ, 3 năm trước đây cái kia mưa to ban đêm, nàng vùi ở Lâm Tiêu Đình trong ngực, cao cao tại thượng, biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bị đánh tan, nhìn lấy Kim Vũ chết thảm. Lý Thiên Mệnh nhớ đến. Nàng cũng nhớ đến. Chỉ là, lớn như vậy tương phản, để cho nàng chỉ có run rẩy, chỉ có hoảng sợ, lòng của nàng, đã sớm thất bại thảm hại. Ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh chân, xuất hiện tại trước mắt của nàng. Sau đó, cái kia băng lãnh, tựa hồ lại quen thuộc ngón tay, nắm cằm của nàng, để cho nàng ngẩng đầu. Trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh một mực ánh mắt như mặt trời tấm liệt hỏa thiêu đốt, một cái khác, thì như màu đen lôi đình hải dương, tia chớp oanh minh. Vậy đơn giản cũng là thượng thần. Tình tình, cần phải dùng tấm gương nhìn một chút, người bây giờ nhiều xấu sao. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng lên đến, nở nụ cười. 3 năm a, rốt cục chờ đến một ngày này. Nhìn lấy nàng quỳ ở trước mặt mình, vô cùng thê thảm. Mặc kệ là thân thể, còn là linh hồn, đều thủng trăm ngàn lỗ. Đây là Lý Thiên Mệnh nằm mơ hình ảnh, hiện tại rốt cục trở thành hiện thực. Quá lâu, tránh thức đến một ngày này, Lý Thiên Mệnh tâm tình, so trong tưởng tượng còn phải sảng khoái. Nhưng là hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên. Bởi vì từ khi đánh bại Vệ Quốc Hào về sau, Mộc Tình Tình vốn là không phải là đối thủ của hắn. Nàng có thể phản kháng đến loại trình độ này, coi như nàng tuyệt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tránh thức muốn đánh bại, đánh cho tàn phế, đánh chết người, là Lâm Tiêu Đình. Cái kia, mới là càng lớn báo thù thống khoái, mới là cho Kim Vũ lớn nhất an ủi. Hắn hiện tại, một bàn tay đều có thể đập chết nàng. Tại hắn ánh mắt nóng bỏng phía dưới, Mộc Tình Tình khuôn mặt không cầm được dốc hết ra, run lợi hại nhất là ánh mắt. Người mới vừa nói, không muốn giết ta, là động lòng trắc ẩn sao? Mộc Tình Tình cắn răng, hỏi. Người vừa mới còn nói ta thiên thật,
làm sao hiện tại chính mình ngây thơ đi lên. Lý Thiên Mệnh yên lặng cười. Lòng Trắc Ẩn. Ta chỉ là còn không nghĩ tới, đến cùng làm sao làm chết ngươi, trong lòng ta mới dễ chịu. Ta muốn đối ngươi có như vậy một chút xíu lòng Trắc Ẩn, lão tử cũng là xúc sinh. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, cười lạnh nói. Nói thật, từng đao giết chết ngươi, ta đều cảm giác chiếm tiện nghi ngươi, tình tình. Thủ phát. Cần gì chứ, từng tại cùng một chỗ qua một năm, ngươi lúc đó làm sao đối với ta, hiện tại quên rồi sao? Ngươi đã nói bao nhiêu tình thoại, Mộc Tình Tình run rẩy hỏi. Đáng tiếc, ngươi không có coi là thật a, còn nói ta thiên thật, nói ta ấu trĩ. Bất quá ngươi nói đúng, ta xác thực ấu trĩ, cho nên, ta sẽ không tha thứ. Lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh cầm trong tay ra viêm long nha, hắn theo viêm long xiềng xích lên đem viêm long nha tháo rỡ xuống dưới. Ta đã nghĩ kỹ, làm sao để ngươi vạn kiếp bất phục. Tình Tình, ta thề. Ta để ngươi hảo hảo mà chịu đựng như vậy một chút, bị chết nhẹ nhõm như vậy một chút, ta đều thật xin lỗi Kim Vũ. Phốc phốc, hắn viêm long nha, trực tiếp đâm xuyên qua Mộc Tình Tình thân thể. Mộc Tình Tình thống khổ chu lên, như tiểu cầu một dạng cuộn mình lên. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đâm xuyên qua nàng một cái linh nguyên. Nàng xem ra rất đáng thương, ngón tay của nàng tại trên tảng đá, kéo ra khỏi năm đạo tơ máu. Nhưng là, đáng thương sao? Lý Thiên Mệnh không cảm thấy. Bởi vì cái kia buổi tối, hắn ôm lấy Kim Vũ thủng trăm ngàn lỗ thi thể, tại cái kia mưa to mưa như chút nước ban đêm, đi bộ đi đến 30 dặm đường, sau cùng ngã vào trong vũng máu ngày nào đó, so với nàng đáng thương nhiều. Ta nhớ được ngươi năm cái linh nguyên vị trí, làm tình tiến hóa, nhiều hai cái linh nguyên, ta không biết ở nơi nào, giữ lại cho ngươi, Tình Tình. Lúc trước song túc song tê thời điểm, biết nàng linh nguyên vị trí, tính là gì? Nàng khi đó, cũng là vừa tới đạt linh nguyên cảnh. Đó là hai người lớn nhất thời điểm hưng phấn. Sau đó, một cái thánh thú chiến hồn, nàng để Lý Thiên Mệnh, vạn kiếp bất phục. Phốc phốc, phốc phốc, liên tục năm đao. Mỗi một đao, đều đâm xuyên linh nguyên. Mỗi một đao, đều bị linh nguyên tiêu tán, để thú nguyên trọng hồi thiên địa linh khí. Nàng ban đầu vốn đã phế đi. Nhưng Lý Thiên Mệnh, triệt để hủy đi nàng linh nguyên. Để cho nàng ra tốc tàn phế. Hắn hủy đi 5 cái, cho nàng lưu lại 2 cái. Nếu như vậy, nàng cần phải còn có thể kiên trì trở lại Lôi Tôn Phủ, sẽ không chết ngay bây giờ. Van cầu ngươi, trực tiếp giết ta đi, ta nghiệp chướng nặng nề. Nàng quỳ trên mặt đất, run rẩy kêu khóc. Còn đẹp không? Còn thể diện sao? Tóc rơi là tả trên đất, máu tươi chảy hết. Thế nhưng là, đều là báo ứng a. Không có khả năng. Lợi cho ngươi quá rồi, ta hôm nay sẽ không giết ngươi, Tình Tình. Lý Thiên Mệnh lần nữa để cho nàng ngẩng đầu lên. Biết tại sao không? Bởi vì, ta muốn cho ngươi, kiên trì sống sót, thể nghiệm một chút ta 3 năm này, bị qua cái gì? Ngươi không cần kiên trì 3 năm, ngươi chỉ cần kiên trì đến, ta đem Lâm Tiêu Đình chém thành muôn mảnh ngày nào đó, là có thể. Ngươi tốt nhất nhìn tận mắt, thấy rất rõ ràng. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến ngày đó, ta thì tha thứ ngươi, thế nào? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Hắn bây giờ nhìn lại, giống như là cái ma quỷ. Mà Mộc Tình Tình là cái bi thảm nữ nhân. Có thể là ai bảo hắn, biến thành hiện tại ma quỷ. Ây! Mộc Tình Tình hé miệng, nàng khô quắt bờ môi còn đang run rẩy. Thế nhưng là, vẫn là nói không ra lời. Thật xin lỗi, nàng cắn đầu lưỡi, nước mắt chảy ngang. Đừng như vậy, nhận thua nhận ra quá sớm. Đây không phải ngươi, thu hồi câu nói này đi, chờ ta đem Lâm Tiêu Đình cũng làm chết ngày nào đó, ngươi lại nói với ta câu nói này, còn không tính quá trễ. Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Mộc Tình Tình bộp một tiếng, ngã trên mặt đất. 5 cái linh nguyên tiêu tán, chỉ còn lại 2 cái linh nguyên đang ủng hộ, nàng đã trọng thương rủ xuống chết rồi. Hiện tại, nàng triệt để hôn mê. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, bước đầu tiên đã kết thúc. Hắn là không có đem nàng ngàn đao bầm thây. Bởi vì, dạng này cũng lợi cho nàng, dù sao thân thể của nàng đã đầy đủ thống khổ, lại thêm một tầng, nàng trải nghiệm không đã có cỡ nào khó chịu. Đơn giản đều là chết. Cái gì mới là đáng sợ nhất trừng phạt? Rất đơn giản, đem hết thảy còn cho nàng. Tiếp đó, để cho nàng trở về Lôi Tôn Phủ, để cho nàng chậm rãi tiếp nhận, để cho nàng thể hội một chút, Lý Thiên Mệnh làm sao qua 3 năm này. Lý Thiên Mệnh sẽ không để cho nàng trải nghiệm quá lâu. Hết thảy.
thì kết thúc tại Lâm Tiêu Đình chết ngày nào đó. Đến lúc đó, đưa bọn hắn một cái đồng sinh cộng tử. Đây mới gọi là, mặt bài. Lớn nhất thống khổ, là thân thể lỗ chân lông thống khổ sao? Không là, là đau lòng, là mỗi người trong lời nói đau. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, tại Lôi Tôn Phủ, nàng hội cảm nhận được. Nói xin lỗi. Quá sớm a. Chân chính trả thù, cũng liền vừa mới bắt đầu nữa nha. Tàn nhẫn sao? Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy tàn nhẫn. Nhưng là, hắn nhất định phải tàn nhẫn. Có lẽ, đời này thì tàn nhẫn như thế lần một lần hai. Về sau, hắn vẫn là ánh sáng mặt trời, rực rỡ, ngây thơ, ấu trĩ, không tim không phổi. Nhưng là, hắn vẫn có thể thật cao hứng, rất náo nhiệt, rất hạnh phúc. Hắn chỉ cầu nguyện, cũng không tiếp tục muốn gặp phải Mộc Tình Tình, không muốn gặp phải giống như nàng người. Một bước này, kết thúc. Muốn nói đến đón lấy mục tiêu lớn nhất, đương nhiên là cầm lấy Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, đi cứu mẫu thân tánh mạng. Đến mức còn lại, sau này hãy nói đi. Thanh Hỏa Chu Tước cùng Khương Thanh Loan, đã để tiểu hoàng gà đưa đến một hòn đảo nhỏ tới, hiện tại thiên văn kết giới co vào đến phi thường nhỏ. Toàn bộ vạn đảo hồ, còn lại không đến 1/5. Đoán chừng nửa canh giờ, liền sẽ co vào hoàn tất, đến lúc đó thì kết thúc. Lý Thiên Mệnh đang tra nhìn Khương Thanh Loan thương thế, nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng khí tức còn tại, chỉ là phi thường khó chịu. Lý Thiên Mệnh, loại này thiên tai buông xuống, người vậy mà không chết. Cách đó không xa có 3 nam tử qua đến bên này, trong đó 2 cái không quá tình nguyện. Bởi vì, nhìn đến Lý Thiên Mệnh trước đây siêu tuyệt biểu hiện, bọn họ rất không thoải mái. Lời mới vừa nói, cũng là 2 người kia một trong tinh khuyết. Ngươi giết Mộc Tình Tình, ngươi không sợ Lôi Tôn Phủ tìm ngươi phiền phức, ngươi không sợ Lâm Tiêu Đình giết ngươi, Thần Hạo rung động nói. Nói cái gì đó, không chết, cũng là phế bỏ nàng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Coi như thế, ngươi cũng xong đời. Tinh khuyết cao mày nói, hắn nhìn ra được, Mộc Tình Tình vô cùng thê thảm. Liên quan gì đến ngươi, nói thêm câu nữa, đem ngươi đánh nhử tử. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười nói ra. Tinh khuyết cùng Thần Hạo khẽ cắn môi, không dám nói tiếp nữa. Bọn họ vẫn là sợ, trong lòng vẫn là sợ Lý Thiên Mệnh. Thanh công chúa tình huống như thế nào? Mặc Lâm không có quản bọn họ xung đột, đi vào Lý Thiên Mệnh bên người. Chúng độc. Nhưng là ta không có giải dược, các ngươi có sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta có, ta là thầy thuốc, học không ít linh túy sử dụng. Mặc Lâm lúc nói chuyện, đã bắt đầu theo trên thân cầm đồ vật. Hắn đến Trầm Uyên đấu thú, xác thực đã làm nhiều lần chuẩn bị, nơi này độc thú hoành hành, hắn chuẩn bị không ít giải độc dược vật. Là hắc ma độc, vừa vặn, ta có đối chứng giải dược. Mặc Lâm cao hứng nói. Cái kia không sao, Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Không có việc gì, thuốc đến bệnh trừ, nhưng có thể muốn tu dưỡng 1-2 tháng, trên người nàng còn có một số hắn thương thế của hắn, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, nhảy nhót tưng bừng không có vấn đề. Mặc Lâm nói, hắn là thầy thuốc, tự nhiên có thể tin được. Lý Thiên Mệnh cuối cùng yên tâm. Nghe nói như thế, Khương Phi Linh cũng coi như thở dài một hơi. Đến mức Thanh Hỏa Chu Tước, nó cũng là chúng đồng dạng độc dịch. Mặc Lâm mang giải dược không đủ, nhưng Thanh Hỏa Chu Tước sức chống cự mạnh. Cần phải có thể kiên trì về đến đi. Mặc Lâm bắt đầu trị liệu Khương Thanh Loan. Một phút sau, rõ ràng có thể thấy được, Khương Thanh Loan màu da lên xanh biếc bắt đầu biến mất. Mặc Lâm sư huynh, người giúp ta xem một chút, nàng có thể sống trên 1 tháng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi chỉ hướng Mộc Tình Tình. Nàng quá thảm rồi, lại bị người phá linh nguyên, tự tiện sử dụng tử huyết hồn ấn xác thực muốn trả giá đắt. Nếu như, nàng có thể kiên trì trở lại Lôi Tôn Phủ. Sống sót ngược lại là không có vấn đề, nhưng là muốn trở thành phế nhân. Mặc Lâm khẽ cắn môi, có chút thương tiếc nói. Mặc Lâm sư huynh thế nhưng là cảm thấy ta tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đó cũng không phải, ta nghe sư tôn nói, 3 năm trước đây sự tình có ẩn tình khác. Mặc Lâm đích sư tôn, là Mộ Dương sư đệ. Cái kia Mặc Lâm sư huynh tin tưởng sao? Ta tin tưởng, Mặc Lâm nhìn hắn một cái, vậy mà không do dự. Hắn vậy mà tin tưởng. 3 năm trước đây, là Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình tác nghiệt. Cái này liền đầy đủ. Không uổng phí Lý Thiên Mệnh cứu được hắn nhất mệnh. Cái gì có ẩn tình khác, ý là, 3 năm trước đây ngươi còn bị hãm hại. Thánh thú chiến hồn trước kia là ngươi. Thần Hạo khẽ cắn môi nói. Thần Hạo, ngươi nói cái gì? Tinh khuyết chấn kinh hỏi.
phụ thân ta nói một lần, ta thoạt đầu không tin. Dù sao, Thần Hạo ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Nguyên lai, hắn không phải trong truyền thuyết ổ uế người. 3 năm trước đây, hắn thật là người bị hại. Hắn 3 năm chịu nhục, quay về Diễm Đô, là vì báo thù. Thánh thú chiến hồn, thật là hắn. Cái này chân tướng, sự thật này, không thể nghi ngờ tại phá vỡ thế giới của hắn xem. Lý Thiên Mệnh trong lòng hắn, hoàn toàn thay đổi. Trần Thúc nói, Tinh Khuyết có chút đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải ngu xuẩn thế hệ, nhiều như vậy trưởng bối đều đang nói, như vậy rất có thể là thật. Lúc này thời điểm, chỉ sợ bọn họ tâm lý, chỉ có ngũ vị tạp trần. Mà xem như người trong cuộc, Lý Thiên Mệnh phong khinh vân đạm, không có quá nhiều biểu lộ. Hắn chỉ còn chờ Khương Thanh Loan tỉnh lại. Thì không lâu sau, thiên văn kết giới co vào đến đường kính chỉ có 1000m thời điểm, bỗng nhiên phịch một tiếng nổ nát vụn. Trầm Uyên đấu thú, kết thúc. Thánh thiên phủ người, nên xuất hiện đi. Thiên văn kết giới phá nát, trên trời lôi đỉnh tiêu tán. Phương viên 3000m phạm vi bên trong, đã lặng yên im ắng. Hắc ma độc dần dần xua tan, thì tại thiên văn kết giới tiêu tán thời điểm, Khương Thanh Loan đã rằng giặc chuyển tỉnh lại. Khương Phi Linh tuy nhiên kích động, nhưng thời khắc này, nàng càng không thích hợp giải trừ phụ linh trạng thái xuất hiện. Làm Khương Thanh Loan mở mắt thời điểm, trong mơ hồ, liền nhìn đến một người nam tử ngay tại trước mắt của mình. Hắn mặt mỉm cười nhìn lấy chính mình, trên mặt cái kia ánh sáng mặt trời, tinh khiết nụ cười, để cho lòng người cũng nhìn không được tốt. Lý Thiên Mệnh. Nàng còn nằm, Lý Thiên Mệnh vịn nàng tựa ở một khỏa trên tảng đá. Linh Nhi ở trên thân thể ngươi sao? Khương Thanh Loan hỏi. Ta ở đây, Thanh Nhi, người đại nạn không chết, là ca ca cứu được ngươi. Khương Phi Linh linh thể, ở tại trước mắt phụng trộm ngưng tụ, nói một câu nói, liền lập tức tiêu tán. Đã cứu ta, nàng não tử một mực rất mơ hồ, có lẽ lúc này thời điểm, nàng mới một chút tỉnh táo lại. Đúng rồi, cái kia Mộc Tình Tình tiện nhân, vậy mà sử dụng tử huyết hồn ấn. Thanh Hỏa đâu? Nhìn lại, Thanh Hỏa Chu Tước cũng đã vừa tỉnh lại. Nhìn đến cộng sinh thú không có việc gì, Khương Thanh Loan cuối cùng yên tâm. Nàng trước hết để cho Thanh Hỏa Chu Tước trở lại cộng sinh không gian bên trong tĩnh dưỡng, đến mức bên trong hắc ma độc, Lý Thiên Mệnh đã nói với nàng. Nàng hiện tại vẫn là rất suy yếu, không có khí lực gì. Ngươi đã cứu ta, Khương Thanh Loan ngơ ngác nhìn hắn. Không muốn như thế say mê nhìn ta, ngươi muốn là muốn lấy thân báo đáp, ta có thể không đáp ứng. Dù sao, ta không thể tiếp nhận thông đồng bạn gái bạn thân tình tiết máu chó. Lý Thiên Mệnh nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi ngươi đi chết đi, đồ bỏ đi. Khương Thanh Loan trừng mắt liếc hắn một cái. Vốn đang thẳng cảm kích hắn, kết quả để hắn chọc tức mắt trợn trắng. Những thứ này, đều là ngươi làm được. Khương Thanh Loan chấn kinh hỏi. Nàng nói, là Tinh Khuyết, Thần Hạo cúi đầu, là Mộc Tình Tình ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Nhất là Mộc Tình Tình. Khương Thanh Loan tâm lý mừng thầm. Nàng nhưng biết, Lý Thiên Mệnh tham dự cái này Trầm Uyên đấu thú mục đích. Ngăn cản Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Đình cao chạy xa bay. Bây giờ nhìn, Mộc Tình Tình tuyệt đối thất bại. Nhớ tới nàng khống chế hung thú tới đối phó chính mình, bây giờ được thảm như vậy xuống tràng, tâm lý đương nhiên sảng khoái. Nàng đối Lý Thiên Mệnh cách nhìn, đã sớm đổi cái nhìn. Thậm chí Lý Thiên Mệnh nói Khương Phi Linh là nàng bạn gái, nàng đều không có phản ứng. Tính ngươi có bản lĩnh, bất quá, đừng tưởng rằng dạng này, ta sẽ đồng ý ngươi lừa gạt Linh Nhi. Khương Thanh Loan nói. Người nào cần ngươi đồng ý, ngươi là cái lông. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ca ca, không cho phép ngươi nói như vậy Thanh Nhi. Khương Phi Linh cười trộm nói. Không thèm để ý ngươi. Khương Thanh Loan hiện tại trọng yếu nhất cũng là khôi phục nguyên khí. Chờ một lát rời đi Trầm Uyên chiến trường, lấy nàng hiện tại thân thể điều kiện. Lý Thiên Mệnh khả năng còn muốn cõng nàng rời đi. Dù sao, tiểu hoàng gà là không trông cậy được vào. Trầm Uyên đấu thú tình huống như thế nào? Khương Thanh Loan hỏi. Lý Thiên Mệnh liền đem phát sinh sự tình nói một lần. Nói như vậy, tiểu tử ngươi cần phải cầm tới Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, còn có huyền cấp thần nguyên. Thật sự là tức chết người, dựa vào cái gì, ngươi tạo hóa nhiều như vậy. Về sau, ngươi còn muốn đi Thánh Thiên Phủ. Lý Thiên Mệnh. Chúc mừng ngươi, nhất phi trùng thiên. Ngươi cái tai họa này, rốt cục muốn đi, nói rõ trước, ngươi đừng nghĩ đem ta Linh Nhi mang đi. Khương Thanh Loan lại cao hứng dùm cho hắn, lại là tâm lý một trận lo lắng.
Nàng không nỡ Khương Phi Linh, đương nhiên cũng sợ Lý Thiên Mệnh bảo hộ không tốt nàng. Dù sao, thế giới bên ngoài, ai nói được rõ ràng đây? Còn không có xác định đâu, ai biết cái này Trầm Uyên đấu thú chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Bất quá, hắn có chừng 90% chắc chắn, dù sao huyền cấp thần nguyên tại trên tay mình. Bất kể nói thế nào, ta cũng chúc mừng Thiên Mệnh sư đệ, về sau, ngươi chính là Thánh Thiên Phủ đệ tử, nhớ đến sau khi tu luyện thành, thường trở về xem chúng ta những thứ này phàm phu tục tử. Mạc Lâm cười nói. Đến mức thần hạo cùng tinh khuyết, vẫn là không có nói chuyện. Chỉ là tâm tình của bọn hắn, có thể nói phức tạp mà đặc sắc. Dù là Lý Thiên Mệnh không nói gì, trên mặt tựa hồ cũng có chút nóng bỏng. Nhất là hai người đối mặt thời điểm, nhớ tới đã từng đối Lý Thiên Mệnh trào phúng. Tâm lý muốn nhiều xấu hổ, thì có bao nhiêu xấu hổ. Còn kém tìm một đầu kẽ đất chui vào, chỉ sợ có thể thoải mái một chút. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, sau khi ra ngoài, làm như thế nào đối mặt các nàng mẫu thân loại kia tràn ngập hy vọng ánh mắt. Các nàng chờ đợi mình tiến Thánh Thiên Phủ đây. Nói cho các nàng biết, hai người bọn họ vây công Lý Thiên Mệnh, kết quả bị hung hăng đánh. Nói cho các nàng biết, Lý Thiên Mệnh trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử, nhất phi trùng thiên. Tuyết Lam sẽ như thế nào? Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, núi lớn áp lực. Thiên văn kết giới biến mất, chứng minh Trầm Uyên đấu thú kết thúc. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chung quanh, những người khác đâu? Nhìn một vòng, nơi xa chỉ có một nam một nữ hai người này là Trúc Long Quốc cách ăn mặc. Vừa rồi huyền cấp thần nguyên lúc xuất thế, hai người bọn họ nhìn xuống không có đi ra, cho nên miễn ở vừa chết. Trừ cái đó ra, giống như không có những người khác. Thương Hải Quốc 7 người, chỉ sợ chết hết. Trúc Long Quốc chỉ còn lại hai người này tăng thêm Nguyệt Linh Cơ, chết 4 cái. Chu Tước Quốc 6 cái người tham chiến, ngược lại là rất thần kỳ, bởi vì Mạc Lâm được cứu, Tinh Khuyết Thần Hạo nhận sợ, Khương Thanh Loan lại bị bắt cóc, cho đến nay, vậy mà một người cũng chưa chết. Hiện tại tiếp cận nhất tử vong, là hôn mê phía dưới, kéo dài hơi tàn Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, đạt được Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử. May mắn còn sống sót Trúc Long Quốc thiếu niên hâm mộ nói. Chúc mừng, các người Chu Tước Quốc thật sự là may mắn. Chúng ta chỉ còn lại hai người. Thương Hải Quốc thảm nhất, giống như một cái đều không sống sót. Mộc Tình Tình giết hai người, Nguyệt Linh Cơ vừa mới cũng đã giết hai cái, còn lại ba cái, hoặc là trước đây bị Nguyệt Linh Cơ giết chết, hoặc là chết bởi còn lại. Nguyệt Linh Cơ không phải là các ngươi Trúc Long Quốc người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Thời thêm đi lên danh ngạch, nghe nói là ta Trúc Long Quốc ẩn thế gia tộc đệ tử, ta trước kia chưa thấy qua. Trúc Long Quốc thiếu niên nói. Người hay lắm miệng, là sẽ không toàn mạng. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền tới một thâm trầm thanh âm, nguyên lai là Nguyệt Linh Cơ. Nàng trước đây chiến bại, tránh đi sang một bên, hiện tại có thể tính đi ra. Hết thảy 9 người, chết 11 cái. Lý Thiên Mệnh giết chết một người, Nguyệt Linh Cơ danh xưng giết 8 người, như vậy, Mộc Tình Tình liền giết 2 vị, cô Tô Vũ cùng Lý Thanh Thành. Để Nguyệt Linh Cơ dạng này đe dọa, cái kia Trúc Long Quốc còn sống sót 2 vị. Cũng ngậm miệng lại. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, ôm lấy cánh tay, đứng ở một tòa ở trên đảo. Đại khái 20 hơi thở về sau, Trầm Uyên chiến trường nơi xa, có hai đạo quang mang buông xuống. Ông! Đột nhiên ở giữa, có hai người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là hai người trung niên, một nam một nữ. Mặc kệ nam nữ, tuyệt đối đều là đỉnh phong cường giả. Nam tử kia thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén. Hai mắt bên trong tựa hồ có hắc hỏa thiêu đốt. Còn nữ kia tử, thân xuyên trường bào màu trắng, đem thướt tha thân thể mềm mại hoàn toàn che lấp, này sắc mặt người lạnh lùng, khuôn mặt cứng nhắc, có cách người ngàn dặm bên ngoài hàn khí. Hai kẻ như vậy vật xuất hiện, để mọi người tại đây căng thẳng trong lòng. Bọn họ khí chàng cường đại như thế, rõ ràng thì là đến từ Thánh Thiên Phủ người. Nói cách khác, trận này Trầm Uyên đấu thú, thì là đến từ sắp xếp của bọn hắn. Bọn họ thân phận tôn quý, khí chàng khủng bố, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để cho người trẻ tuổi không dám nói lời nào. Lý Thiên Mệnh biết, hai vị này tuyệt đối là hắn giờ phút này không cách nào chạm đến cường giả, thậm chí Mộ Dương bọn họ, sợ đều sẽ kính sợ loại này tồn tại. Dù sao, bọn họ đến từ Thánh Thiên Phủ, là Thiên Phủ Tổng Bộ. Các ngươi tuổi còn nhỏ, khả năng không biết chúng ta. Ta gọi Cận Nhất Huyên, cái này một vị là Tống Nhất Phàm.
Chúng ta, chính là Thánh Thiên Phủ Phó Giám Sát Sứ, phụ trách giám thị xung quanh 18 quốc gia Viêm Hoàng Học Cung Thiên Phủ. Nam tử Cận Nhất Huyên bắt đầu nói chuyện, hắn thanh âm uy nghiêm, tựa như là từng tòa đại sơn, áp ở đỉnh đầu mọi người lên. Giám thị 18 quốc gia. Lý Thiên Mệnh khi còn bé, còn tưởng rằng trên đời này thì một cái Chu Tước Quốc, lớn lên lớn hơn vài tuổi, mới biết được còn có Trúc Long Quốc cùng Thương Hải Quốc. Không nghĩ tới, bọn họ hai vị này tồn tại, mặc dù chỉ là phó giám sát sứ, nhưng lại giám thị 18 quốc gia thiên phủ. Cái này chức vị, khẳng định so thiên phủ phủ chủ vệ thiên thương đều cao. Gặp qua hai vị giám sát sứ đại nhân. Khương Thanh Loan cho Chu Tước Quốc mọi người xử cái nhan sắc, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ, hướng hai vị này trưởng khống hết thảy phó giám sát sứ hành lễ. Xảo Diệu bỏ đi, phó chữ, chính là vương tộc con cháu căn bản tu dưỡng. Kỳ quái, nhiều như vậy linh tai rơi xuống, vậy mà không có bổ chết các ngươi. Phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm lãnh đạm nói một câu nghi ngờ lời nói. Trên thực tế, thật khi thấy Lý Thiên Mệnh hấp thu lôi đình, chỉ có Mộc Tình Tình. Mà bây giờ, nàng đã hôn mê. Những người khác, liền Mạc Lâm cũng không biết, lúc đó đình kịch biến, vậy mà đến từ Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú sinh ra. Chúng ta đều trốn đi, Mạc Lâm cung kính nói. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh liền sẽ không bởi vì, Miêu Miêu, xuất sinh, bị hai vị này chú ý tới. Trầm Uyên đấu thú kết thúc, huyền cấp thần nguyên, Hải Long Thiên Trụ, để người nào đạt được rồi? Cận Nhất Huyên hỏi. Kích động nhân tâm thời khắc tiến đến. Chỉ cần bọn họ một câu, Lý Thiên Mệnh cũng là Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, cũng là Thánh Thiên Phủ đệ tử. Dùng những người khác mà nói tới nói, cái kia chính là Nhất Phi Trùng Thiên. Hồi hai vị giám sát sứ đại nhân, ta được đến. Ta tên là Lý Thiên Mệnh, đến từ Chu Tước Quốc Thiên Phủ vệ gia. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, vệ thiên thương chính là muốn để hắn đại biểu vệ gia, vì vệ gia tranh thủ vinh diệu. Đây cũng là vệ thiên thương đổ ước nội dung, Lý Thiên Mệnh tranh thủ vinh diệu, hắn thì cứu vệ tịnh. Chỉ bất quá nói xong câu đó, hai vị phó giám sát sứ lại thật lâu không có trả lời, Lý Thiên Mệnh không thể không ngẩng đầu. Chỉ thấy bộ kia giám sát sứ Tống Nhất Phàm, chính tại nhìn phía xa Nguyệt Linh Cơ. Giám sát sứ đại nhân. Theo biểu hiện của bọn hắn nhìn. Bọn họ hẳn không có hiện trường giám sát bọn họ tranh đấu, mà chính là thiên văn kết giới tiêu tán sau tới. Giám thị như thế thư giãn, trách không được Mộc Tình Tình có thể sử dụng tử huyết hồn ấn. Chỉ là, vào lúc này tới, Tống Nhất Phàm lại nhìn lấy Nguyệt Linh Cơ, là có ý gì? Lý Thiên Mệnh, người đem Hải Long Thiên Trụ lấy ra, để ta xem một chút. Tống Nhất Phàm thanh âm lạnh lùng, căn bản không có phản kháng khả năng. Là cái này. Lý Thiên Mệnh cho là bọn họ là muốn cuối cùng xác nhận. Bất quá, làm Hải Long Thiên Trụ một lúc đi ra, Tống Nhất Phàm chỉ tay một cái, một cỗ sóng nước cuốn tới, tại sét đánh không kịp bưng tai ở giữa, thì cuốn đi Hải Long Thiên Trụ. Hô! Trong nháy mắt, Hải Long Thiên Trụ rơi vào Tống Nhất Phàm trên tay. Giám sát sứ đại nhân, đây là ý gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Trên thực tế tất cả mọi người có nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh dốc hết sức bình sinh. Cướp đoạt đến bảo bối này, cái nào lại thu hồi đi ý tứ? Sẽ không phải là không muốn cho đi. Thánh Thiên Phủ, như thế keo kiệt. Cái gì, có ý tứ gì? Tống Nhất Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không biết rõ, Lý Thiên Mệnh đã có dự cảm không lành. Ta tới nói đi, Cận Nhất Huyên cười cười, nói, Lý Thiên Mệnh, người gia hỏa này, làm sao có thể cướp đi, đấu thú đệ nhất, phần thưởng. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Hắn cướp đi phần thưởng. Giám sát sứ đại nhân, là ta đánh bại Nguyệt Linh Cơ, đoạt được Hải Long Thiên Trụ, đạt được Trầm Uyên đấu thú đệ nhất a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người nào nói cho ngươi, đoạt được Hải Long Thiên Trụ là Trầm Uyên đấu thú đệ nhất? Cái này Hải Long Thiên Trụ xuất hiện thời điểm, Trầm Uyên đấu thú thì kết thúc, Hải Long Thiên Trụ là phần thưởng, ai để ngươi đoạt? Tống Nhất Phàm thanh âm âm lãnh nói. Một cỗ âm trầm áp lực, trấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Trầm Uyên đấu thú, lấy, giết người số lượng, quyết định đệ nhất, Nguyệt Linh Cơ giết 8 người, đoạt được đệ nhất, cho nên Hải Long Thiên Trụ mới xuất hiện, khen thưởng cho nàng. Bằng không, người cũng không phải thủy thuộc tính, khẳng định không khen thưởng ngươi Hải Long Thiên Trụ a. Cận Nhất Huyên nói, không chỉ là Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể tưởng tượng, tại chỗ tất cả mọi người, ngoại trừ Nguyệt Linh Cơ bên ngoài, từng cái biểu lộ ngốc trệ. Ngay từ đầu, mọi người nghĩ lầm giết người liền có thể đệ nhất. Nhưng là thời khắc cuối cùng, Hải Long Thiên Trụ xuất hiện, mọi người mới thức tỉnh,
nguyên lai tranh đoạt Hải Long Thiên Trụ, cũng là Trầm Uyên đấu thú đệ nhất. Hiện tại hết thảy kết thúc. Bọn họ nói cho mọi người, giết người đếm mới là đệ nhất. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Khi thấy Nguyệt Linh Cơ cười đắc ý nhìn lấy chính mình, hết thảy rõ ràng như thế, hắn làm sao lại không hiểu. Đây chính là dự định A. Vì cái gì không công bố quy tắc? Đương nhiên là vì sửa đổi quy tắc. Nguyệt Linh Cơ cầm tới Hải Long Thiên Trụ, như vậy quy tắc liền là ai đạt được Hải Long Thiên Trụ, cũng là đệ nhất. Nguyệt Linh Cơ lấy không được, cái kia chính là giết số người nhiều nhất là thứ nhất. Muốn là Nguyệt Linh Cơ giết người số lượng không phải đệ nhất, vậy khẳng định vẫn còn có lý do. Dự định trò chơi, bắt chuyện mọi người đến tham dự, 11 người chịu chết, cử đi Nguyệt Linh Cơ tiến Thánh Thiên Phủ. Cái này Nguyệt Linh Cơ, đến cùng thân phận gì? Lý Thiên Mệnh đương nhiên phẫn nộ. Bởi vì đây là hắn cứu vệ tịnh biện pháp duy nhất a. Thế nhưng là, đây là hai vị này phó giám sát sứ chế định trò chơi, hai vị này địa vị còn tại vệ thiên thương phía trên, bọn họ nói cái gì chính là cái đó, như thế nào phản kháng? Hải Long Thiên Trụ đều bị lấy đi, còn có thể nói cái gì? Cường giả cũng là quyền thế, bọn họ hiện tại quyền thế ngập trời, bọn họ cũng là người đánh cờ. Thân làm quân cờ, chỉ có thể mặc cho bài bố, không có lời nói có trọng lượng. Trách không được, cái này Nguyệt Linh Cơ có thể sử dụng cấp 6 thú binh. Trách không được, nàng cho đến nay, đều đang cười, một chút lo lắng đều không có. Ta tuyên bố, Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, vì Trúc Long Quốc Nguyệt Linh Cơ, khen thưởng huyền cấp thần nguyên, Hải Long Thiên Trụ. Khác, trong khi đột phá quy nhất cảnh ngày, chính thức trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử. Tống Nhất Phàm trang trọng tuyên bố. Đa tạ giám sát sứ đại nhân. Nguyệt Linh Cơ kích động vạn phần, bắt được Hải Long Thiên Trụ, một lần nữa thả lại trong ngực của mình. Sau đó, nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt, cười đến trang điểm lộng lẫy. Cái này tràn ngập cảm giác yêu việt nụ cười đắc ý, là trào phúng, cũng là giễu cợt. Cùng ta đấu, ha ha, cái quái gì? Nguyệt Linh Cơ cười vui vẻ hơn hỉ. Hình ảnh như vậy, để mọi người tại đây á khẩu không trả lời được. Chỉ cần là cá nhân đều biết, hai vị giám sát sứ đem bọn hắn đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa, thậm chí đem Tam Quốc Thiên Phủ, đều đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhất là Thương Hải Quốc. Chết thất một thiên tài, một thế hệ trên cơ bản đều gãy mất. Đều là vì đem Nguyệt Linh Cơ đưa vào Thánh Thiên Phủ mà chết. Mà lại, cũng đều là bị nàng thân thủ giết chết. Bọn họ loại nhân vật này, liền có thể như thế vô sỉ. Cái này Nguyệt Linh Cơ sau lưng, đến cùng có ai tại trèo trống. Những người trẻ tuổi kia, ta biết trong lòng các ngươi có một ít ý nghĩ, nhưng, đây chính là Thánh Thiên Phủ khảo nghiệm. Các ngươi sau khi ra ngoài, cũng không muốn nói huyên thuyên nói lung tung, nếu không, ảnh hưởng tiền đồ của mình tiểu, ảnh hưởng gia tộc vận mệnh, thì không hoa được rồi, đúng hay không? Phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm sau khi nói xong băng lãnh nụ cười, đủ để hù sợ tất cả mọi người. Đây là uy hiếp. Không ai dám lộ ra uy hiếp. Lấy thân phận của nàng cùng thực lực, trấn trụ một đám người trẻ tuổi, thực sự quá dễ dàng. Khác, Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên đấu thú bên trong, biểu hiện xuất sắc, hai người chúng ta quyết định cho ngươi ban phát một cái ưu tú phần thưởng. Phần thưởng, là một cái, hoàng cấp thần nguyên, Lý Thiên Mệnh, ngươi cần gì thuộc tính thần nguyên? Cận Nhất Huyên hỏi. Rất rõ ràng, nếu có người không phục, lớn nhất không phục đương nhiên là Lý Thiên Mệnh. Chính hắn đều coi là, chính mình là đệ nhất. Hắn trước đây dự cảm có dự định, nhưng là tranh đoạt đến Hải Long Thiên Trụ, hắn tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi. Vạn vạn không nghĩ đến, một nhóm người này bị như thế trêu đùa. Nhưng là, liền vệ thiên thương đều không thể thay đổi sự tình, hắn thì một cái trọng tu mấy tháng người trẻ tuổi, tự nhiên không thể thay đổi. Lúc này thời điểm hô to một tiếng ta không phục. Cái kia sợ rằng sẽ tại chỗ tử vong. Huống hồ Cận Nhất Huyên rất có thủ đoạn, dùng huyền cấp thần nguyên đổi hoàng cấp thần nguyên. Ban cho Lý Thiên Mệnh, coi như đánh ra. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận chỗ tốt, về sau liền càng thêm không có khả năng ra ngoài nói lung tung. Bọn họ làm hoàn toàn chính xác thực kín không kẽ hở. Hồi giám sát sứ đại nhân, ta muốn lôi đỉnh thuộc tính. Lý Thiên Mệnh nói, có thể, đây là hoàng cấp thần nguyên, tam tiêm điện thứ, khen thưởng cho ngươi. Về sau khắc khổ tu hành, nói không chừng còn có tiến Thánh Thiên Phủ cơ hội. Cận Nhất Huyên nói, hắn nói xong. Tống Nhất Phàm ngược lại nở nụ cười. Bởi vì, bán đảo chi địa chỗ như vậy, nếu như không phải cưỡng ép tiến hành một trận đặc thù sàng chọn thương lượng cửa sau,
ngoại trừ có Lâm Tiêu Đình như thế tạo hóa, ngàn năm đều sẽ không có người có thể đi vào Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên nói xong, đem một cái hoàng cấp thần nguyên ném cho Lý Thiên Mệnh. Đó là một cái bén nhọn hình nón thạch đầu, đỉnh chóp nhất có ba cái gai nhọn, trên đó tia chớp quấn quanh, có rung động lòng người kỳ quái lực lượng. Cái này tam tiêm điện thứ, tương đối thích hợp tiểu mèo đen. Nói đến, đây cũng là khiến người ta hâm mộ hoàng cấp thần nguyên, giá trị liên thành. Nhưng, làm sao có thể cùng huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ so sánh? Hải Long Thiên Trụ, làm cho cộng sinh thú kế hoạch đến bát giai đế thú. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhận lấy. Thánh Thiên Phủ, ha ha. Vốn là, hắn đối Thánh Thiên Phủ ấn tượng thì không tốt. Mà bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có cười lạnh. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn muốn đi cái này Thánh Thiên Phủ nhìn xem, nhìn người ở đó, có phải hay không đều vô sỉ như vậy. Như thế trêu đùa chính mình, như thế trêu đùa Tam Quốc Thiên Phủ. Hắn không có ở bề ngoài biểu hiện ra chút nào không hài lòng, cái này khiến Cận Nhất Huyên phi thường hài lòng. Đối bọn hắn tới nói, chút chuyện nhỏ này, tính toán kết thúc. Đúng vào lúc này, còn có không ít những người khác chạy nhanh đến. Hết thảy 5 người, trong đó có Mộ Dương. Phó giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương cấp tốc tới, hắn liếc mắt qua, Chu Tước Quốc 6 cái đều còn tại. Chỉ có Mộc Tình Tình trọng thương, hắn trực tiếp thở dài một hơi. Một cái cũng chưa chết, thật sự là tuyệt. Nhưng mấu chốt là, bọn họ đều có hay không chết lý do. Tỷ như Tinh Khuyết, Thần Hạo, bị Lý Thiên Mệnh đánh tan về sau, bọn họ thì trốn đi liệu thương, không dám ló đầu, ngược lại nhặt được một cái mạng. Mặc Lâm lại càng không cần phải nói, để Lý Thiên Mệnh cứu được. Mộc Tình Tình có tử huyết hồn ấn, Nguyệt Linh Cơ đều chưa hẳn đánh thắng được nàng. Đến mức Khương Thanh Loan, để Mộc Tình Tình làm con tin, như kỳ tích còn sống. Mộ Dương rất dễ chịu. Nhưng là những người khác, thì tương đương không thoải mái. Nói thí dụ như Thương Hải Quốc Thiên Phủ Phủ Chủ, Mộ Dung Thiên Hải. Hắn cương đương Phủ Chủ không lâu, so Mộ Dương lớn hơn vài tuổi. Hắn đi tới nhìn một chút, một cái Thương Hải Quốc đệ tử đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Trúc Long Quốc Thiên Phủ Phủ Chủ, Vương Khôn cũng vô cùng khó chịu. Đệ tử của hắn Cơ Trường Viêm đâu? Ngoại trừ Nguyệt Linh Cơ là an bài tiến đến, Trúc Long Quốc 6 người, chỉ còn lại 2 cái, chết 4 cái. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng hắn vẫn là vô cùng thịt đau. 4 người các ngươi hy sinh, lại bảo vệ Thiên Phủ truyền thừa, các ngươi là vĩ đại người, chúng ta, Vương Phủ, hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Vương Phủ chủ tâm bên trong thở dài. Nhưng là Mộ Dung Thiên Hải lại sắc mặt khó coi. Giám sát sứ đại nhân, ta Thương Hải Quốc Thiên Phủ thiên tài đâu? Ta nói qua, Trầm Uyên đấu thú, sinh tử chớ luận, 7 người này đều chiến tử, chỉ có thể nói vận khí không tốt, chiến lực không đủ, tính cách không đủ. Cận Nhất Huyên nói. Mộ Dung Thiên Hải trì trệ, lùi lại 3 bước, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong hốc mắt, đã có lão lệ ấp ủ. Ta Thương Hải Quốc, thiên tài đứt gãy. Hiện tại không có khác nhau. 20 năm sau, Thương Hải Quốc cường giả, sẽ bị mặt khác 2 nước triệt để nghiền ép. Đến lúc đó, quốc gia có thể hay không diệt vong, đều khác nói. Quá thảm rồi. So sánh phía dưới, Chu Tước Quốc thật sự là quá hạnh phúc. Có thể giữ được tính mạng, đối đại đa số người tới nói, đều đã thắng. Mất đi đệ nhất, chỉ có đối Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng to lớn. Trầm Uyên đấu thú đệ nhất. Chính là Trúc Long Quốc Nguyệt Linh Cơ, nàng có linh nguyên cảnh tầng thứ 9 thực lực, đoạt được huyền cấp thần nguyên, đánh bại 8 người trở lên. Hoàn toàn xứng đáng. Dạng này thiên tài, có tư cách nhập ta Thánh Thiên Phủ. Vương Phủ Chủ, chúc mừng ngươi. Tống Nhất Phàm cười nói. Trúc Long Quốc Vương Phủ Chủ giật mình. Chúc mừng chính mình. Phải biết, hắn Thiên Phủ, chết 4 cái thiên tài, đều là Trúc Long Quốc hào môn thế gia dòng chính. Hắn cao hứng không nổi. Nguyệt Linh Cơ, lại không phải là người của hắn. Nguyệt Linh Cơ không phụ sự mong đợi của mọi người, ta thay nàng cảm tạ 2 vị giám sát sứ. Vương Phủ Chủ, kích động, nói. Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm đều cười. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Thiên Hải, toàn trường trò chuyện vui vẻ. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Cận Nhất Huyên bên người, còn có 2 người. Một cái cùng Mộ Dương tuổi không sai biệt lắm trung niên, một cái thì là lão giả. 2 người này thân mặc áo bào trắng, thần thái sáng láng. Cho dù là lão giả kia, đều vẫn tráng kiện, mà lại huyết khí 10 phần, xem xét cũng là tuyệt đỉnh cường giả.
thậm chí, không thua bởi ba vị phủ chủ. Dù sao, Mộ Dương qua ba năm, cũng là chính thức phủ chủ. Trên thực tế bây giờ toàn bộ thiên phủ, đều là hắn đang xử lý. Vị này là Trúc Long Quốc ẩn thế gia tộc, Nguyệt Linh gia tộc, tộc trưởng, Nguyệt Linh Hồng. Cận nhất huyên chỉ hướng lão giả kia. Hai vị phủ chủ, cửu ngưỡng đại danh, lão giả Nguyệt Linh Hồng chắp tay một cái mỉm cười nói. Xin ra mắt tiền bối, Mộ Dương chắp tay. Nhưng là, nếu là Trúc Long Quốc ẩn thế gia tộc, không phải là Vương Khôn giới thiệu sao? Giám sát sứ giống như cùng bọn hắn rất quen. Mà lại, không phải nói phủ chủ mới có thể dẫn người tiến đến, bọn họ làm sao tới nơi này đám người. Vị này là Nguyệt Linh Hồng chi tử, Nguyệt Linh Tiêu, hắn là Nguyệt Linh cơ phụ thân. Cận nhất huyên tiếp tục giới thiệu. Nguyên lai là Thánh Thiên Phủ đệ tử phụ thân cùng gia gia, chúc mừng hai vị. Mộ Dương chắp tay nói. Ba tháng này Linh gia tộc người, quỷ dị. Nhưng, Mộ Dương sẽ không nhiều lời, dù sao Chu Tước Quốc không ai chiến tử, đã là hắn thiết tưởng tốt nhất tình huống. Mộ phủ chủ khách khí. Bọn họ bắt đầu hàn huyên, đàm tiếu. Mộ Dung Thiên Hải, ta biết ngươi thương tâm, nhưng Trầm Uyên đấu thú chính là Thánh Thiên Phủ sàng chọn đệ tử quy tắc, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi tìm kiếm khắp nơi nhìn có hay không thi thể, sau đó chuẩn bị cho bọn họ hậu sự đi. Cận nhất huyên nói. Đúng, giám sát sứ đại nhân, vậy ta cáo lui trước. Đi thôi. Hai vị phủ chủ, còn có Nguyệt Linh tiền bối cùng Nguyệt Linh Tiêu huynh đệ, cáo từ. Đi thong thả không tiễn. Mộ Dung Thiên Hải mở ra ống tay áo, trực tiếp đi. Lý Thiên Mệnh muốn nói cho hắn, khả năng có bốn bộ thi thể ngay tại cái này vạn đảo hồ xuống. Nhưng, hắn không nói ra miệng, bởi vì Mộ Dung Thiên Hải cũng chưa chắc sẽ tìm. Đã Trầm Uyên đấu thú kết thúc, vậy ta cũng đi trước, mang cái này hai hài tử trở về. Vương Khôn nói. Xin cứ tự nhiên, Cận Nhất Huyên nói. Các loại Vương Khôn cáo từ rời đi. Chỉ còn lại giám sát sứ, Nguyệt Linh gia tộc ba người, cùng Chu Tước Quốc Thiên Phủ mọi người. Hai vị giám sát sứ, cáo từ. Bình thường tới nói, giám sát sứ đều là người bận rộn, bọn họ cần phải lập tức liền sẽ mang đi Nguyệt Linh cơ. Cho nên Mộ Dương cũng chuẩn bị cáo lui. Mộ phủ chủ chờ một lát, chúng ta cũng muốn đi một chuyến Diễm Đô, vừa vặn thuận đường, cùng đi đi. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Chư vị đi Diễm Đô, Mộ Dương ngơ ngác một chút. Mộ phủ chủ quên rồi sao? Chúng ta muốn đi Diễm Đô, tiếp một người đệ tử, hắn gọi Lâm Tiêu Đình, sau đó, lại đem Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ, cùng một chỗ đưa đến Thánh Thiên Phủ. Tống Nhất Phàm nói. Mộ phủ chủ thế nhưng là không chào đón. Làm sao có thể, hai vị giám sát sứ đại nhân, đại giá quang lâm Diễm Đô, Mộ Dương thụ sủng nhược kinh, đương nhiên 10.000 cái hoan nghênh. Mộ Dương cười nói. Ha ha, cái kia xin cứ tự nhiên. Ta bỗng nhiên biết. Hai vị vì lựa chọn gì Chu Tước Quốc Úy Lam vực xem như đấu thú chi địa, chẳng lẽ là bởi vì vì kết thúc về sau, thuận tiện đi Diễm Đô tiếp Lâm Tiêu Đình? Mộ Dương hỏi. Tự nhiên là như thế, cứ như vậy, vừa vặn tiện đường, tránh khỏi phiền phức. Dù sao Chu Tước Quốc lớn nhất tới gần phương Bắc, tiếp Lâm Tiêu Đình, chúng ta liền có thể đồng loạt xuất phát. Cận Nhất Huyên nói. Hai vị là muốn bây giờ đi về, vẫn là. Tống Nhất Phàm hỏi thăm Nguyệt Linh gia tộc hai người. Chúng ta cũng đi Diễm Đô, sau cùng đưa tiễn hài tử. Mộ phủ chủ hoan nghênh sao? Lão giả Nguyệt Linh Hồng hỏi. Tự nhiên hoan nghênh. Ha ha, đều là người một nhà, khác khách khí, đi thôi. Cận Nhất Huyên nói. Sau đó, đám người bọn họ, lại mang lên 6 người trẻ tuổi, trở về Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh cõng lên Khương Thanh Loan. Đến mức Mộc Tình Tình thương thế quá nặng, Mộ Dương tự mình lấy lực lượng vây quanh, mang nàng rời đi. Khương Thanh Loan không muốn tiếp xúc với hắn, nhưng là không có cách, trên người nàng còn có độc tố lưu lại, rất khó động đậy. Không thể không nói, Khương Thanh Loan tư thái rất tốt, căng đầy có lực, giống như là một cái tiểu dã báo. Ca ca, không cho phép đoán mò, khó chịu là. Lý Thiên Mệnh hơi có chút tâm tư, liền bị Khương Phi Linh bóp chết. Nói mò, ta là thuần khiết người, người bạn thân tỉ muội, ta tuyệt đối không có chút nào ý nghĩ. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Hừ, nàng thiên văn kết giới, đặt ở trên lưng ngươi. Khương Phi Linh tức giận nói. Nói thật, Nguyệt Linh cơ cướp đi đệ nhất, Lý Thiên Mệnh tâm tình vô cùng phiền muộn. Nhưng là, làm Khương Phi Linh thở phì phì nói ra những lời này thời điểm, hắn vẫn là vui vẻ. Kỳ thật, nàng thật thật đáng yêu. Mất đi đi Thánh Thiên Phủ cơ hội, rất đáng tiếc thật đáng tiếc, nhưng là Lý Thiên Mệnh,
cũng không có như vậy khát vọng thánh thiên phủ. Hiện tại vấn đề duy nhất là, nếu như đem những thứ này chân tướng, nói cho Vệ Thiên Thương, hắn sẽ đồng ý cứu Vệ Tịnh sao? Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh cũng là Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, hắn đánh bại tất cả mọi người. Chỉ bất quá, hắn gặp dự định, đã định trước 100% không có khả năng thành công. Cho nên, hắn muốn biết sau khi trở về, Vệ Thiên Thương hội làm sao nhìn chuyện này. Còn có một cái đại sự. Lâm Tiêu Đình, lập tức liền muốn rời khỏi Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Hắn đã không có khả năng đi Thánh Thiên Phủ, càng sẽ không đi Thánh Thiên Phủ giết hắn. Hiện tại không giết, về sau thì khó khăn. Cho nên, sau khi trở về, tìm cơ hội báo thù, tuyệt đối lửa xém lông mày. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dương bên kia Mộc Tình Tình, nàng vẫn còn đang hôn mê. Ta để Mộc Tình Tình thảm như vậy, hắn hội muốn lưu thêm mấy ngày, vì nàng báo thù a. Tốt nhất, là như vậy. Hắn biết Lâm Tiêu Đình rất mạnh, là quy nhất cảnh giới song sinh ngự thú sư, hơn nữa còn có thánh thú chiến hồn. Nhưng là, mạnh hơn, cũng đỡ không nổi Lý Thiên Mệnh sát lục chi tâm. Xuyên qua động không đáy, trở lại thiên phủ. Theo động không đáy xuống tới, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, phía trước có không ít người nghênh đón. Đại khái là Mộ Dương, đã đem giám sát sứ nhóm đến tin tức sớm truyền về. Xem ra, không ít chu tước quốc tầng cao nhất nhân vật, khẩn cấp đến đây thiên phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước người xuất hiện, Lý Thiên Mệnh nhận biết có. Thiên phủ phủ chủ Vệ Thiên Thương, thần thánh phu phụ, Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng, thần phạt thiên vương Vệ Kình, Phượng Hoàng điện chủ Vệ Tử Côn, chiến lệnh thiên vương Triệu Nguyên Cực. Liên ẩn thế đã lâu Vệ Thiên Thương đều tới, có thể thấy được hai vị phó giám sát sứ đến, đối chu tước quốc tới nói đến cỡ nào long trọng. Còn có chí ít một nửa chu tước quốc đại nhân vật, Lý Thiên Mệnh trước kia đều chưa thấy qua. Tỷ như thần thánh bên cạnh, đứng đấy một vị thân hình cao lớn, như là mãnh hổ giống như trung niên nam tử. Hắn tướng mạo cùng Tinh Khuyết có chỗ tương tự, mà lại Nguyên Ngu phu nhân chính dựa vào ở bên cạnh hắn, rất hiển nhiên vị này chính là tinh thần song thánh, một trong tinh thánh. Hắn cùng thần thánh cùng một chỗ, tay trắng khởi ra, sáng lập tinh thần thương hội thần thoại. Ngoài ra còn có hai phe thế lực. Đầu tiên, có một vị phượng bào nam tử, đang đứng tại Vệ Thiên Thương bên người, hắn cùng Vệ Thiên Thương đều là cao nhất người. Điều này nói rõ, chu tước quốc bên trong, hắn cùng Vệ Thiên Thương thân phận địa vị tối cao. Cái này phượng bào nam tử thẳng tắp tu dưỡng, khuôn mặt ôn nhuận, hào hùng khí thế, xem xét chính là trưởng khống người trong thiên hạ. Không ngoài dự liệu, người này cũng là chu tước quốc quốc chủ Chu Tước Vương. Khương Thanh Loan phụ thân, Khương Phi Linh cha nuôi. Tại Chu Tước Vương bên cạnh, còn có một vị lão giả tóc trắng, đi theo tại Chu Tước Vương sau lưng, cơ trí thâm thúy. Vị này hẳn là tướng quốc đại nhân, Thiên Cơ Cung cung chủ, người xưng Tần Tướng Quốc. Chu Tước Vương, Tinh Thánh cùng Tần Tướng Quốc đều tới, làm nhân vật chính Lôi Tôn Phủ, không có khả năng không tới. Có một vị đứng tại Lâm Tiêu Đình trung niên nhân bên cạnh, hung hãn bá đạo, bộ dạng uy nghiêm, hẳn là Lôi Minh Quân Nguyên Soái, người xưng Lôi Soái, Lâm Thiên Giám. Còn có một vị tử sắc lão giả, đứng tại Lâm Thiên Giám trước người. Ông lão mặc áo tím kia cùng Vệ Thiên Thương một dạng dáng người đều không cao, xem ra có chút nhỏ gầy, nhưng là cái kia trong hai mắt lôi đình phong bạo, lại làm cho người trong lòng run sợ. Rất hiển nhiên, đây là Chu Tước Quốc một vị khác nhân vật trọng yếu Lôi Tôn. Tần Tướng Quốc, Vệ Thiên Thương cùng Lôi Tôn, đều là thế hệ trước ba vị lão giả. Bọn họ cơ bản đều thoái vị, nhưng bây giờ vẫn là tự mình ra nghênh tiếp. Nếu như không phải phó giám sát sứ đến, hôm nay ở chỗ này chờ đợi người, sợ là chỉ có một nửa không đến. Lúc này thời điểm, Chu Tước Vương xuất lĩnh mọi người, đã tới nghênh đón. Bỉ nhân Khương Thừa, dẫn Chu Tước Quốc các vị, gặp qua hai vị giám sát sứ đại nhân. Lý Thiên Mệnh suy đoán quả nhiên không sai, liền xem như Chu Tước Vương, cũng phải cho hai vị này phó giám sát sứ hành lễ. Chu Tước Vương, Cận Nhất Huyên cười đi tới. Giám sát sứ đại giá quang lâm, toàn bộ chu tước thủ đô rồng đến nhà tôm, Khương Thừa đã tại vương cung thiết yến, mời hai vị di giá. Còn có Nguyệt Linh gia tộc ba vị bằng hữu, để Khương Thừa vì các vị, bày tiệc mời khách. Chu Tước Vương trên mặt nụ cười, có thể nói là vô cùng thể diện. Dù sao, hắn đã sớm nhận được tin tức, hắn hai cái nữ nhi đều không có việc gì. Hắn là nhất quốc chi quân, từ hắn đến chiêu đãi giám sát sứ, không có gì thích hợp bằng.
chỉ là, cái kia giám sát sứ Tống Nhất Phàm thản nhiên nói. Bày tiệc mời khách cũng không cần, chúng ta hôm nay tới đây, chủ yếu là vì mang đi Lâm Tiêu Đình. Chúng ta trực tiếp đi Lôi Tôn Phủ đi, thuận tiện khảo hạch một chút Lâm Tiêu Đình tu vi. Cái này, Chu Tước Vương không nghĩ tới, giám sát sứ vậy mà không hãnh diện. Nhưng, đối phương cao cao tại thượng, hắn cũng không có cách, chỉ có thể nói, Lâm Triệu, Lâm Thiên Giám, nghe đến không có, cực kỳ tiếp đãi hai vị giám sát sứ. Lôi Tôn tên, liền gọi là Lâm Triệu. Hắn mỉm cười, nói, bệ hạ yên tâm, Lôi Tôn Phủ tất nhiên không dám thất lễ giám sát sứ đại nhân. Dường như hắn đã sớm biết, giám sát sứ không muốn đi vương cung một dạng. Cho mời giám sát sứ, cho mời các vị, Lâm Thiên Giám cười nói. Ngươi chính là Lâm Tiêu Đình. Cận Nhất Huyên một chút thì khóa chặt Lâm Thiên Giám bên cạnh Lâm Tiêu Đình. Tiêu Đình, gặp qua hai vị giám sát sứ. Lâm Tiêu Đình nhìn thoáng qua trọng thương Mộc Tình Tình, sau đó trên mặt nụ cười, cung kính đắc thể nói. Cũng không tệ lắm, ngươi làm cho chúng ta lão đại chú ý tới, cũng là một loại vận khí, chờ đến chỗ ở của ngươi, ta tự mình khảo nghiệm, nhìn ngươi thiên tư trình độ. Cận Nhất Huyên nói. Lão đại bọn họ. Cái kia là ai? Đúng, giám sát sứ đại nhân. Lâm Tiêu Đình thoáng có chút kích động. Dài đến còn có thể, cũng thẳng có bản lĩnh. Nguyệt Linh Cơ đánh giá Lâm Tiêu Đình, khuôn mặt ửng đỏ, len lén nói. Rụt rè một số, Nguyệt Linh Tiêu dặn dò. Lâm Tiêu Đình thấy được trong đám người có cái cô nương đối với mình cười, hắn cũng nở nụ cười, nói. Chúc mừng Nguyệt Linh cô nương, đoạt được Trầm Uyên đấu thú đệ nhất. Tiêu Đình tranh thủ thông qua khảo nghiệm, cùng Nguyệt Linh cô nương cùng một chỗ, tiến về Thánh Thiên Phủ. Vậy ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, Nguyệt Linh Cơ nói. Nhất định không cho Nguyệt Linh cô nương thất vọng. Rất hiển nhiên, Mộ Dương cũng đem Trầm Uyên đấu thú vô địch thuộc về, sớm truyền trở về. Tại bọn họ nói chuyện thời điểm, Lôi Tôn cùng Lâm Thiên Giám, đã chờ lấy hai vị giám sát sứ, tự mình dẫn đường, cùng Nguyệt Linh gia tộc ba vị cùng một chỗ, rời đi Thiên Phủ, tiến về Lôi Tôn Phủ. Đem Chu Tước Vương cùng Vệ Thiên Thương, đều phơi tại nơi này. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là, bọn họ là Thánh Thiên Phủ người tới. Lấy thân phận của bọn hắn, không nhìn Chu Tước Vương, vậy cũng rất bình thường. Chỉ là Lý Thiên Mệnh nhìn đến, tại Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ nói chuyện trước đó, Mộc Tình Tình đã rằng giặc tỉnh lại. Nàng nhất định nhìn đến, nàng trọng thương ngã gục trở về thời điểm, Lâm Tiêu Đình thì nhìn nàng một cái, sau đó cùng Nguyệt Linh Cơ chuyện trò vui vẻ rời đi đi. Rất nhiều người đều chú ý tới chi tiết này. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. Báo ứng, tới rất sớm. Các loại Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc và giám sát sứ triệt để rời đi, toàn bộ Thiên Phủ cuối cùng dễ dàng một số. Tham gia Trầm Uyên đấu thú người trẻ tuổi, cũng ai về nhà nấy, đều tìm các mẹ. Khương Phi Linh phụ linh thời gian dài như vậy, đã sớm nhịn gần chết. Nàng cũng coi như có thể rời đi Lý Thiên Mệnh. Rơi trên mặt đất. Làm cái này hoàn mỹ nữ hài, xuất hiện tại trước mắt mình thời điểm, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, vẫn là không muốn phụ linh tốt. Bởi vì, phụ linh, thì không nhìn thấy nàng như vậy mỹ mạo, xinh xắn đáng yêu dung nhan. Rất nhiều ngày không thấy, nàng vẫn thanh tịnh rung động lòng người, linh động không u, đỏ bừng khuôn mặt, tựa như là cái kia tiểu mật đào. Nhìn xuống, ách, thiên văn kết giới, cũng có một chút quy mô nhỏ. Nhìn đâu vậy ngươi, tiểu tặc, bỗng nhiên có người nắm chính mình lỗ tai, nguyên lai là Khương Thanh Loan. Nàng đứng tại bên cạnh, vừa vặn đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, hung ác. Ngươi nói cái gì, không muốn vu hãm thuần khiết người. Ngươi thương đến nặng như vậy, mau về nhà liệu thương đi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, sắc mặt có chút lãnh mạc Chu Tước Vương, đã đi về phía bên này. Đương nhiên, lạnh lùng của hắn không phải là bởi vì Lý Thiên Mệnh. Mà chính là giám sát sứ cự tuyệt hắn mở tiệc chiêu đãi, ngược lại đi hắn thần tử trong nhà. Cái này truyền đi, xác thực không dễ nghe, có hại nhất quốc chi quân uy nghiêm. Thanh Nhi, Linh Nhi, Phụ Vương. Tại cái này Chu Tước Vương trước mặt, cái này hai cô nương đều thành thật, cúi đầu xuống đứng thành một hàng, không dám loạn động. Không có việc gì liền tốt, Chu Tước Vương kiểm tra một chút, thở dài một hơi. Xem ra nàng đối cô nương này, đều so sánh yêu thương. Ngươi chính là Lý Thiên Mệnh, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Gặp qua bệ hạ, Lý Thiên Mệnh liền vội vàng hành lễ. Đây chính là nhạc phụ tương lai, tuyệt đối phải cho hắn một cái ấn tượng tốt. Chu Tước Vương thì nhẹ gật đầu,
không có nhiều lời. Dù sao, hắn cũng không biết, Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên đấu thú có biểu hiện gì. Các ngươi hai cái, cùng ta trở về, thật tốt tĩnh dưỡng. Chu Tước Vương phân phó nói. Phụ vương, có chuyện ta muốn vì Lý Thiên Mệnh nói một câu. Khương Thanh Loan bỗng nhiên nói. Sự tình gì? Chuyện trọng yếu, Khương Thanh Loan chân thành nói. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh cũng không có để cho nàng trợ giúp chính mình, nhưng nàng chủ động. Bởi vì chính nàng đều không cam tâm. Mà lại nàng biết, Lý Thiên Mệnh muốn cầm Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, là vì cứu mẹ của hắn. Kỳ thật Khương Thanh Loan, đáy lòng thực là không tồi, nàng hiện tại cũng là lớn nhất người có quyền phát biểu. Nhìn nàng nghiêm túc như vậy, Chu Tước Vương liền gật đầu. Kỳ thật trở về 6 người, tăng thêm Khương Phi Linh, mỗi người đều có người tiếp. Chu Tước Vương tới đón hai vị công chúa, tinh thần song thánh đến mang đi nhi tử, chiến công thiên vương Triệu Nguyên Cực thì tại các loại Mặc Lâm. Nghe nói Thương Hải quốc thiên tài toàn quân bị diệt, những thứ này làm phụ mẫu, sư tôn, đều biết bọn họ có thể còn sống sót, đến cỡ nào không dễ dàng. Đến cỡ nào đáng được ăn mừng. Nhưng duy độc một cái người, không có bất kỳ người nào tiếp đãi. Cái kia chính là Mộc Tình Tình. Vốn hẳn nên mượn đi nàng lôi tôn phủ. Trực tiếp đi. Vốn hẳn nên vì nàng trọng thương nổi giận, muốn chém giết Lý Thiên Mệnh Lâm Tiêu Đình, thì nhìn nàng một cái, sau đó cùng Nguyệt Linh cơ chuyện trò vui vẻ. Nàng tại thông qua động không đáy thời điểm đã tỉnh lại, thế nhưng là lúc này, chỉ có một mình nàng, sắc mặt trắng bệch nằm trong góc. Nàng thiên sư Liễu Tuyết Giao không có tư cách vào đến, còn ở bên ngoài chờ. Dù sao mới vừa rồi là muốn nghênh đón giám sát sứ trường hợp. Liên Tuyết Lam, Nguyên Ngô kỳ thật cũng không có tư cách tiến đến, nhưng là Chu Tước Vương nể tình các nàng tưởng niệm nhi tử, làm cho các nàng theo vào đến, nhưng không cho nói chuyện. Hiện tại giám sát sứ đã đi. Bên ngoài có hai người tiến đến, một đường chạy tới Mộc Tình Tình bên người. Là Liễu Tuyết Giao cùng Lâm Tiêu Tiêu. Tình Tình tỷ, Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đỡ dậy nàng, nàng mặt mũi tràn đầy bối rối. Nhìn đến Mộc Tình Tình thảm trạng, nước mắt đã ngăn không được ào 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 rớt xuống. Năm cái linh nguyên bị phế sạch, cộng sinh thú chết rồi, ai làm? Liễu Tuyết Giao tra một cái nhìn, sắc mặt đại biến. Ta, Lý Thiên Mệnh nói. Người cái này tặc tử, người 3 năm trước đây hư nàng trong sạch còn không tính, còn muốn như thế tra tấn nàng, nàng đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Liễu Tuyết Giao tức giận đến phát run. Vậy ngươi phải hỏi chính nàng, nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Cũng không phải chết rồi, nàng có thể nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi đi chết, ta muốn giết ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nước mắt nước mũi chảy ngang, thương tâm cự tuyệt, nàng nắm thật chặt Mộc Tình Tình tay. Sắp khống chế không nổi chính mình thời điểm, Mộc Tình Tình giữ nàng lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi không nên cao hứng, ngươi dám như thế táng tận lương tâm, như thế tra tấn Tình Tình tỷ, ca ca ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Hắn đi Thánh Thiên Phủ trước đó. Ngươi nhất định phải mệnh. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng nói. Cái kia không thể tốt hơn, ngươi giúp ta nói với hắn, muốn là tại giết ta trước đó, hắn đi Thánh Thiên Phủ, vậy hắn cũng là thứ hèn nhát, ta không hứng thú đuổi tới Thánh Thiên Phủ đi giết hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Tuyết Giao ôm lấy Mộc Tình Tình, kỳ thật nàng ánh mắt có chút run rẩy. Bởi vì rất rõ ràng, Mộc Tình Tình phế bỏ, không còn có giá trị. Tình Tình tỷ. Người chớ có trách ta ca ca, hắn mới vừa rồi là bức bách tại giám sát sứ áp lực, hắn nhất định phải tiếp đãi giám sát sứ, hắn đã phân phó ta nhất định muốn mang ngươi trở về. Tình Tình tỷ, chúng ta đi, sau khi trở về, chúng ta tìm bác sĩ giỏi nhất trị liệu cho ngươi, nhất định khiến ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Tiêu Tiêu nước mắt vẫn lạch cạch rơi xuống. Đi thôi, thiên sư, dẫn ta đi. Mộc Tình Tình ghé vào trong ngực của nàng. Ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, nàng nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tiêu Tiêu một bên rời đi, nhiều lần quay đầu, đều nhìn hằm hằm Lý Thiên Mệnh. Nhưng là Lý Thiên Mệnh từ đầu tới đuôi đều rất bình thản. Chờ bọn hắn đi về sau, nơi này đại khái chỉ còn lại Thiên Phủ Vệ Gia, Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, còn có tinh thần song thánh cùng kỳ gia người. Những người này, con gái của bọn hắn đều là biết rõ nói ra chân tướng. Thanh Nhi, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, nói xong nhanh đi về, để ngự sư cho ngươi cùng Thanh Hỏa khử độc. Chu Tước Vương nói. Khương Thanh Loan nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Lý Thiên Mệnh không có ngăn cản. Phủ chủ, phó phủ chủ, kỳ thật chúng ta cảm thấy,
lần này Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, hẳn là Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan nhìn lấy bọn hắn, hết sức chăm chú mà nói. Nàng không hề giống là nói đùa. Không có khả năng, giám sát sứ tuyên bố, Nguyệt Linh Cơ chiến bại tất cả mọi người, đoạt được huyền cấp thần nguyên, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mộ Dương nói, đây là tại Trầm Uyên chiến trường, giám sát sứ nói với hắn. Không phải như thế, Linh Nhi biết tất cả quá trình, Mạc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết toàn bộ đều có thể làm chứng. Mạc Lâm, người tới nói quá trình. Khương Thanh Loan nói, các trưởng bối đều vô cùng nghi hoặc, bao quát Chu Tước Vương, tinh thần song thánh. Chỉ có Mộ Dương sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn tại Trầm Uyên chiến trường, thấy được một số mạch lạc. Ta vì Thiên Mệnh sư đệ nói hai câu, Mạc Lâm đứng dậy. Ân cứu mạng, hắn không thể quên. Thì theo Thiên Mệnh sư đệ, đã cứu ta nhất mệnh nói lên. Các trưởng bối đều nhìn về Lý Thiên Mệnh, bao quát Vệ Thiên Thương, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn bọn người. Bọn họ trước đó tiếp vào tin tức, tuyên bố Trầm Uyên đấu thú thứ nhất là Nguyệt Linh Cơ thời điểm, liên quan tới trận kia đổ ước, Vệ Thiên Thương đã không chú ý. Dù sao, kết cục không có vượt quá dự liệu của hắn. Mà bây giờ, cái này Thanh công chúa cùng Mạc Lâm, đến cùng muốn nói cái gì? Mạc Lâm bắt đầu miêu tả, khác ý nghĩ kín đáo, đem chi tiết nói rất rõ ràng. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh cứu được hắn, sau đó tại Vạn Đảo Hồ gặp gỡ, Nguyệt Linh Cơ danh xưng giết 5 người. Tiếp đó, huyền cấp thần Nguyên Hải Long Thiên Trụ trực tiếp xuất thế, Nguyệt Linh Cơ lại giết 2 cái Thương Hải Quốc đệ tử. Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh xuất thủ đánh bại Nguyệt Linh Cơ, trọng thương hắn cộng sinh thú, lấy được huyền cấp thần nguyên. Nghe đến đó, mọi người tựa hồ có chút không tin, Lý Thiên Mệnh có thể làm được loại trình độ này. Thanh công chúa, hai người các ngươi nói lời, có chút không thể tưởng tượng a. Tuyết Lam nhìn không được xen vào một câu, nàng nghe cảm thấy rất buồn cười. Trên thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy âm mưu luận, chỗ nào nhiều như vậy nội tình, chỉ có người yếu mới sẽ tin tưởng âm mưu luận. Ngươi đừng nói chuyện, thần thánh đem nàng kéo trở về. Dù sao tại chỗ trưởng bối, thân phận nàng thấp nhất, Vệ Thiên Thương đều không nghi vấn, nàng nghi vấn cái gì? Thiên Mệnh sư đệ có Linh công chúa phụ linh, lại tại Trầm Uyên chiến trường lại đột phá một lần, chiến đấu lực vô cùng đáng sợ. Đây là Mạc Lâm đối với hắn từ đáy lòng đánh giá. Sau đó tại các trưởng bối nghi vấn, ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn nói tiếp. Tiếp đó, tự nhiên là nói Mộc Tình Tình tử huyết hồn ấn. Còn có nàng bắt cóc Khương Thanh Loan, sau cùng trên trời rơi xuống lôi đình sự tình. Phụ vương, nếu như không phải hắn, ta đã chết. Xin tin tưởng ta cùng Mạc Lâm nói lời. Khương Thanh Loan rõ ràng nói. Các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, bao quát Vệ Thiên Thương ở bên trong, lúc này thời điểm sau sắc mặt trầm tĩnh, không nói gì, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nói tiếp, Mạc Lâm, Chu Tước Vương nói. Mạc Lâm gật đầu. Trên trời rơi xuống lôi đình sự tình hắn không rõ ràng, dù sao cũng là Lý Thiên Mệnh đánh bại Mộc Tình Tình, cứu được Khương Thanh Loan. Sau đó trọng điểm là miêu tả, hai vị giám sát sứ sau khi đi ra, nói qua tất cả lời nói. Bao quát cho Lý Thiên Mệnh đưa một cái hoàng cấp thần nguyên. Tam tiêm điện thứ, lấy ra nhìn xem, Vệ Thiên Thương nhìn lấy Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt của hắn, giống như có chút không đồng dạng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra. Gia hỏa này não tử có vấn đề, không phải lôi đình thuộc tính, cầm cái này tam tiêm điện thứ làm gì. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái, xen vào một câu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vì bổ khuyết Lý Thiên Mệnh, vì để cho Lý Thiên Mệnh im miệng, hai vị giám sát sứ lấy ra hoàng cấp thần nguyên. Giám sát sứ đương nhiên không sợ tại chỗ đám người này biết rõ nói ra chân tướng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đám người này coi như biết, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra. Vệ Thiên Thương nhìn thoáng qua cái kia tam tiêm điện thứ, ánh mắt lại biến hóa một số. Ai cũng biết, hiện tại còn trông cậy vào Trầm Uyên đấu thú đệ nhất, đã không có khả năng. Nhưng là Lý Thiên Mệnh, xác thực muốn để bọn hắn biết rõ nói ra chân tướng, nhất là Vệ Thiên Thương. Mạc Lâm đã nói xong. Hai vị giám sát sứ nói mỗi câu lời nói, nghe, đều không phải là đám người tuổi trẻ này có thể bịa đặt đi ra. Thần Hạo, Tinh Khuyết, các ngươi cũng nhìn toàn bộ hành trình. Có thể làm chứng sao? Cái kia Tinh Thánh bỗng nhiên lên tiếng, hỏi một câu. Tinh Khuyết cùng Thần Hạo khẽ cắn môi, bọn họ rất không muốn thừa nhận Lý Thiên Mệnh như thế nghịch thiên. Nhưng là, trước mắt bao người, như thế nào phủ nhận? Nói đến, bọn họ hai vị huynh đệ, cũng là bởi vì Lý Thiên Mệnh, mới sống tiếp được,
hai vị, phải biết cảm ơn. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Trên đường trở về, nàng trước hết hỏi toàn bộ. Cái này nói như thế nào đây, Thanh công chúa? Tuyết Lam sắc mặt có chút khó chịu. Bọn họ ngay từ đầu, liên thủ cùng Lý Thiên Mệnh nhất chiến, liền trực tiếp bị đánh tan, nhất là Thất Tinh Dực Sư bị trọng thương. Cho nên, bọn họ chỉ dám trốn đi, cũng không tiếp tục xuất hiện, bằng không, lấy tính cách của bọn hắn, ở bên trong khắp nơi loạn lắc, sớm muộn sẽ bị Nguyệt Linh Cơ giết chết. Thương Hải quốc người, chính là như vậy toàn bộ đều chết mất. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái. Liên thủ, bị đánh bại, Tuyết Lam lui về sau một bước. Sắc mặt của nàng càng thêm khó chịu. Thậm chí, Nguyên Ngưu phu nhân sắc mặt rất khó coi. Nhớ đến trước đây không lâu, bọn họ còn tại bài vị chiến mỉa mai Lý Thiên Mệnh. Lúc này mới bao lâu? Lý Thiên Mệnh đánh bại bọn họ liên thủ. Mất mặt có thể ném đi được rồi. Tuyết Lam cảm giác ưu việt, lần nữa bị hung hăng nghiền ép. Giống như Lý Thiên Mệnh đoán như thế, nàng hiện tại sắc mặt, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Lần nữa bị đánh mặt, mà lại lần này so bài vị chiến lần kia, muốn để mặt người đỏ nhiều. Thần Hạo, kiến thức đến thiên ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu nhân sao? Thần Thánh cũng không cảm thấy mất mặt. Thấy được, Thần Hạo cúi đầu xuống. Hắn vốn cho rằng, có thể để phụ thân vì chính mình biểu hiện xin lỗi. Hiện tại xem ra, không có cơ hội này. Ngươi làm chứng sao? Thần Thánh tiếp tục hỏi. Ta, không sai, bọn họ nói đều là thật. Thần Hạo khẽ cắn môi. Ta cũng có thể làm chứng đi, nói thật, Lý Thiên Mệnh có thể, đủ hung ác, ta phục. Tinh Khuyết cũng không sợ mất mặt. Bọn họ không sợ mất mặt, ngược lại là hai cái mẫu thân sợ mất mặt. Các nàng sắc mặt khó chịu, lại không dám nói gì, cũng chỉ có thể khó chịu đứng đấy, khóc không ra nước mắt nhìn lấy con của các nàng. Còn Thanh Tú ưu việt sao? Chỉ sợ, cũng không dám nữa. Lúc này thời điểm, Mộ Dương giải quyết dứt khoát. Trên cơ bản là dự định, không phải vậy cái này Nguyệt Linh gia tộc hai người, không sẽ trực tiếp thì xuất hiện. Kỳ thật, bọn họ thẳng trắng trợn. Cái này Trầm Uyên đấu thú, đúng là cho vị này Nguyệt Linh Cơ thiết kế. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, may mắn chúng ta người một cái cũng chưa chết, Mộ Dung Thiên Hải mới thảm, trực tiếp tại giám sát sứ trước mặt rơi lệ. Hắn, cơ bản cũng là tại chỗ các trưởng bối cách nhìn. Ai biết cái này Nguyệt Linh gia tộc nội tình sao? Chu Tước Vương hỏi. Tất cả mọi người tại lắc đầu. Danh xưng là Trúc Long Quốc ẩn thế gia tộc, nhưng là một cái mạnh như vậy ẩn thế gia tộc. Mấy ngàn năm không lộ diện, làm sao có thể? Tuyệt đối cùng Trúc Long Quốc không quan hệ. Tất cả mọi người nghe, tuy nhiên đây chính là chân tướng, nhưng là, từ giờ trở đi, tuyệt đối cấm đoán để nhiều người hơn biết, càng không cho phép tin đồn, nếu không sẽ hại Chu Tước Quốc, có thể minh bạch. Chu Tước Vương nói, thủ phát. Bệ hạ yên tâm, mọi người tâm lý nắm chắc, may mắn chúng ta tổn thất không lớn. Tần tướng quốc nói, xác thực, bọn họ đều không có tổn thất. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh có tổn thất. Dưới tình huống như vậy, Khương Thanh Loan sốt ruột nhìn lấy Thiên Phủ phủ chủ Vệ Thiên Thương, nói. Phủ chủ, Trầm Uyên đấu thú, Lý Thiên Mệnh vốn liền không khả năng đoạt được đệ nhất, nhưng biểu hiện của hắn, chính là chúng ta trong suy nghĩ đệ nhất, hy vọng phủ chủ có thể minh bạch. Có thể, người không cần nhiều miệng, cùng ta trở về. Linh Nhi cũng đi, Chu Tước Vương vỗ vỗ đầu của nàng. Được rồi. Khương Phi Linh cũng không dám nghịch phản. Không phải vậy lần sau muốn tìm Lý Thiên Mệnh chơi thì khó khăn. Khương Thanh Loan còn trúng độc đây, nhất định phải rời đi nhanh lên. Chu Tước Vương nhìn lấy đều đau lòng. Cung tiễn bệ hạ, Vệ Thiên Thương mang theo Thiên Phủ chúng nhân nói. Phủ chủ, cáo từ. Chu Tước Vương mang theo Tần tướng quốc cùng hai cái nữ nhi rời đi. Cùng Linh Nhi ở chung quá lâu, nhìn lấy nàng đi, Lý Thiên Mệnh còn có chút lưu luyến không rời. May mắn, nàng ngay tại vương cung. Cách nơi này không xa. Ta cũng rút lui trước, Mạc Lâm, đi. Triệu Nguyên Cực chào hỏi một chút, mang đi Mạc Lâm. Bởi vì hắn biết, kế tiếp là Vệ gia sự tình. Tiếp đó, tinh thần song thánh, cũng tại hướng Vệ Thiên Thương cáo biệt. Nhiều người như vậy cho Lý Thiên Mệnh cầu tình, lại yêu cầu Vệ Thiên Thương không nể mặt cứu Vệ Tịnh đi. Mới đi ra, Tuyết Lam thì sắc mặt không tốt mà nói. Không phải vậy đâu, Thần Thánh cười hỏi. Tuyết Lam cúi đầu. Không nói gì. Làm một cái cao hơn người, không ai có thể cướp đi trưởng phu ngươi. Khác rơi mất cấp bậc có thể chứ? Thần Thánh hỏi. Đương nhiên có thể a, dù sao còn không phải cái gì đều là ngươi định đoạt.
Tuyết Lam trợn mắt một cái. Chỉ là vừa nghĩ tới, hai đứa con trai thảm bại tại Lý Thiên Mệnh trong tay, mà Vệ Tĩnh còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác kia, để cho nàng buồn bực không đất dung thân. Nàng cần gấp chạy về nhà, đập nát một đống danh quý gốm sứ, châu báu, mới có thể phát tiết giờ phút này trong lòng phẫn uất đi. Có tiền, thật tốt. Không phải vậy, chỉ có thể nện gối đầu. Chờ bọn hắn đều đi, nơi này cũng còn lại Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương cùng người nhà họ Vệ. Tất cả mọi người nhìn lấy Vệ Thiên Thương. Trở về. Vệ Thiên Thương nói một tiếng, xoay người rời đi. Vệ phủ mọi người đi theo. Thiên Mệnh, cùng lên đến. Mộ Dương nói. Vệ phủ người đi ở phía trước, Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Dương theo ở phía sau. Dương Thúc, cơ hội đại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa rồi đều là Khương Thanh Loan, Mạc Lâm đang giúp đỡ. Về đến Vệ gia liền biết, Mộ Dương thần sắc nghiêm túc nói. Xem ra, hắn cũng suy nghĩ không thấu Vệ Thiên Thương ý nghĩ. Dựa theo đạo Lý Thiên Mệnh không có đạt thành điều kiện. Nhưng là, điều kiện kia vốn chính là tử lộ. Thì nhìn Vệ Thiên Thương chính mình nghĩ như thế nào? Người biết điểm mấu chốt là cái gì không? Mộ Dương hỏi. Biết, là hắn cái thứ hai tâm bệnh, cho nên, ta càng tốt, hắn thì càng không cách nào coi nhẹ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cho nên tiếp đó, nếu như cần ngươi biểu hiện địa phương, không phải khiêm tốn. Mộ Dương nói. Minh bạch. Tiếp đó, chỉ sợ là trong đời, trọng yếu nhất một cửa ải. Dương Thúc, ngươi nói Lâm Tiêu Đình sẽ trực tiếp đi, ta sẽ không có cơ hội báo thù sao? Đây là Lý Thiên Mệnh một món khác tâm sự. Ta vốn là coi là, giám sát sứ vừa tới nơi này, liền sẽ thời gian đang gấp trực tiếp mang đi hắn. Nhưng là, sau khi tới... Ta phát hiện giám sát sứ không có chút nào cuống cuồng, thậm chí, mang theo Nguyệt Linh gia tộc đi lôi tôn phủ. Cho nên, ta cho rằng, bọn họ sẽ không quá đi mau, giữa bọn hắn có mở ám, người còn có cơ hội. Mộ Dương híp mắt nói. Hôm nay hết thảy, hắn có không ít suy đoán. Nhưng không có cách nào khẳng định trước đó, hắn không thể nói lung tung. Vậy ta trước hết yên tâm, Lý Thiên Mệnh nói. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi là lên lòng trắc ẩn à? Không có trước hết giết Mộc Tình Tình. Mộ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Dương Thúc, ngươi nhìn lầm ta. Nói thế nào? Ngươi nhìn xuống liền biết. Ta đã hiểu, ngươi đây là muốn nhân quả báo ứng, để chính nàng nhấm nháp quả đắng. Quả nhiên, Mộ Dương là người thông minh. Một chút thì thông. Hắn như thế nào lại nhìn không thấy, hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Tiêu Đình liền đã, cùng Nguyệt Linh cơ mắt đi mày lại đây. Mẫu thân của ta gần nhất như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn có thể, chỉ là có chút nghĩ ngươi. Mỗi khi gặp trời mưa xuống, tiểu mệnh kiếp hội phát tác đến tương đối lợi hại, nhưng là ta dùng linh túy trấn trụ. Mộ Dương nói. Muốn cọng lông, mới đi hơn 20 ngày. Lý Thiên Mệnh bĩu môi nói. Ta cũng cảm thấy, Mộ Dương nói. Vệ phủ, đến. Vệ phủ bên ngoài tụ tập không ít đệ tử, Vệ Lăng Huyên cùng Vệ Thanh Giật bọn họ đều tại. Bao quát vừa tu dưỡng một tháng thời gian Vệ Quốc Hào, hôm nay cũng theo trên giường bệnh đứng lên. Hắn đang đợi Lý Thiên Mệnh chiến tử tại Trầm Uyên chiến trường tin tức. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ rất nhanh liền nhìn đến tại Vệ Thiên Thương, Vệ Kinh, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn đằng sau, theo Mộ Dương cùng nhảy nhót tưng bừng Lý Thiên Mệnh. Không chết. Mệnh thật to lớn. Hắn theo hồi tới làm cái gì? Khẳng định không thành công a, ta đã nghe được tin tức, Trầm Uyên đấu thú đệ nhất. Là một cái trúc long quốc nữ tử, gọi là Nguyệt Linh Cơ. Vệ Lăng Huyên nói. Ta hiểu được, hắn gấp gáp như vậy trở về, khẳng định là muốn cho mẫu thân tiễn đưa. Vệ Thanh Giật nói. Thông minh, Vệ Quốc Hào vỗ vỗ đầu của hắn. Lúc này thời điểm, Vệ Thiên Thương đã đến. Đều cút đi. Vệ Thiên Thương xem bọn hắn đều cảm thấy phiền, tùy thời vung lên, để những người tuổi trẻ này ngã trái ngã phải, một mặt mộng bức. Liền cha của bọn hắn. Giống như sắc mặt cũng khó nhìn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã đi ngang qua. Khôi phục được như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Vệ Quốc Hào. Liên quan gì đến ngươi? Vệ Quốc Hào cắn răng nói. Không có việc gì, thì hỏi một chút ngươi còn kháng không kháng đánh. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chờ ta đột phá, muốn ngươi đẹp mặt. Vệ Quốc Hào cắn răng nói. Không có lễ phép, gọi biểu huynh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái dám, không gọi, Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn họ, hắn theo Mộ Dương,
lần nữa dậm chân đi vào vệ phủ. Vệ Thiên Thương đã đi tới, Thiên Chi Điện, bên trong. Hắn quay người ngồi ở vị trí đầu, những người khác ngồi tại hai bên, Lý Thiên Mệnh thì đứng tại đường khẩu vị trí, chờ bọn hắn phân phó. Mộ Dương đứng ở bên trái, không có vào chỗ. Hắn đá Lý Thiên Mệnh một chân. Khẩn cầu phủ chủ, cứu mẫu thân của ta nhất mệnh. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, vội vàng trịnh trọng, tình thâm ý cắt mà nói. Nói sai, Mộ Dương nhắc nhở. Khẩn cầu ông ngoại, cứu mẫu thân của ta nhất mệnh, cứu con gái của ngươi nhất mệnh. Lý Thiên Mệnh càng thêm tình thâm ý cắt nói. Vệ Thiên Hùng bọn người, đều đang nhìn Vệ Thiên Thương. Trong lòng bọn họ có rất nhiều phê bình kín đáo, nhưng Vệ Thiên Thương còn chưa làm quyết định, bọn họ cũng không tiện nói. Lý Thiên Mệnh, ta không có người cháu ngoại như vậy, ta cũng không có nữ nhi, ta cùng Vệ Tịnh, sớm đã không còn cha và con gái quan hệ. Vệ Thiên Thương thanh âm lạnh lùng, theo thượng thủ truyền đến. Nghe, còn là rất khó. Ngươi không dùng cùng ta bấu víu quan hệ, nhưng là, ta và ngươi đổ ước vẫn là chắc chắn. Vệ Thiên Thương câu nói này, để Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Giống như có hy vọng. Hắn nhìn mẫu thân chịu khổ 20 năm, hắn như thế nỗ lực, có một nửa nguyên nhân cũng là vì để mẫu thân sống sót. Nếu có kịch, cái kia thật sự là quá tốt. Đánh tan Mộc Tình Tình, rất thoải mái. Nếu như mẫu thân có thể sống sót, có thể thoát ly tiểu mệnh kiếp tra tấn, thoải mái hơn. Hắn cơ hồ đỏ ngầu cả mắt, hắn không có xen vào, chờ lấy Vệ Thiên Thương tiếp tục nói chuyện. Trầm Uyên đấu thú chi tiết, ta tin tưởng các ngươi nói là chân tướng. Nhưng là, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta muốn tận mắt nhìn biểu hiện của ngươi. Nếu như, biểu hiện của ngươi có thể vào mắt của ta, ta thì thực hiện hứa hẹn, cứu mẫu thân ngươi nhất mệnh. Nhưng là, nếu như ngươi biểu hiện kém, như vậy thì đừng trách ta cự tuyệt, mà lại ngươi cũng muốn thực hiện hứa hẹn, về sau không thể lại đến phiền ta. Trọng yếu nhất chính là, đừng có lại trước mặt ta, nói cái gì nữ nhi. Cháu ngoại, ta lại nhấn mạnh một lần, ta không có quan hệ gì với ngươi. Ta duy nhất cứu mẫu thân ngươi khả năng, là bởi vì chúng ta có đổ ước, hiện tại là đổ ước xảy ra vấn đề, ta cho ngươi một cái cuộc thi bổ sung cơ hội. Vệ Thiên Thương thanh âm vẫn là rất lạnh lùng. Nhưng Lý Thiên Mệnh, thế nào cảm giác hắn có chút đáng yêu? Cái này người bảo thủ, vẫn là chết vì sĩ diện, chết đều không thừa nhận hắn cùng Vệ Tịnh có quan hệ. Nhưng, còn không phải cho cơ hội. Hắn không muốn để cho người cho rằng, hắn là bởi vì thân tình cứu Vệ Tịnh, dù sao lúc trước đoạn tuyệt quan hệ là quyết định của hắn. Lý Thiên Mệnh mới mặc kệ nhiều như vậy. Đã Vệ Thiên Thương đều nói như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, thỏa thích cuộc thi bổ sung đi. Trầm Uyên đấu thú, hắn đều còn sống, còn sợ ngươi vệ phủ cuộc thi bổ sung. Lúc này thời điểm, Thiên Chi ngoài điện mặt vây không ít người, mười mấy cái người nhà họ Vệ đều đang nhìn. Cha, Vệ Tử Côn đứng lên. Ngồi xuống, Vệ Thiên Thương lãnh đạm nói. Cha, dựa theo đổ ước, kỳ thật chưa chắc có cuộc thi bổ sung cơ hội. Vệ Thiên Hùng nói. Ngươi cũng im miệng. Xem ra hai vị này, hay là không muốn để Vệ Tịnh có đường sống đây. Cái này huynh đệ, thật sự là ha ha. May mắn, Mộ Dương còn tại toàn tâm toàn ý trợ giúp Vệ Tịnh. Hiện tại xem ra, Vệ Thiên Thương nguyện ý cho chính mình cái này cơ hội. Cái này ông ngoại tuy nhiên ngoan cố. Tuy nhiên chết vì sĩ diệt, nhưng là, giống như cũng còn có thể đi. Nói thật, hắn danh xưng muốn đem Lý Thiên Mệnh giam cầm cả đời, nhưng là Mộ Dương đi cầu tình, hắn liền đem chính mình thả. Hắn danh xưng không cho mình mảy may cơ hội, chính mình đánh bại Vệ Quốc Hào, hắn thì cho mình cơ hội. Mà bây giờ, dựa theo đổ ước Lý Thiên Mệnh đã thất bại. Nhưng là, chỉ cần cho do mặt mũi hắn chiếu cố đến, mọi người cùng nhau cầu tình, hắn lại cho cơ hội. Điều này nói rõ, lão gia hỏa này cũng là muốn cho cơ hội, nhưng là điều lên quá cao, không có lối thoát đến A. Hiện tại bậc thang trải tốt, hắn còn không phải xuống. Coi như lại dựng râu trừng mắt, coi như vẫn là một mặt lạnh lùng, để Lý Thiên Mệnh khác hô ông ngoại hắn, còn không phải, cho cơ hội tốt nhất. Cho nên, Lý Thiên Mệnh không chán ghét như vậy hắn. Mà lúc này, khảo nghiệm của hắn cũng tới. Vệ Kình, người cái kia đại tôn tử cảnh giới gì? Vệ Thiên Thương hỏi thần phạt thiên vương. Vệ tử Vũ Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9, 25 tuổi, Vệ Kình nói. Vừa vạn, Lý Thiên Mệnh, người đánh bại cái này Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9, ta thì cho ngươi cơ hội. Theo ta được biết, ngươi không có Linh Công Chúa, chiến đấu lực muốn đánh một cái giảm đi. Vệ Thiên Thương nói. Nghe nói như thế,
Vệ Thiên Hùng bọn họ sắc mặt lại thay đổi. Nhưng lần này, là theo xấu biến tốt. Vệ Tử Côn cũng nhịn cười không được một chút. Xem ra, hắn đánh giá thấp phụ thân rồi. Vốn cho rằng phụ thân thật là tại cho cơ hội, nhưng, thật là sao? Vệ Tử Vũ, so Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn, mà lại linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên chiến trường đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ 9, đó là bởi vì hắn có Khương Phi Linh. Mà bây giờ, hắn làm sao có thể đánh bại Vệ Tử Vũ? Cái này cuộc thi bổ sung, vô cùng khó khăn. Cho nên vệ phủ người, đều cười. Trong đám người, một thanh niên đi ra, chiến lực mãnh liệt. Hắn, cũng là Vệ Tử Vũ. Vệ gia, diễn võ trường. Đây là độc thuộc về Vệ gia thanh thiếu niên ngự thú sư luận bàn, diễn võ, huấn luyện địa phương. Hôm nay, Vệ gia tất cả mọi người cơ hồ đều đủ tụ ở chỗ này. Bao quát Vệ Quốc Hào hai vị tại học cung lên làm sư huynh trưởng. Vệ gia nội bộ, vẫn luôn bình tĩnh như hồ nước, có rất ít hôm nay dạng này kịch liệt, nóng nảy tranh đấu. Trên đài cao, chỉ có bối phận cao Vệ Thiên Thương, Vệ Kình ngồi đấy. Còn lại Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương bọn người, đều đứng ở hai bên. Vệ gia dòng chính, chi thứ phía trên trăm người, đều chính là Viêm Hoàng học cung tinh anh nhân vật. Lấy Vệ Quốc Hào cầm đầu, một đám tiểu bối đều biết một trận chiến này quyết định cái gì, cho nên nhất là khẩn trương. Tử Vũ ca, cho hắn một bài học. Cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không có Khương Phi Linh, hắn dám khiêu chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Bọn tiểu bối đối Vệ Tử Vũ chinh chiến nhiều năm tu vi rất có lòng tin. Vệ Tử Vũ là thiên phủ đệ tử, đồng thời tại học cung kiêm nhiệm một tên, lão sư, phụ trợ thượng sư, cho đệ tử giảng bài. Cái này trầm ổn, khí phái thanh niên, quả thật làm cho người mười phần an tâm. Sư tôn, tại hắn cái này đệ nhất, hắn so với ai khác đều cường. Lấy tiến bộ của hắn, dù là không đi được thánh thiên phủ, đợi một thời gian, hắn cũng sẽ là thiên phủ người thừa kế mới. Mộ Dương đứng tại Vệ Thiên Thương bên người, nghiêm túc nói. Người đã quyết định thu hắn làm đệ tử, bên phải đứng đấy Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng trầm giọng hỏi. Không thu Vệ Quốc Hào, thu Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên không thu Vệ Quốc Hào là Vệ Thiên Thương quyết định, nhưng, làm vì phụ thân, Vệ Thiên Hùng sao có thể dễ chịu. Ta không có gì có thể chỉ dẫn hắn địa phương, tương lai của hắn, không cần phải tại Chu Tước Quốc. Mộ Dương nói. Cũng đừng quá sớm kết luận, nhìn trận chiến đấu này rồi nói sau. Vệ Tử Côn lãnh đạm nói. Lý Thiên Mệnh tham gia bài vị chiến thực lực, hắn thấy rất rõ ràng. Cho dù có Viêm Hoàng thạch tạo hóa, cái này bao nhiêu tháng? Là hắn có thể khiêu chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Dù sao, hắn không tin. Mộ Dương. Vệ Thiên Thương nhìn lấy trên diễn võ trường Lý Thiên Mệnh, thấp giọng hô một chút. Sư tôn mời nói. Người biết, ta vì cái gì không có cách nào tha thứ Vệ Tĩnh sao? Bởi vì Lý Viêm Phong địa vị thấp, nhân phẩm đồng dạng, bởi vì Tĩnh Nhi Tư làm chủ trương. Là bởi vì ngươi, Vệ Thiên Thương nói. Sư tôn, này làm sao nói? Vì ngươi không đáng, vì ngươi bực bội, ta thu ngươi làm đệ tử ngày ấy, thì coi ngươi là con rể, nhưng Vệ Tĩnh. Mộ Dương giật mình. Hắn nghĩ tới, sư tôn, xác thực đã sớm nghĩ kỹ đem nữ nhi gả cho hắn. Khi đó tại người nào trong mắt, bọn họ đều là trời đất tạo nên một đôi. Không nghĩ tới, lại ra chuyện như vậy. Sư tôn, đây đều là chuyện quá khứ, ta cũng không trẻ. Mộ Dương nói. Ta chính là hận, hận a. Vệ Thiên Thương nắm chặt lại quyền đầu. Lý Viêm Phong, trong mắt của hắn đổ bỏ đi. 20 năm sau cũng xác thực chứng minh là cái đồ bỏ đi, hắn có cái gì tốt. Liền xem như Mộ Dương đối thủ cạnh tranh, Thần Dĩnh, đều so Lý Viêm Phong tốt hơn nghìn lần. Lúc trước Thần Dĩnh, hiện tại cũng thành thần thánh, trưởng khống tinh thần thương hội, phú khả địch quốc. Cái kia Lý Viêm Phong, vẫn là cái tiểu thành chủ, dựa vào Lôi Tôn Phủ phù hộ. Vốn là thật tốt, cũng bởi vì đi một chuyến Trầm Uyên chiến trường, Đông Thần Vực, nàng trở về thì biến thành người khác. Chẳng những đóng cửa không ra, sau cùng còn nhìn phía trên cái kia Lý Viêm Phong. Vệ Thiên Thương tiếc hận nói. Mộ Dương không nói gì, bởi vì một lần kia Đông Thần Vực, hắn vốn nên là cùng Vệ Tĩnh cùng đi. Đông Thần Vực trở về, hắn cũng cảm thấy Vệ Tĩnh thay đổi. Biến đến lải nhải, thậm chí sầu não uất ức. Sau 3 tháng, nàng thì cùng Lý Viêm Phong ở cùng một chỗ. Sư tôn, đứa bé này là vô tội, Mộ Dương chỉ Lý Thiên Mệnh. Bọn họ đối thoại,
Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Tử Côn thì đang trầm mặc. Lúc trước chuyện kia, bọn họ cũng âu lửa, cũng vì Mộ Dương khó chịu. Cái gì vô tội, 3 năm trước đây, hắn làm sự tình gì? Lý Viêm Phong đem hắn dạy thành đức hạnh gì? Vệ Tử Côn cắn răng nói. Tử Côn, người đây thì sai. Đứa nhỏ này, 3 năm trước đây chính mình đạt được thánh thú chiến hồn. Là Mộc Tình Tình lấy tin tức này làm ván nhảy, trèo lên Lâm Tiêu Đình, giết hắn cộng sinh thú, cướp đi thánh thú chiến hồn, còn vu hãm hắn. Hắn có thể chống nổi 3 năm này, vì mẫu thân trở lại Diễm Đô, đã rất tốt. Mộ Dương nói. Ngươi nói như vậy, có chứng cứ sao? Vệ Tử Côn hỏi. Cần chứng cứ sao? Mộ Dương hỏi lại. Vệ Tử Côn nhếch miệng, không có nhiều lời. Bởi vì hắn cũng biết, có một số việc tuy nhiên bách tính, dân chúng mơ mơ màng màng, nhưng là bọn họ, cần phải vừa nghĩ thì thông. Được rồi, đừng nói nữa, ta cho hắn cơ hội, xem bản thân hắn tạo hóa. Vệ Thiên Thương khoát khoát tay. Có thể động thủ. Mộ Dương nghe nói như thế, đối trên diễn võ trường Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tử Vũ nói một câu. Nóng nảy thời khắc, tiến đến. Tử Vũ ca, đánh bại hắn. Đánh dụng hàm răng của hắn. Đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Đem hắn đánh thành đầu heo. Lấy Vệ Lăng Huyên, Vệ Thanh Giật hai người cầm đầu, Vệ ra bọn tiểu bối, cho dù là 3-4 tuổi tiểu hoa nhi, đều tại vì Vệ Tử Vũ động viên. Trên diễn võ trường, Vệ Tử Vũ mặt không biểu tình, trong tay một thanh cấp 5 thú binh, phá ngục lôi đao, trên đó thanh sắc thiên văn du chuyển, sinh ra từng tia điện xà. Oanh! Hắn cộng sinh thú bay lên mà lên, đó là một cái lôi đình bằng điểu, toàn thân màu tím lam lông vũ, triển khai hai cánh thời khắc, trên đó điện xà quấn quanh. Này cộng sinh thú tên là Điện Quang Bằng, là thượng phẩm cấp 6 cộng sinh thú, chính là lôi đình thắt phi cầm loại. Lôi đình thuộc tính, Lý Thiên Mệnh cười. Vệ gia đại đa số đều là kim thuộc tính, lôi đình thuộc tính cũng không nhiều. Đi Trầm Uyên chiến trường trước đó, lôi đình thuộc tính đối thủ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là, hiện tại thì không đồng dạng. Lần thứ nhất thử một chút, song sinh ngự thú sư, đến cùng có cường đại cỡ nào. Trong đan điền, bên trái chính là hỏa diễm vòng xoáy, luyện ngục chi nguyên, mà bên phải, lại có một cái ngang nhau lớn nhỏ màu đen lôi đình hải dương, hỗn độn lôi nguyên. Lý Thiên Mệnh mắt trái, giờ phút này liệt hỏa thiêu đốt, như là địa ngục. Nhưng là mắt phải của hắn, thì đen như mực, vô số điện xà quấn quanh, tựa như là Trầm Uyên chiến trường bầu trời. Toàn bộ vệ gia, bao quát Mộ Dương ở bên trong, đều hoàn toàn không biết, hắn chả có lôi đình lực lượng. Ra đi! Lý Thiên Mệnh thần uy ngút trời, triệu hoán cộng sinh thú. Oanh! Một cái tiểu hoàng gà xông ra cộng sinh không gian, tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu chạy như bay, nho nhỏ cánh tại phốc linh quạt. Cái này tiểu hoàng gà có bao nhiêu đáng sợ, Vệ Quốc Hào bọn họ rõ ràng nhất, cho nên hoàn toàn không có cách nào xem thường. Thế nhưng là, nó một cặp móng bắt lấy một cái tiểu mèo đen, là chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu mèo đen, thì so tiểu hoàng gà lớn một chút. Một bàn tay đều có thể cầm xuống. Hắn móng vuốt phấn nộn, toàn thân lông xù, một đầu cái đuôi nhỏ ở trên trời loạn lắc. Miêu miêu, theo ca cùng một chỗ chiến đấu, tiểu hoàng gà chiến hỏa mãnh liệt, kích tình bành trướng. Ngao ô, gà đại ca, ta muốn đi ngủ cảm giác meo. Tiểu mèo đen buồn ngủ 10 phần, ánh mắt rũ cụp lấy, mơ hồ nhìn lấy chung quanh, hoàn toàn mắt mở không ra. Chiến đấu, ngủ cảm giác meo. Lý Thiên Mệnh. Hắn tưởng tượng bên trong, tiểu mèo đen bá khí đăng tràng cũng không có phát sinh. Ta ngủ mẹ nó, giúp ta đánh bại người này, để ngươi ngủ phía trên 3 ngày 3 đêm. Tiểu hoàng gà đau đầu nói. Ngươi gạt người meo, một hồi ngươi lại muốn tu luyện, bệnh thần kinh meo. Dạng này một ồn ào, nó vẫn là tỉnh. Rơi dương khí, có chút nặng. Tiểu mèo đen mở to mắt, cái kia thầm con mắt màu xanh lam, để mắt tới Vệ Tử Vũ, để mắt tới Điện Quang Bằng. Đột nhiên ở giữa, cái kia viên mãn đồng tử, trong nháy mắt biến thành thụ, một đôi mắt, lôi đình mãnh liệt. Thì là các ngươi, để gà đại ca đánh thức ta, các ngươi có tội, các ngươi tội ác tày trời meo. Nó nổi giận. Cái đuôi sẽ xảy ra a, thậm chí, đã xù lông. Lý Thiên Mệnh cười. Cái này rời giường khí, rất mỹ diệu. Tại cái này táo bạo rời giường khí phía dưới, tiểu mèo đen chiến đấu dục vọng, so tiểu hoàng gà còn mạnh hơn. Bất quá, nó cũng không phải khát vọng chiến đấu, nó đây là phẫn nộ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nó không thể trêu vào, gà đại ca nó cũng không thể trêu vào.
nó cũng chỉ có thể đem phẫn nộ, chuyển rời đến trên người đối thủ. Mấy tháng này, dưỡng thai, kỳ thật gia hỏa này, đã sớm đối Lý Thiên Mệnh hai người hết sức quen thuộc. Tiểu hoàng gà mỗi ngày đá nó giận mà không dám nói gì à. Hiện tại rốt cục đi ra, còn nắm giữ kinh khủng lôi đình chi lực, đây là nó lần thứ nhất động thủ. Lên, tiểu mèo đen chiến đấu lực, so với tiểu hoàng gà một chút kém như vậy một chút, con hàng này quá lười, cho nó chiến quyết, nó không nguyện ý tu luyện à. Chỉ có thể sáp lá cà. Đối mặt cái này linh nguyên cảnh tầng thứ 9 điện quang bằng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên để chúng nó cùng tiến lên. Song sinh ngự thú sư, tặc thoải mái a, từ nay về sau, đều là 3-2. Oanh! Điện quang bằng giận dữ. Cái này hai cái đồ chơi nhỏ, vậy mà tới khiêu chiến chính mình. Người cái này cộng sinh thú, là muốn manh chết ta sao? Liên vệ tử vũ đều nhịn cười không được. Đây là hắn gặp qua lớn nhất, non nớt cộng sinh thú. Nói loại lời này, người người sẽ phải hối hận. Lý Thiên Mệnh cười. Làm chiến đấu bạo phát thời khắc, vệ tử vũ xác thực bó tay rồi. Cái kia tiểu hoàng gà bay lên thương thiên, bực này tốc độ, giống như một đạo hỏa diễm ánh sáng. Nhưng là, con mèo kia càng nhanh. Một đạo tia chớp màu đen lôi đình lấp lóe mà qua, căn bản nhìn không thấy bóng người. Tăng thêm thân thể tiểu, càng thêm nhìn không thấy. Siêu! Tại 30 mét phía trên chạy như bay điện quang bằng, đột nhiên cảm giác trên lưng có thêm một cái đồ vật. Cắn chết ngươi mèo. Xoẹt. Cái kia nhỏ bé hắc ảnh, một miệng đem so với nó còn lớn hơn lông vũ đều kéo xuống tới. Điện quang bằng bị đau, điên cuồng xoay tròn, lao xuống, va chạm. Nhưng là cái kia thiểm điện mèo, hoàn toàn dính tại trên người của nó. Mặc kệ nó làm sao vung, đối phương đều như giỏi trong xương. Đừng nhìn nó móng vuốt tiểu, hàm răng non nớt, nhưng là cùng tiểu hoàng gà giống như, áp xúc đều là tinh hoa. Để ngươi không cho ta ngủ cảm giác mèo. Điện quang bằng nổi giận. Linh nguyên thần thông tử quang điện võng. Cái này tử quang điện võng, theo nó lông vũ bên trong bạo phát, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tiểu mèo đen, ngay tại vây ở cái này tử quang điện võng bên trong. Điện quang kia bằng kêu kêu một tiếng, thanh âm bén nhọn, khiến người ta nhịn không được che lỗ tai. Nó vốn cho rằng, có thể điện giật chết tiểu mèo đen, nhưng là, cùng thái sơ hỗn độn lôi ma so tia chớp. Chỉ thấy tiểu mèo đen hé miệng phun một cái. Thần thông, hỗn độn điện cầu. Một cái lớn chừng bàn tay mèo con, đột nhiên phun ra một khỏa to lớn lôi điện màu đen bóng, trực tiếp đập vào điện quang bằng trên đầu. Ầm, điện quang bằng kêu thảm một tiếng. Nửa cái đầu, trực tiếp đều cháy đen. Trong lúc nhất thời, toàn trường mộng bức. Ông, tiểu hoàng gà cũng không có nhàn rỗi đâu, bọn họ tuy nhiên đều là linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng mấu chốt là thú nguyên thuộc tính và số lượng, đều so cùng các loại cảnh giới cao quá nhiều. Hơn nữa còn có phương diện khác ưu thế. Thần thông luyện ngục hỏa. Hỗn độn điện cầu nện đi lên thời điểm, luyện ngục hỏa trực tiếp xông lên đi. Điện quang bằng vội vàng ở giữa, thi triển linh nguyên thần thông tam cực điện quang. Ba đạo như là thiên kiếp giống như lôi đình, hung hăng bổ vào luyện ngục hỏa phía trên, trong nháy mắt vỡ nát luyện ngục hỏa. Nhưng là, cái kia hỏa diễm phượng hoàng tuy nhiên vỡ vụn, nhưng là luyện ngục hỏa lại như một trận hỏa vũ, toàn bộ thiêu tại điện quang bằng trên thân. Cho lão tử quỳ xuống, thằng ngu. Tiểu hoàng gà khí huyết ngút trời, cùng tiểu mèo đen cùng một chỗ, kịch liệt vây công, điên cuồng chém giết. Chỉ thấy cái kia trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng mảnh lông vũ rơi xuống. Tử anh! Vệ tử vũ nhìn đến điện quang bằng bị áp chế, tâm lý cực kỳ rung động. Hắn tay cầm phá ngục lôi đao, hướng tới bầu trời. Đối thủ của ngươi là ta. Thì tại mặt bên, đột nhiên có một đạo viêm long xiềng xích đánh tới. Đinh! Vệ tử vũ một đao ngăn trở. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã đến trước mắt của hắn. Tam dương trọng quyền. Trở thành song sinh ngự thú sư về sau, tam dương trọng quyền thay đổi. Làm luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên lực lượng, tại trên nắm tay hội tụ thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhất quyền đánh ra. Cánh tay trái của hắn đầy đủ kiên cố, chống được hai loại lực lượng xung đột. Ầm, liên tục ba quyền, vệ tử vũ bị trọng kích, trực tiếp đập xuống đất. Hỏa diễm lực lượng, để hắn toàn thân đau rát. Lôi đình lực lượng, để hắn toàn thân tê liệt. Lại đến. Vệ tử vũ nhảy dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh quấn quanh lấy hỏa diễm cùng sức mạnh sấm sét viêm long xiềng xích đã quất xuống dưới. Tang hồn thất sát.
Một trận này giết hại, quả thực gào khóc thảm thiết. Đinh đinh đinh. Đệ ngũ sát thời điểm, phá ngục lôi đao đã bay ra ngoài. Đệ lục sát thời điểm, viêm long xiềng xích trực tiếp cuốn lấy vệ tử vũ. Đứng lên. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất lên, vệ tử vũ phi chỉ thượng thiên. Làm hắn đập xuống đất thời điểm, buồn bã hô một tiếng, nện đến trời đất quay cuồng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vệ tử vũ, chiến bại. Linh nguyên cảnh tầng thứ 9, ngăn không được Lý Thiên Mệnh song sinh ngự thú sư lực lượng. Mà ở trên trời, vậy thì càng thêm không cần nói. Tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen tuy nhiên cảnh giới thấp, nhưng là bọn chúng luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên đều tương đương với bát giai trở lên linh nguyên. Mà lại, bọn họ còn có đỉnh phong tính chất, tăng thêm tiểu mèo đen căn bản không sợ loại này lôi đình, hai người phối hợp, điện quang bằng tuy nhiên dũng lông phần. Không có Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh cũng có thể đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên, cái này linh nguyên cảnh tầng thứ 9, xác thực không thế nào cường. Cộng sinh thú cũng là cấp 6, cùng Nguyệt Linh Cơ không cách nào so sánh. Nhưng, cái này cũng nói, song sinh ngự thú sư chỗ kinh khủng. Cuộc chiến đấu này, vệ tử vũ cùng điện quang bằng hoàn toàn chiến bại. Làm vệ tử vũ hôn mê bất tỉnh về sau. Chiến đấu kết quả, đã không có lo lắng. Trên trời một cái tiểu mèo đen rớt xuống. Rơi vào Lý Thiên Mệnh trên tay một khắc này. Nó trở mình, nằm ngáy o o, trên mũi có cái bọt khí. Mất mặt a, tranh thủ thời gian nhét trở về. Tiểu hoàng gà rơi xuống, đau lòng bóp cổ tay. Thật sự là thần ngủ a. Vật rơi tự do, vậy mà đều có thể ngủ lấy. Lý Thiên Mệnh xuất mồ hôi chán, vội vàng đem cái này tiểu mèo đen xách về cộng sinh không gian đi. Ngẩng đầu thời điểm. Toàn trường ánh mắt đờ đẫn, đã rơi vào trên người hắn. Không nói về Quốc Hào, vệ Lăng Huyên bọn họ. Bao quát Mộ Dương cùng vệ Thiên Thương, hiện tại cũng có một loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Đó là một con mèo, thật đáng yêu con mèo nhỏ. Vệ Lăng Huyên khẽ cắn môi, đỏ ngầu cả mắt. Như thế manh, lại có thể đánh như vậy, thật mong muốn a. Nhưng là nàng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể dùng ước ao ghen tị ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ghen ghét a. Vì cái gì, hắn nghiêu xoa như vậy a? Quả thực xấu hổ vô cùng. Lại muốn biểu diễn một lần chấn kinh, thật sự là đủ a uy. Không một người nói chuyện, diễn võ trường lặng yên im ắng. Vệ Kình khoát khoát tay, để vệ tử vũ phụ thân đi lên, đem vệ tử vũ khiêng xuống đi nghỉ ngơi liệu thương. Như thế, trên diễn võ trường chỉ còn lại một người một gà một mèo. Không đúng, mèo đã không có, hồi đi ngủ. Ngươi khi nào thì thành song sinh ngự thú sư, liền Mộ Dương đều ngốc trệ hỏi. Cho tới bây giờ không có ở Lý Thiên Mệnh trên thân cảm nhận được lôi đình lực lượng, bây giờ thấy. Ta dùng huyết thần khế ước làm hai đầu cộng sinh thú, nhưng là con mèo này quá lười, cho nên ta một mực xem như át chủ bài, không có lấy đi ra. Lý Thiên Mệnh kiên trì nói láo. Huyết thần khế ước, có thể để ngươi cầm giữ có thuộc tính khác nhau hai đầu cộng sinh thú. Vệ Thiên Thương hoắc một tiếng đứng lên. Hắn cũng chấn kinh. Dù sao, huyết thần khế ước khả năng thành công tính rất thấp, cho nên toàn bộ Chu Tước quốc trong lịch sử, đều không có tiền lệ. Phàm là huyết thần khế ước thành tựu cộng sinh thú, trên cơ bản liền không có xuất sắc. Huyết thần khế ước ngự thú sư, đột phá linh nguyên cảnh đều rất ít. Mà huyết thần khế ước song sinh ngự thú sư, Chu Tước quốc lịch sử, tựa hồ cũng không có. Chính là bởi vì không có, cho nên mới là kỳ tích, cũng thuận tiện nói láo. Bình thường song sinh ngự thú sư hai đầu cộng sinh thú, bởi vì linh nguyên cần cùng tồn tại, cho nên chỉ ít đại thuộc tính nhất định phải nhất trí. Tỷ như lôi tôn phủ hai vị, tuy nhiên đều là vừa đi thú vừa bay chim. Nhưng là, nhất định phải có lôi đình thuộc tính, ngự thú sư mới có thể nắm giữ có thể cùng tồn tại chung gấp đôi linh nguyên. Lấy huyết thần khế ước, ký kết một đầu cộng sinh thú đều rất khó, liên tục giải quyết hai đầu, độ khó khăn vượt quá tưởng tượng. Liên vệ kình đều rung động. Cũng không khó lắm, lúc ấy ta tùy tiện liền thành công. Lý Thiên Mệnh cười nói. Câu nói này quả thực khiến người ta thổ huyết a. Tiền nhân đều không thành công qua, làm sao có thể không khó. Chỉ có thể nói rõ, hắn thể chất đặc thù. Mộ Dương nói. Hắn dù sao tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Dù sao, chỉ có nói rõ trước kia là ẩn giấu thực lực, mới có thể giải thích cái này tiểu mèo đen vừa ra tới cũng là linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Người đây là dùng hung thú tạo ra song sinh ngự thú sư, như vậy người hỏa diễm linh nguyên cùng lôi đình linh nguyên,
như thế nào cùng tồn tại. Vệ Thiên Thương tìm được mấu chốt của vấn đề. Có thể cùng tồn tại, nhưng là không chung, ta cùng còn lại song sinh ngự thú sư khác nhau ở chỗ nơi này. Bọn họ ba cái ở giữa lực lượng cộng đồng, mà ta chỉ có thể phân biệt cùng hai bọn chúng chung. Lý Thiên Mệnh nói, dù sao bọn họ lại không thể xem xét chính mình đan điền, tùy tiện kéo đều được. Dù sao, hắn là cái thứ nhất, huyết thần khế ước song sinh ngự thú sư. Thật sự là thần tích, Mộ Dương khen ngợi một câu. Trở thành song sinh ngự thú sư về sau, Lý Thiên Mệnh thiên tài trình độ, lại là một cái khác khái niệm. Thậm chí, đánh bại Vệ Tử Vũ mang tới rung động không tính là gì. Cái thứ nhất huyết thần khế ước song sinh ngự thú sư, mới là lớn nhất rung động. Hắn tiền đồ đến cùng có thể tới trình độ nào, khiến người ta mơ màng. Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra chiến đấu lực, tuyệt đối đã dung hội hai loại sức mạnh, đạt tới cùng tồn tại. Kỳ thật trước kia không sử dụng, cũng là bởi vì ta trưởng khống không tốt thăng bằng. Nhưng là đi qua Trầm Uyên chiến trường lịch luyện, ta muốn đã không thành vấn đề, về sau, ta chính là song sinh ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nói, thái cổ hỗn độn cự thú là bí mật lớn nhất, liền mẫu thân đều không hoàn toàn rõ ràng. Liền Khương Phi Linh, đều không có nhìn qua hắn cộng sinh không gian bên trong, còn có 8 khỏa thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Vệ Thiên Thương đều đứng lên, có thể nghĩ. Bên cạnh Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Tử Côn liếc nhau một cái, hai người thở dài một hơi, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Bọn họ bất đắc dĩ, bọn họ cũng hâm mộ. Đứa nhỏ này, muốn là từ nhỏ tại vệ phủ lớn lên liền tốt. Vệ Thiên Hùng, đã khuất phục. Tương đối, hắn ba con trai, xác thực đều quá bình thường. Thậm chí, đều chính mình cũng lộ ra bình thường. Vệ Tử Côn khẽ cắn môi, khó chịu a. Thôi đi, nếu là hắn tại vệ phủ, liền không có huyết thần khế ước khí vận. Vệ Tử Côn nói. Bọn họ đem hết thảy, phân loại làm huyết thần khế ước. Mà huyết thần khế ước, không ai dám đi nếm thử, bởi vì bọn hắn cũng sẽ không giết mình cộng sinh thú. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cái này hoang ngôn, đã định trước không ai có thể công phá. Lâm Tiêu Đình là song sinh ngự thú sư. Không có ý tứ, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng thế. Mà lại, hắn cũng có lôi đình thuộc tính. Thậm chí, càng nổ tung. Đương nhiên, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, vệ tịnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Ông ngoại, Lý Thiên Mệnh nửa quỳ tại diễn võ trường phía trên. Cái này là phụ thân của mẫu thân, là trưởng bối của mình. Tuy nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng là đối loại này huyết thống chí thân hành lễ, chính là lễ nghi. Dù sao, muốn vì vệ tịnh trừ rơi tiểu mệnh kiếp, đối vệ thiên thương cũng là to lớn tiêu hao. Mời ông ngoại, cứu vãn mẫu thân của ta, cho nàng một đầu sinh lộ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống. Hắn mỗi một chữ, đều tràn đầy lực lượng. Trên chiến trường chém giết hài tử, so với vệ gia nhà ấm bên trong lớn lên vệ quốc hào bọn họ, bất luận cái gì phương diện, tựa hồ cũng có sự khác biệt. Nói thí dụ như, vệ thiên thương một mực cường điệu, hắn không có đứa cháu ngoại này, nhưng là Lý Thiên Mệnh, cũng không phủ nhận cái tầng quan hệ này. Người một nhà, sẽ không có cửu oán, có lẽ có hiểu lầm, nhưng đều đi qua. Vệ thiên thương, không phải là Lý Viêm Phong. Không nghĩ tới, lần này, vệ thiên thương cuối cùng không có phủ nhận. Hai tay của hắn nắm tay, tại người nhà họ vệ khẩn trương trong ánh mắt, hắn cuối cùng hít thở sâu một chút, nôn thở một hơi. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, nói, đem vệ tịnh, đưa đến, thiên vân trai, ta muốn bế quan nửa tháng, đám người còn lại, không cho phép vào đến. Oanh! Làm Lý Thiên Mệnh nghe được câu này thời điểm, hắn não tử thật oanh minh một tiếng. Sau đó, phô thiên cái địa vui sướng cùng kinh hỉ, như là hồng thủy một dạng va vào trên người. 20 năm a, tiểu mệnh kiếp hành hạ 20 năm. Nàng, rốt cục có thể giải thoát. Nàng rốt cục có thể sống sót. Nàng rốt cục có thể, có được chính mình nhân sinh mới. Làm một cái nhi tử, hắn làm được, hắn không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Không có ai biết, Lý Thiên Mệnh giờ phút này đến cỡ nào hưng phấn. Cảm ơn, ngàn lời vạn ngữ, hội tụ thành hai chữ này. Ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt của hắn đã đỏ thẫm. Chúng ta đi mang nàng. Mộ Dương cười, hắn cười đến rất rực rỡ, hắn đi tới đỡ dậy Lý Thiên Mệnh. Được. Người trẻ tuổi, làm rất tốt. Mộ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lúc bất chi bất giác, hốc mắt của hắn cũng đỏ lên. Vệ Thiên Thương đã đi thẳng về Thiên Vân Trai. Tất cả giải tán, Vệ Kình đứng dậy, khoát tay áo, để người trẻ tuổi không muốn nghị luận.
thiên mệnh, hoan nghênh hồi vệ gia. Vệ Kình cười cười nói. Nếu như vậy, hắn nói hết ra, có thể thấy được đã hoàn toàn công nhận Lý Thiên Mệnh. Là thời điểm trở về tiếp Vệ Tịnh. Nếu như nàng biết tin tức này, sẽ mừng rỡ như điên a. Lý Thiên Mệnh trước mắt, chỉ còn lại Vệ Thiên Hùng cùng Vệ Tử Côn. Rất hiển nhiên, trong lòng bọn họ có chút không thoải mái. Chỉ tiếc, bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, quay người rời đi, triệt để nhận. Kỳ thật ta đã nói với người rồi, sư tôn cũng là nói năng chua ngoa, 20 năm, hắn vừa tức vừa hận, có thể ngươi không biết, hắn đã từng có bao nhiêu yêu thương Tịnh Nhi. Mộ Dương lắc lắc đầu nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh đã không phủ nhận. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, lão nhân này tuy nhiên miệng đầy đều là lạnh lùng ngôn ngữ, nhưng lại một mực tại cho mình cơ hội. Hắn tránh thức cần nói phục, kỳ thật là chính hắn thôi. Đi, trở về. Hai người bọn họ tiến về Vũ Lâm Các. Tiểu hoàng gà ở trên đỉnh đầu vui sướng bay múa. Hô lên, mình nương muốn dục hỏa trọng sinh á. Miêu miêu, ca dẫn người đi mình nương. A, à, gà đại ca, van cầu ngươi đừng ầm ĩ ta muốn đi ngủ cảm giác meo. Cái này một đôi tên dở hơi, thật sự là tuyệt. Vũ Lâm Các đang ở trước mắt. Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Nói thật, đối năm đó phát sinh sự tình cụ thể chi tiết, hắn vẫn là không rõ ràng. Vệ Tịnh vì lựa chọn gì một cái kém nhất Lý Viêm Phong, chỉ sợ chỉ có Vệ Tịnh mình biết rồi. Thật là bởi vì ái tình sao? Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ ra, dù sao Lý Viêm Phong ngoại trừ khổ đại cừu thâm bên ngoài, cũng không có gì mị lực. Làm sao có thể cùng Mộ Dương, thần thánh so? Bọn họ cường đại, thiên tài, từng cái anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Còn một cái so một cái hài hước, một cái so một cái có đảm đương. Vì cái gì a? May mắn, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng rốt cục có thể thoát khỏi cái này 20 năm hành hạ. Mẹ! Lý Thiên Mệnh đẩy cửa ra, trong viện một cái lão thái thái nằm tại trên ghế nằm. Ghế nằm còn muốn lung lay, nàng còn tại phơi nắng. Cái này cuộc sống tạm bợ, nhàn nhã a. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Vệ Tịnh lấy ra trên mặt cây quạt, chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Cái này rời giường khí, cùng tiểu mèo đen có chút tương tự. Vốn là Lý Thiên Mệnh muốn cho Vệ Tịnh tiếp tục lấy tên, kết quả để Khương Phi Linh đoạt, lấy cái, miêu miêu, loại này tên. Đáng yêu là đáng yêu, cũng là không đủ bá khí a. Lý Thiên Mệnh đối bá khí, đã sinh ra tưởng tượng. Chỉ tiếc, hắn đời này giống như cùng bá khí vô duyên. Một tay tiểu hoàng gà, một tay tiểu non mèo, về sau ra ngoài chiến đấu, bị người mỉa mai cười nhạo chính là hắn Thiên Mệnh. Đoán xem ta mang cho ngươi tới tin tức tốt gì, Lý Thiên Mệnh cười nói. Mộ Dương đứng tại cửa ra vào, toát ra mê chi mỉm cười, có loại đùa nghịch cảm giác. Ngươi cùng Linh công chúa tốt hơn rồi, Vệ Tịnh hưng phấn hỏi. Sai, hắn đáp ứng cứu ngươi, hiện tại, chúng ta thì dẫn ngươi đi Thiên Vân Trai. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Ba, trong tay nàng cây quạt rơi trên mặt đất. Nước mắt, lạch cạch rơi xuống. Khóc cọng lông, đi nhanh lên đi. Lý Thiên Mệnh đem nàng ngang ôm, cùng như gió, bay về phía Thiên Vân Trai. Người đứa nhỏ này, tranh thủ thời gian buông ta xuống, cái này còn thể thống gì? Vệ Tịnh dở khóc dở cười nói. Cho người hưởng thụ ôm công chúa. Người còn kỳ kỳ oai oai. Gà bay mèo nhảy bên trong, Thiên Vân Trai đến. Ta dìu nàng đi vào là có thể, Thiên Mệnh, ngươi qua tu hành đi, thời gian nửa tháng, nàng lúc đi ra, thì lại là như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Mộ Dương nói, Lý Thiên Mệnh đem Vệ Tịnh giao cho hắn. Nửa tháng, là có thể. Lý Thiên Mệnh thật rất chờ mong, thấy được nàng giành lấy cuộc sống mới dáng vẻ. Ta dự cảm, ngươi cùng Lâm Tiêu Đình sẽ có một lần giao phong. Nắm chặt thời gian, lớn mạnh chính mình, Mộ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Minh bạch. Mộc Tình Tình cùng mẫu thân sự tình, đều đã làm xong. Tiếp đó, còn kém Lâm Tiêu Đình. Mà đối mặt Lâm Tiêu Đình dạng này diễm đồ đệ nhất thiên tài, thậm chí là bán đảo chi địa đệ nhất thiên tài, tay cầm thánh thú chiến hồn nhân vật, Lý Thiên Mệnh, còn cần càng mạnh. Thẳng đến, 3 năm trước đây chân tướng, không còn là một số nhỏ biết, mà chính là công bố thiên hạ. Một ngày này, tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đi thôi, Vệ Tịnh mỉm cười nói. Vừa mới trên đường, Lý Thiên Mệnh đã nói với nàng Trầm Uyên chiến trường phát sinh sự tình. Đối Mộc Tình Tình, Lý Thiên Mệnh không có lưu tình, nàng rất hài lòng. Đem chính mình nhi tử bị thương thành dạng này,
nàng làm sao có thể không oán hận Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh muốn lưu tình, nàng đều không đáp ứng. Tại Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ giữa, Mộ Dương mang theo Vệ Tịnh tiến vào. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười, ánh mắt chuyển hướng lạnh lùng mà thâm trầm. Bởi vì, xoay người giờ khắc này, cũng là hắn lần nữa thực sự trên chiến trường thời khắc. Lâm Tiêu Đình, rốt cuộc muốn làm sao làm chết hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng, mới có thể để cho Kim Vũ nhắm mắt. Đã trở lại Vệ gia, Lý Thiên Mệnh ngay tại Vệ gia tu luyện, hắn trở lại Vũ Lâm Các bên trong. Hiện tại trong tay còn có Hoàng cấp thần nguyên, Tam Tiêm Điện Thứ, cái này có thể cho tiểu mèo đen luyện hóa, để nó huyết mạch tăng lên. Tiểu hoàng gà trong mắt đã có 7 cái điểm sao, bị người cho rằng là cấp 7 cộng sinh thú. Nhưng là, tiểu mèo đen, vẫn là chỉ có một cái. Lý Thiên Mệnh, người quả nhiên nuốt lời, nói tốt muốn để bản mèo ngủ phía trên 3 ngày 3 đêm, ngươi lại tới làm ta, ngươi không phải người mèo. Làm tiểu mèo đen bị Lý Thiên Mệnh dẫn theo, đặt ở trên bàn đá thời điểm, tiểu mèo đen tức giận đến đẩy bàn đánh lăn. Đừng nói lung tung, ngươi cũng là công, ta mới không làm ngươi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ý tứ chính là, muốn là mèo cái ngươi liền muốn làm. Tiểu hoàng gà cười hắc hắc nói. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi. Tiện nhân, vậy mà ngấp nghé mèo cái. Tiểu hoàng gà đau lòng bóp cổ tay. Ta đối mèo cái không hứng thú, tùy tiện hắn làm mèo. Tiểu mèo đen hoàn toàn thất vọng. Vậy ngươi đối cái gì có hứng thú? Tiểu hoàng gà hỏi. Ngủ cảm giác mèo. Tiểu mèo đen ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ. Cảm giác nghiêng người, lại muốn chổng vó ngủ thiếp đi. Ngươi có tin ta hay không thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi, đem ngươi thiến. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh, gảy một cái nó trứng. Xoát, meo, trên cánh tay, năm đạo huyết ngân. Tiểu mèo đen nhảy lên cao 3 mét, núp ở trên xà ngang, run rẩy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trên tay năm đạo huyết ngân. Hắn thề, cũng không tiếp tục đạn nó trứng. Ngươi xuống tới. Ta thì chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật a. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật mèo. Thật. Tiểu mèo đen lúc này mới xuống tới, nhưng cái đuôi kẹp ở giữa chân sau, kẹp tốt chính mình trứng, cảnh giác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ta thì nhìn con mắt của ngươi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nó, đem cái này manh vật thả ở trước mắt. Cái này trong mắt màu xanh lam, thực sự quá đẹp. Trong mắt, có một cái điểm sao, dường như một cái ngôi sao. Nhưng, cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái ngôi sao sao. Oanh! Tinh thần đột nhiên tán loạn, phân hóa ra 10 cái, mấy trăm cái, mấy vạn cái ngôi sao. Sau đó, tiếp tục tản ra. Đến cuối cùng, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, chính là một cái ức vạn tinh thần tạo thành tinh hải. Đây không phải cấp 1 cộng sinh thú, không phải cấp 10 cộng sinh thú, đây là thái cổ hỗn độn cự thú. Ức vạn tinh hải, ức vạn phẩm giai. Cái này mới là diện mục thật của nó. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh lại thấy được một cái hình ảnh. Vô số màu đen lôi đình, mỗi một điều đều từ vô số tinh thần hội tụ mà thành. Ức ức vạn lôi đình di động với tốc độ cao, hóa thành lôi đình, ức ức vạn lôi đình tạo thành cùng một chỗ, thành làm một cái lôi đình hải dương. Cái kia lôi đình trong hải dương, một đầu bàng bạc cự thú ngay tại ngao du. Cái kia giống như là một đầu màu đen hùng sư, lại như là một đầu hắc báo. Nó một lần hô hấp, ức vạn tinh thần chôn vùi. Nó một miệng thôn phệ, ngàn vạn tinh hà như lôi đình nhập thể. Nó một tiếng gào thét, vạn giới run rẩy. Đó là thái sơ thời đại siêu cấp mãnh thú, đó là hỗn độn bên trong đản sinh lôi đình chi ma. Ông một tiếng, lôi đình sở hướng, vạn giới phá nát. Ức vạn sinh linh, ở trong sấm sét, trong nháy mắt chôn vùi. Ngay một khắc này, bên trong thiên địa, quanh quẩn một tiếng. Nghiệt xúc. Ta chi hỗn độn luân hồi, không cần ngươi hủy diệt. Một cái hắc ám đại thủ, theo hỗn độn bên trong duỗi ra, bóp ở cái kia cự thú trên cổ. Lý Thiên Mệnh thấy được. Chính hình sáu cạnh lân giáp. Quy tắc, kín đáo, lộng lẫy. Tại bàn tay kia chính giữa, một cái huyết con mắt màu đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia huyết con mắt màu đỏ, dường như thấy được chính mình. Một khắc này, toàn thân đều đang run rẩy. Giống. Vậy quá ban đầu hỗn độn lôi ma, xông ra hắc ám đại thủ trưởng khống, hóa thành vạn vạn ức lôi đình, hướng về Lý Thiên Mệnh cái phương hướng này bôn tẩu mà đến. Rầm rầm rầm, trước mắt hết thảy đều bị lôi đình tiêu diệt. Sau đó hỗn độn luân hồi, do ta trưởng khống. Cái kia hắc ám đại thủ thanh âm,
đinh tai nhức óc, toàn thân đều tại run rẩy. Giống. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác được, vậy quá ban đầu hỗn độn lôi ma, đâm vào trên người mình. Ầm. Hắn lui lại ba bước, đâm vào đỉnh trên cây cột. Huynh đệ, ngươi không sao chứ, bị Miêu Miêu sợ đến như vậy, sợ a? Tiểu hoàng gà vô tình cười nhạo nói. Không phải nó, là cái tay kia, ta lại thấy được. Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, còn không có kịp phản ứng. Hô! Nói lên cái tay kia, tiểu mèo đen toàn thân lông đều nổ. Cũng là cái này. Lý Thiên Mệnh nâng lên cánh tay của mình. Mèo, tiểu mèo đen nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều đang run rẩy. Miêu miêu, đừng sợ, hắn cái tay này là độc thân tạo nên, ngươi về sau quen thuộc thì không sợ. Tiểu hoàng gà vỗ vỗ tiểu mèo đen đầu nói. Gà đại ca, hắn đây là cái gì tay mèo? Tiểu mèo đen trợn mắt nói. Một loại phi cầm loại hung thú chi thủ. Loại nào? Già nhảy ưng. Ít đeo xấu tiểu bằng hữu, huỳnh hỏa, người đã không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Lý Thiên Mệnh dạy dỗ. Đúng, ta mới 3 tháng. Cút sang một bên, Lý Thiên Mệnh đem nó nắm đi. Lúc này thời điểm, tiểu mèo đen lại buồn ngủ. Đem cái này luyện hóa. Lý Thiên Mệnh đem tam tiêm điện thứ lấy ra, đặt ở tiểu mèo đen trước mắt. Thần nguyên, đây là để tiểu hoàng gà toàn thân nóng hổi đồ vật. Chỉ cần thấy được, tiểu hoàng gà thì sôi trào. Nhưng là, tiểu mèo đen nhìn thoáng qua, ngửi một cái, nói, không muốn, bản mèo muốn ngủ. Quả nhiên, trông cậy vào nó mạnh lên, so với lên trời còn khó hơn. Luyện hóa nó, đổi lấy 3 ngày thời gian ngủ. Ta không tin, người đã thất tín mèo. Vừa mới đó là tình huống đặc biệt, vì cứu mình nương, người sẽ không phải liền mình nương đều không muốn cứu đi. Tốt à mèo, nhưng gà đại ca ngươi phải cho ta làm chứng. Tiểu mèo đen ngây thơ nói. Được rồi, hắc hắc, tiểu hoàng gà cười. Nó đã sớm cô đơn tịch mịch, nhất là Lý Thiên Mệnh thanh tú ân ái thời điểm, muốn ngủ. Hắc hắc, tốt à, vậy ta thì cố mà làm, luyện hóa nó mèo. Tiểu mèo đen rốt cục đáp ứng. Lý Thiên Mệnh đau đầu à. Tuy nhiên thái sơ hỗn độn lôi ma rất nghiêu xoa, nhưng là cái này tiểu mèo đen, ngoại trừ rời giường khí khủng bố, còn lại đều rất phế a. Chỉ sợ từ nay về sau, muốn nó tu luyện, đều muốn dùng ngủ đến đổi. Viết, hắn cùng tiểu hoàng gà liếc nhau, khóc không ra nước mắt. Bởi vì thăng bằng quan hệ, tiểu mèo đen không tiến bộ, bọn họ cũng không tiện tiến bộ. Vội vàng một cái lười hóa tu luyện, quá nhức đầu. Trận này luyện hóa, kéo dài mấy canh giờ. Tiểu mèo đen, tiến hóa. Cái đuôi của nó, cuối cùng nhất tiến hóa ra 3 cái phân nhánh, nguyên bản thịt núc ních, biến thành có chút bén nhọn mũi thương. Đinh! Cái kia tam tiêm điện thứ cái đuôi, đâm vào trên bàn đá nát. Không thể không nói, cái này thần nguyên chỉ là đột phá một chút huyết mạch gông xiềng, nhưng là đối bọn nó tới nói, cũng rất có tác dụng. Trong ánh mắt của nó, thành công nắm giữ 7 cái điểm sao. Giải quyết, ta muốn đi ngủ mèo. Tiểu mèo đen thở dài một hơi, một bộ mệt muốn chết rồi dáng vẻ. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà đều một mặt cười xấu xa. Làm gì mèo, nó run rẩy nói. Cho lão tử tu luyện. Qua, tiểu mèo đen khóc. Sớm biết, thì không phá xác đi ra. Lôi tôn phủ, yến thính. Hôm nay là mười mấy năm qua, lôi tôn phủ long trọng nhất náo nhiệt nhất một ngày. Bởi vì... bọn họ chiêu đãi có thể là đến từ Thánh Thiên Phủ phó giám sát sứ. Quản chi chỉ là, phó, vậy cũng là trong lịch sử đều chưa từng có sự tình. Dù sao, Thánh Thiên Phủ tại Chu Tước Quốc thiết lập có Thiên Phủ, Lôi Tôn Phủ phía trên còn có Chu Tước Vương tộc, làm sao cũng không tới phiên Lôi Tôn Phủ đến chiêu đãi. Lôi Tôn Phủ, có bao biện làm thay hiềm nghi. Nhưng, đây là phó giám sát sứ lựa chọn của mình, ai bảo Lôi Tôn Phủ ra Lâm Tiêu Đình dạng này ngàn năm kỳ tài đâu. Diễm đô danh môn vọng tộc, nghe được tiếng gió, thậm chí dự cảm, tương lai lôi tôn phủ nước lên thì thuyền lên, Chu Tước Quốc ngàn năm truyền thừa đoạn tuyệt, đều chưa hẳn không thể nào. Dù sao, ai có thể đoán trước, Lâm Tiêu Đình ngày khác trở thành nghịch thiên cường giả trở về, sẽ không vì gia tộc làm chút chuyện. Lôi tôn phủ ngàn năm phụng dưỡng Chu Tước Vương tộc, cũng đủ rồi a. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có thể tự mình thảo luận, không dám lộ ra. Dù sao. Các loại Lâm Tiêu Đình học thành trở về, chí ít cũng là hơn 10 năm sau sự tình. Lôi tôn phủ trận này yến hội, rất nhiều danh môn vọng tộc muốn tham dự đều không có cơ hội. Bởi vì trận này yến hội,
giới hạn tại giám sát xứ, Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc. Yến thính bên trong, Lôi Tôn Lâm Triệu đi cùng hai vị phó giám sát xứ Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm, còn có Nguyệt Linh gia tộc lão tộc trưởng, Nguyệt Linh Hồng, ngồi tại vị trí cao nhất vị trí. Hai bên ngồi vào, bên trái chính là Lôi Tôn phủ gia tộc tất cả thành viên có mặt, bên phải thì là Nguyệt Linh gia tộc ba người. Lý Viêm Phong, người mặc ngọn lửa màu đỏ thắm áo bào đỏ, ánh mắt trầm ổn, ngồi tại Lôi Tôn phủ ngồi vào ghế chót nhất vị. Tại bên cạnh hắn, chính là Lôi Tôn phủ duy một vãn bối Lâm Tiêu Đình. Mà Lâm Tiêu Đình đối diện, thì là người mặc thịnh trang, ăn mặc thiên tư quốc sắc Nguyệt Linh gia tộc duy một vãn bối, Nguyệt Linh Cơ. Hai cái này vãn bối, sắp tiến vào thiên phủ tu hành, cho nên trên thực tế, bọn họ xem như tối nay nhân vật chính. Một trận trò chuyện vui vẻ yến hội, mỹ tử món ngon, sơn hào hải vị không ngừng trình lên. Mỹ thực nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đều là nắm giữ thiên văn linh túy chế tác, ăn thịt cơ bản lấy tài liệu hung thú, đồng đều có rất lớn bổ dưỡng tác dụng. Có thể thấy được Lôi Tôn phủ vì chiêu đãi phó giám sát xứ, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Trung gian còn có ca múa nhạc cụ biểu diễn, trò chuyện vui vẻ, đẹp không sao tả xiết. Phó giám sát xứ cùng Nguyệt Linh gia tộc ba vị, đối Chu Tước quốc cái này, dị vực phong tình, khen không dứt miệng. Ca múa hoàn tất, Lôi Tôn Lâm Triệu trống rỗng sân bãi, yến thính bên trong chỉ có nhân vật trọng yếu tại chỗ, nghiêm chỉnh đã đến đàm luận thời khắc trọng yếu. Phó giám sát xứ Cận Nhất Huyên cười ha ha, nói. Cái này Vệ Thiên Thương, sợ là làm sao cũng không nghĩ ra, chúng ta lại không lâu nữa, liền muốn đối Vệ gia làm khó dễ. Hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người cười. Vệ gia chiếm đoạt thiên phủ thời gian dài như vậy, là thời điểm đến thoái vị thời điểm. Nguyệt Linh gia tộc thanh niên tài tuấn xuất hiện lớp lớp, chẳng những có Lang Thiên Tử loại này không thể tưởng tượng thần tích, còn có Nguyệt Linh đại tiểu thư dạng này thánh thiên phủ thiên tài. Trưởng khống một tòa thiên phủ, trưởng khống một tòa Viêm Hoàng học cung, là chính là danh chí thực quy. Lôi Tôn Lâm Triệu cười nói. Thiên phủ thay đổi, kỳ thật cũng là thánh thiên phủ bình thường quy tắc. Mỗi một cái chấp trưởng thiên phủ đã ngoài ngàn năm gia tộc, phàm là không biết tiến thủ, con cháu tầm thường, đều cần một lần nữa chịu đựng thánh thiên phủ khảo hạch. Thánh thiên phủ, chỉ có tiếp tục đem máu mới, rót vào các nơi trong thiên phủ. Mới có thể bảo chứng các nơi thiên phủ kéo dài không suy. Cho nên, từ Nguyệt Linh gia tộc thay thế Vệ gia, chấp trưởng Chu Tước quốc thiên phủ ngàn năm, chính là phù hợp quy tắc an bài. Giám sát sứ Tống Nhất Phàm giải thích nói. Minh bạch, chúng ta tự nhiên minh bạch, Lôi Tôn Lâm Triệu nịnh nọt cười nói. Tại trước mặt tiểu bối, hắn là uy nghiêm thúc mục trưởng bối, nhưng là tại phó giám sát sứ trước mặt, hắn là cái bồi rượu. Cảm tạ hai vị phó giám sát sứ, làm phiền. So sánh dưới, Nguyệt Linh gia tộc ba vị phong cách thì cao không ít. Bây giờ nói chuyện chính là Nguyệt Linh Tiêu, hắn chính trực trung niên, cùng Lôi Soái Lâm Thiên Giám cùng tuổi. Không khách khí, lão đại của chúng ta, đã đem, thiên phủ thay đổi khiến, giao phó đến trong tay chúng ta, các loại thời cơ đã đến, liền có thể hướng Vệ gia hạ chiến thư. Chỉ cần đánh tan Vệ gia, liền có thể để Vệ gia rời đi Chu Tước quốc, sau đó cái này Chu Tước quốc thiên phủ vạn năm bên trong, sợ đều là Nguyệt Linh gia tộc vật riêng tư phẩm. Cận Nhất Huyên nói, theo ta được biết, Vệ gia cái này đệ nhất chiến lực Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn, đều là người tầm thường, chỉ có Vệ Thiên Thương hai người đệ tử, Mộ Dương cùng Triệu Nguyên cực coi như có thể. Dù sao đệ tử thân truyền, dựa theo thiên phủ thay đổi quy tắc, cũng phù hợp xuất chiến điều kiện. Trừ cái đó ra, già, trung niên, trẻ ba đời, cũng kẻ vô năng, Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến, tuyệt đối như bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay. Lôi Tôn Lâm Triệu nói, phó giám sát xứ, khiêu chiến ngày ấy. Lang Nhi muốn tới quan chiến sao? Nguyệt Linh Tiêu hỏi. Nguyệt Linh huynh đệ, không phải ta nói ngươi, coi như ngươi là Lang Thiên Tử phụ thân, về sau đều cần xưng hô nàng là Thiên Tử. Có thể hiểu, Tống Nhất Phàm trầm giọng nói. Minh bạch, là ta quên đi, lần sau nhất định nhớ kỹ. Nguyệt Linh Tiêu lúng túng nói. Nói thật, Lang Thiên Tử tuổi nhỏ thì rời khỏi gia tộc, bây giờ thành vì Thiên Tử, còn treo đọc gia tộc, tự mình an bài chúng ta sắp xếp cẩn thận gia tộc. Sau đó đặt mua một trận trầm nguyên đấu thú, đưa Nguyệt Linh Cơ đi Thánh Thiên Phủ tu hành, có thể thấy được Lang Thiên Tử đối các vị, còn có rất sâu cảm tình. Nhưng là đâu, tôn ti cùng quy củ, vẫn là muốn ghi nhớ tại tâm, dù sao các vị, cũng có khá hơn chút năm, chưa thấy qua Lang Thiên Tử. Tống Nhất Phàm có chút lạnh nhạt nhìn lấy Nguyệt Linh gia tộc người, thần thánh nói ra. Đúng vậy a, nàng rời nhà thời điểm, còn rất nhỏ đây.
Nguyệt Linh Tiêu nhớ lại nói. Lang Thiên Tử đã tại bán đảo chi địa, nhưng là, nàng không ý kiến các ngươi, chỉ muốn khắp nơi dạo chơi. Các ngươi thì an tâm chuẩn bị chiến đấu, nếu như Lang Thiên Tử muốn thấy các ngươi, tự nhiên sẽ xuất hiện. Cận Nhất Huyên nói. Vâng, chúng ta đã hiểu, Nguyệt Linh Tiêu hơi hơi cúi đầu. Hắn biết, tuổi thơ cho tiểu nữ nhi một số không tốt trí nhớ, cho nên sinh ra ngăn cách. Nàng một người vất vả dẫy giụa, mới nghịch thiên cải mệnh, có địa vị của hôm nay. Toàn cả gia tộc, xác thực không có giúp một tay. Mà lại, chính mình không thể bảo vệ tốt thê tử, để cho nàng bị Đoan Mộc gia tộc giết chết, cũng là cái này tiểu nữ nhi không muốn gặp chính mình nguyên nhân đi. Nhưng là, nàng cũng đã diệt Đoan Mộc nhất tộc. Bọn họ sớm coi là, cái này tiểu nữ nhi tại 8, 9 tuổi thời điểm thì đã chết. Ai biết trở về thời khắc, đã là thiên tử. Tuy nhiên Lang Thiên Tử không muốn gặp các ngươi, nhưng theo ta nhìn, nàng đối với các ngươi thật là rất không tệ. Dù sao, Thánh Thiên Phủ đối mới thu đệ tử khảo nghiệm vô cùng nghiêm ngặt, trừ phi như Tiêu Đình dạng này nắm giữ, thánh thú chiến hồn, loại này đặc thù thiên phú, đám người khác, liền xem như Lang Thiên Tử cũng không thể mang vào. Mà lại, cưỡng ép an bài gia tộc nhân viên tiến Thánh Thiên Phủ, cũng sẽ gặp phải nhất định lời đồn. Cho nên, chúng ta mới ở chỗ này an bài một trận, Trầm Uyên đấu thú, để Nguyệt Linh cơ lấy đấu thú vô địch thân phận đi Thánh Thiên Phủ tu hành. Các ngươi Nguyệt Linh gia tộc, xác thực phải biết đủ. Tống Nhất Phàm nói, Trầm Uyên đấu thú, chính là Thánh Thiên Phủ ở các nơi sàng chọn đệ tử thường quy hạng mục. Nhưng, cơ bản đều có kỹ càng quy tắc, mà không phải như lần này dạng này hoàn toàn dự định. Trọng yếu nhất chính là, Lang Thiên Tử còn phân phó chúng ta, để cho chúng ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi, cho các ngươi tìm một cái tốt chỗ an trí. Muốn không phải muốn cho các ngươi cầm xuống Chu Tước Quốc Thiên Phủ, không cần an bài Trầm Uyên đấu thú tại Úy Lam Vực. Đương nhiên là để cho tiện. Một vị khác phó giám sát sứ, Cận Nhất Huyên, nói. Mấy ngày nay, Nguyệt Linh gia tộc bởi vì Lang Thiên Tử, hơi có chút không coi ai ra gì. Hai vị giám sát sứ tại trên yến tiệc, một chút ép một chút nhuệ khí của bọn họ. Dù sao, bọn họ đã gặp Lang Thiên Tử đối Nguyệt Linh gia tộc thái độ, bọn họ hết sức rõ ràng. Nàng kỳ thật không thích bọn họ. Nhưng, dù sao cũng là thân nhân, nàng không thể lại để bọn hắn trôi giạt khắp nơi. Kết quả là, nàng an bài Nguyệt Linh cơ tiến Thiên Phủ, an bài Nguyệt Linh gia tộc thông qua, Thiên Phủ thay đổi, khiêu chiến phương thức, thay thế vệ gia, trưởng khống Chu Tước Quốc Thiên Phủ. Thiên Phủ thay đổi khiến đã tới tay, các ngươi lần này khiêu chiến hoàn toàn là đi qua Thánh Thiên Phủ bày mưu đặt kế, cho nên Lang Thiên Tử trở về Thánh Thiên Phủ, mới sẽ không có người chỉ trỏ. Dù sao, coi như Lang Thiên Tử, tại Thánh Thiên Phủ cũng đứng trước kịch liệt cạnh tranh, một điểm nhỏ tì vết, đều ảnh hưởng nàng tiền đồ. Cho nên, ta khuyên cáo các vị, cầm xuống Thiên Phủ về sau cùng điệu thấp một số, để Lang Thiên Tử vượt qua một đoạn này khó khăn kỳ. Lấy Lang Thiên Tử thiên tư, tương lai tại Thánh Thiên Phủ, nhất định đứng hàng đỉnh phong. Tống Nhất Phàm nhắc nhở. Hai vị giám sát sứ dậy phải, chúng ta tuyệt đối nhớ kỹ. Nguyệt Linh Hồng liền vội vàng gật đầu nói. Bọn họ quả thật có chút tung bay, thậm chí xưng hô Lang Thiên Tử vì, Lang Nhi, đây chính là tối kỵ. Giám sát sứ đại nhân, Nguyệt Linh huynh đệ, ta mời các ngươi một chén, cầu chúc trận này Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, Nguyệt Linh gia tộc đại hoạch toàn thắng, cùng chúc Lang Thiên Tử, tại Thánh Thiên Phủ nghịch thiên quật khởi, không ai cản nổi. Lôi Tôn Hòa giải nói. Đến, nghiêm túc không khí đã qua, tất cả mọi người vui mừng nở nụ cười. Chúng ta Lôi Tôn Phủ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, hiệp trợ Nguyệt Linh gia tộc đánh tan vệ gia. Lão Phu, cũng đã sớm nhìn cái kia vệ thiên thương không vừa mắt. Liền để hắn tuổi đã cao, thu thập che phủ rời đi đi. Ha ha! Mọi người cười to. Lần này, đa tạ Lâm huynh đệ, thật sự là vô cùng cảm kích, về sau chúng ta Nguyệt Linh gia tộc tại Chu Tước Quốc, Lôi Tôn Phủ, đều là sinh tử của chúng ta đồng minh. Nguyệt Linh hồng hồng quang đầy mặt nói. Còn kêu cái gì Lâm huynh đệ, hai cái tiểu hài tử đều muốn thành hôn, phải gọi thông gia, mới là. Lôi Tôn Lâm Triệu nói. Đúng, thông gia. Cái này hai người trẻ tuổi, ở chỗ này thành hôn, về sau cùng một chỗ tiến về Thánh Thiên Phủ tu hành, đây chính là thần tiên quyến lữ, tuổi trẻ, khiến người ta hâm mộ a. Đúng vậy, lần này, Lôi Tôn Phủ như thế giúp đỡ, chờ sau này thời cơ chín muồi, Lôi Tôn muốn làm mảnh đất này tân vương, chúng ta Nguyệt Linh gia tộc, cũng làm hết sức ủng hộ. Ta lớn tuổi, cái này tân vương, lưu cho nhi tử ta đi. Lôi Tôn vỗ vỗ Lâm Thiên Giám bả vai.
Lâm Thiên dám cười. Ta cũng vậy, Thiên Phủ mới phủ chủ, cũng từ nhi tử ta tới làm. Đến đón lấy một đoạn thời gian, chúng ta Nguyệt Linh gia tộc toàn viên đến đông đủ, còn phải ở tạm Lôi Tôn Phủ, thật sự là làm phiền thông gia. Không khách khí, người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Bọn họ quan hệ mật thiết, trò chuyện vui vẻ. Mà Lâm Tiêu Đình mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn lấy đối diện Nguyệt Linh Cơ, Nguyệt Linh Cơ sắc mặt đỏ lên, tại vuốt vuốt trên tay gợn nước quả. Lần này Thiên Phủ khiêu chiến, ta vẫn là đến nói một câu. Tống Nhất Phàm vừa nói, mọi người thì dừng lại. Thánh Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, là lấy một cái gia tộc làm đơn vị. Nói thí dụ như vệ phủ một nhà, sau đó phủ chủ đệ tử thân truyền, cũng có thể tham chiến. Đám người còn lại hết thảy không cho phép tham gia. Mọi người đều biết, dựa theo quy tắc này, Nguyệt Linh gia tộc muốn thủ thắng tuy nhiên không khó, nhưng dù sao sẽ có không ít hao tổn thương vong. Cho nên, lão đại của chúng ta quyết định một chút sửa đổi quy tắc, tại Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ thành hôn về sau, thông gia nhất tộc cũng có thể tham dự khiêu chiến. Dựa theo chúng ta sửa đổi quy tắc mới, Lôi Tôn Phủ toàn viên đều có thể tham chiến. Như vậy thì là, Lôi Tôn Phủ tăng thêm Nguyệt Linh gia tộc, đối chiến vệ phủ. Vệ gia, há có phần thắng? Tống Nhất Phàm nói tiếp. Theo ta được biết, Thiên Phủ vệ gia, là bị Thánh Thiên Phủ trực tiếp chọn chúng, làm Thiên Phủ chấp trưởng gia tộc. Bọn họ chỉ có thể thông qua chúng ta giám sát sứ hiểu rõ Thánh Thiên Phủ, cho nên, bọn họ cũng không rõ ràng Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến cụ thể quy tắc. Cái này một cái lỗ thủng, chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mấu chốt nhất là, cái này dù sao cũng là sửa đổi quy tắc, không thể để cho Thánh Thiên Phủ biết, nếu không ảnh hưởng Lang Thiên Tử danh tiếng. Đương nhiên, cái này Chu Tước Quốc là vắng vẻ chi địa, thường nhân căn bản không có khả năng rời đi nơi này, càng tìm không thấy Thánh Thiên Phủ đi nói rõ lý lẽ. Cái này, cũng là chúng ta lựa chọn nơi này nguyên nhân. Khiêu chiến chi tiết, hết thảy để ta tới viết. Chỉ cần, Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ hai người, đi đến Thánh Thiên Phủ không nên nói lung tung là có thể. Tống Nhất Phàm nói rất dài một đoạn lời nói, cực kỳ uy nghiêm. Giám sát sứ đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối không nhắc tới một lời. Lâm Tiêu Đình nói, đúng, ta đến Thánh Thiên Phủ, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói ta cùng Lang Thiên Tử quan hệ. Tu hành, hết thảy dựa vào chính mình. Nguyệt Linh Cơ nói, nàng cũng là muốn cường người. Còn có ta đây, Lâm Tiêu Đình cười nói. Nguyệt Linh Cơ hơi đỏ mặt. Các trưởng bối đều cười. Liền hai vị giám sát sứ, đều buồn cười. Tuổi trẻ, hâm mộ a. Hôm nay tất cả mọi người tụ ở chỗ này, vậy liền thương lượng một chút hôn lễ, khiêu chiến cụ thể ngày đi. Tống Nhất Phàm nói. Giám sát sứ đại nhân, ta phải luyện hóa Hải Long Thiên Trụ. Còn có xông vào đến quy nhất cảnh, mới có tiến Thánh Thiên Phủ tư cách. Ta có dự cảm trong một tháng có thể hoàn thành. Chờ ta nắm giữ bát giai đế thú, lại có quy nhất cảnh thực lực, đối với Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, cũng có ích. Nguyệt Linh Cơ vội vàng nói. Câu nói này, nàng muốn rất lâu. Dù sao, bọn họ Nguyệt Linh gia tộc còn không tính cuống cuồng. Mà lại, Nguyệt Linh Cơ không đến quy nhất cảnh, phó giám sát sứ cũng không thể lên đường. Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến. Chia làm già, trung niên, trẻ ba trận chiến, lần trước thay, chỉ có vệ thiên thương cùng vệ kình, ta có thể cầm xuống. Bên trong đệ nhất, Mộ Dương tương đối mạnh, nhưng là nhi tử ta thêm Nguyệt Linh Tiêu, còn có ta Lôi Tôn phủ những người khác, cầm xuống vấn đề không lớn. Lôi Tôn nói câu nói này thời điểm, nhìn thoáng qua bên trên Lý Viêm Phong. Lý Viêm Phong nhẹ gật đầu. Đến lúc đó, hắn sẽ ra chiến. Đến mức thế hệ thanh niên, vệ quốc hào bọn người, đều là phế vật. Chỉ có một người cần muốn đối phó. Lôi Tôn nói. Thực lực như thế nào? Nguyệt Linh Hồng hỏi. Chính là Trầm Uyên đấu thú bên trong Lý Thiên Mệnh. Hắn. Đúng, hắn là vệ thiên thương cháu ngoại. Nhớ tới người này, Nguyệt Linh Cơ sắc mặt thì lạnh lẽo. Nguyên lai là hắn, vậy hắn chết chắc, chờ ta cộng sinh thú đến bát giai, chờ ta đến quy nhất cảnh, lúc đó liền để hắn lên Tây Thiên. Nguyệt Linh Cơ nói. Kỳ thật, cũng có thể lưu cho ta. Ta cùng hắn, còn có một số tiểu ân oán đây. Lâm Tiêu Đình cười nói. Mọi người xem xét, lại cười. Chỉ có một cái kia thế hệ thanh niên lớn nhất không có vấn đề, giữ chắc một phần, chỉ cần lần trước thay, bên trong đệ nhất, cầm xuống một phần là có thể. Cận Nhất Huyên nói. Theo ta thấy, ba phần đều không là vấn đề. Vệ thiên thương cái này lão hủ, vì nữ nhi hoang phế nhiều năm. Ta sớm liền có thể làm hắn một lần. Lôi Tôn cười nói.
vậy liền không thể tốt hơn. Tống Nhất Phàm nói. Tốt, cái kia liền quyết định, các loại nguyệt linh cơ đột phá quy nhất cảnh, các ngươi lập tức thành hôn, hôn lễ cùng ngày cho vệ gia hạ chiến thư. Sau đó, ngày thứ hai chính thức khiêu chiến vệ gia, cầm xuống thiên phủ. Cận Nhất Huyên làm ra quyết định. Nguyệt linh cơ, tranh giành khẩu khí, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, tận lực tranh thủ lang thiên tử tại bán đảo chi địa du ngoạn trong khoảng thời gian này, đột phá đến quy nhất cảnh, không phải vậy càng kéo dài không tốt. Tống Nhất Phàm nói. Hai vị giám sát sứ đại nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Rất tốt. Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, sinh tử chớ luận, các ngươi đến lúc đó, có thể giết mấy cái thì mấy cái, tận lực để bọn hắn không có cho tàn lại cháy chỗ trống, nếu không trốn đi, tương lai cũng là phiền phức. Tống Nhất Phàm lạnh lùng nói. Vậy liền, để bọn hắn vệ ra, bị chết không còn sót một ai. Lôi Tôn nói xong cười. Sau đó, mọi người nâng chén, tiếng hoan hô không ngừng. Hoa Mộc Viên. Nơi này là Lôi Tôn phủ hoàn cảnh rất không tệ một chỗ đình viện. Nơi này thảo mộc tràn đầy, hoa tươi như hải, quanh năm suốt tháng đều có người phản ứng tu kiến. Lôi Tôn phủ bọn hạ nhân đều biết, nơi này là Lâm Tiêu Đình vị hôn thê Mộc Tình Tình nơi ở. Mộc Tình Tình tại thiên phủ tu hành, rất ít trở về ở lại, nhưng nàng đối hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Coi như không tại, cũng cần đem bốn phía quét sạch sẽ. Nhưng là những ngày gần đây, bọn hạ nhân bị cấm chỉ nhập Hoa Mộc Viên quét dọn, bọn họ chỉ nghe nói, là bởi vì Mộc Tình Tình tại Trầm Uyên chiến trường nhận lấy trọng thương. Hoa Mộc Viên có một chỗ hồ nước thanh tịnh thấy đáy, trong nước có không ít kim ngư ngay tại chơi đùa. Hồ Trung Ương có một chỗ đình, trong đình, một cái bạch y nữ tử đang ngồi ở một chương cổ cầm trước, cái kia mảnh khảnh ngón tay, ngay tại dây đàn phía trên đàn tấu. Cầm âm du dương lượn lờ, đắt đỏ cấp tiến, nhưng lại tại cái nào đó thời khắc, đột nhiên bi ai uyển chuyển, như khóc như bão. Đinh! Bỗng nhiên, cầm âm vừa đứt, thiếu nữ phun ra một ngụm máu đen, rơi vào dây đàn phía trên. Nàng cắn răng, dùng vạt áo lau, sau đó tiếp tục đàn tấu. Tình Tình tỉ, bên ngoài đi tới một cái áo tơ trắng thiếu nữ, nàng hốc mắt đỏ bừng, lộ ra nhưng đã khóc rất lâu. Cầm âm ngừng. Mộc Tình Tình vịn bàn đá đứng lên, run run rẩy rẩy. Tình Tình tỷ, ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt, thầy thuốc để ngươi một tháng không muốn xuống giường. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng tới, vịn nàng. Tiêu Tiêu làm sao thương tâm như vậy đâu. Nàng đem Lâm Tiêu Tiêu trên mặt tóc dài, đẩy đến lỗ tai của nàng phía trên, ôn nhu hỏi. Không có, không có, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu nói. Ngươi liền sẽ không nói láo, có phải hay không cùng ca ca cãi nhau. Mộc Tình Tình hỏi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, nước mắt khống chế không nổi, ào 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 chảy xuống. Bọn họ quá phận, còn có hắn tại sao sẽ là như vậy người? Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến run rẩy. Có phải hay không, hắn muốn cùng Nguyệt Linh Cơ thành thân đâu? Mộc Tình Tình nhẹ giọng hỏi. Tình Tình tỷ làm sao biết? Lâm Tiêu Tiêu vốn là không muốn nói ra miệng, nàng sợ Mộc Tình Tình chịu đựng không được đả kích như vậy. Dù sao, nàng lấy được đả kích đã đầy đủ lớn. Bình thường, người chuyện đời, chính là cái này bộ dáng. Mộc Tình Tình đau thương cười một tiếng. Tình Tình tỷ, thật xin lỗi, ta chi phối không được bất luận kẻ nào. Lâm Tiêu Tiêu bắt lấy tay của nàng, lúc nói chuyện, nước mắt còn tại rơi xuống. Lan, bỗng nhiên, sau lưng truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Các nàng ngẩng đầu nhìn lên, một cái nam tử áo lam đứng tại bên ngoài đình, trong ánh mắt lôi đình mãnh liệt. Chính là Lâm Tiêu Đình. Ca, Lâm Tiêu Tiêu cắn răng hô một tiếng. Lăn ra ngoài, Lâm Tiêu Đình nói. Ngươi muốn làm cái gì? Còn chưa đủ à? Lâm Tiêu Tiêu chất vấn. Ta có lời muốn cùng Tình Tình nói, ngươi đừng quấy rầy, ra ngoài. Lâm Tiêu Đình nói. Ta không. Ngươi tới, đem Tiêu Tiêu đuổi ra ngoài, quan nửa tháng. Lâm Tiêu Đình nói. Rất nhanh liền có mấy cái phủ vệ đi tới. Tại Lôi Tôn phủ. Lâm Tiêu Đình địa vị cao hơn Lâm Tiêu Tiêu mấy cái cấp bậc, phủ vệ đương nhiên nghe hắn phân phó. Lâm Tiêu Tiêu lại giãy giụa, cũng để cho phủ vệ cho đuổi ra ngoài. Hoa Mộc Viên bên trong, chỉ còn lại Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình. Lâm Tiêu Đình nhìn nàng một cái, vượt qua nàng, đi vào trong đình, ở bên cạnh ngồi xuống, nói, đàn một bản. Mộc Tình Tình ánh mắt có chút ngốc trệ, nàng chật vật chuyển bước, trở lại cổ cầm một bên. Duỗi da trắng nõn ngón tay thon dài tại cổ cầm phía trên nhảy lên. Một bài rung động lòng người uyển chuyển, ca tụng tình yêu từ khúc tại Hoa Mộc Viên vang lên.
đàn tấu thời điểm, dây đàn cắt vỡ ngón tay, máu đen đính vào dây đàn phía trên về sau, thì không thế nào dễ nghe. Tình tình, hắn nhìn lấy trong hồ nước kim ngư, trầm giọng hô một câu, đánh gãy đàn tấu. Người cộng sinh thú chết rồi, linh nguyên bị phế sạch, người đã triệt để là cái phế vật, lại không lật trời ngày. Lâm Tiêu Đình đùa lấy trong hồ kim ngư. Ta biết. Chịu phục sao? Chịu phục. Rất tốt, người so ai cũng biết, cái gì gọi là hiện thực, đúng hay không? Lâm Tiêu Đình đứng dậy, Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy nàng. Đúng thế. Ngươi khi đó, dẫm lên Lý Thiên Mệnh trèo lên ta. Mà bây giờ, ta đá rơi ngươi, cùng càng nữ nhân ưu tú thành hôn, đây hết thảy đều rất bình thường, đúng hay không? Lâm Tiêu Đình hỏi. Mộc Tình Tình cúi đầu xuống, trên ngón tay huyết, tiếp tục nhỏ tại dây đàn phía trên. Đúng. Nước mắt rơi xuống tới, tí tách, rơi vào dây đàn phía trên, cùng dòng máu đen lăn lộn ở cùng nhau. Ngươi là thành thục người, sẽ không ấu trĩ đi, làm người phải học được nhận thua, biết không? Lâm Tiêu Đình không muốn xem nàng bộ dáng bây giờ. Biết, Đình ca, nàng dùng ngón tay đi lau nước mắt, kết quả máu đen nhiễm ở trên mặt. Có thể, ngươi rất hiểu chuyện. Lâm Tiêu Đình vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta cùng phụ thân nói qua, về sau ngươi có thể lưu tại Hoa Mộc Viên, nơi này thì đưa cho ngươi. Ngươi có thể loại hoa, trồng cây, có thể đánh đàn, có thể nuôi cá, có thể làm ngươi tất cả sự tình muốn làm. Thời gian sẽ rất dễ chịu. Nhưng là, ngươi không thể rời đi nơi này, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi. Chấm, chờ ngươi sau khi qua đời, cho phép ngươi bằng vào ta tỷ thiếp thân phận, táng tại ta Lâm gia trong mộ viên. Khả năng ta lần sau trở về, lại nhìn ngươi. Ai cũng biết, nàng sống không được quá lâu. Tình tình, ta làm nhiều như vậy an bài, ngươi nhìn, Đình ca đối ngươi coi như rất tốt, đúng không? Lâm Tiêu Đình tay cầm đặt ở trên vai của nàng, mỉm cười lấy hỏi. Đúng vậy, sau khi ta chết, còn có thể làm Đình ca tỷ thiếp, thật sự là quá tốt. Mộc Tình Tình nỗ lực ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nói. Thế nhưng là mặt của nàng, tất cả đều là vết máu, đương nhiên không dễ nhìn như vậy rồi. Thức thời liền tốt, thật, ta thưởng thức ngươi. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Tình Tình cũng là cảm thấy khá là đáng tiếc, bởi vì Đình ca tu luyện, thuần dương thiên lôi quyết, quy nhất cảnh trước đó, không thể gần nữ sắc, cho nên một mực không có cơ hội đem chính mình đưa cho Đình ca. Nàng cắn răng, tiếc nuối nói. Hiện tại đến quy nhất cảnh, đáng tiếc đã chậm một bước, người bộ dáng bây giờ, ta không có hứng thú quá lớn. Lâm Tiêu Đình nói, là rất đáng tiếc đâu, cái kia Tình Tình, thì mong ước Đình ca, đêm động phòng hoa trúc, ôm mỹ nhân về. Mộc Tình Tình nói, ngươi thật biết điều như vậy, ta thành hôn ngày ấy, ngươi đến xem đi. Lâm Tiêu Đình hài lòng nói, đúng, Đình ca, ta nhất định thật tốt cách ăn mặc, không cho ngươi mất mặt. Mộc Tình Tình nói, chủ yếu là cho ngươi xem một chút, ta sẽ dùng phương pháp gì, giết chết Lý Thiên Mệnh, coi như báo thù cho ngươi đi. Lâm Tiêu Đình cười nói. Mộc Tình Tình cũng cười. Chỉ là, cười đến hơi khó coi. Nhớ đến lúc đó thật tốt cách ăn mặc, nhưng là không thể đoạt tân nương danh tiếng. Lâm Tiêu Đình nói. Được rồi. Đi. Lâm Tiêu Đình tâm tình không tệ, hắn vung một chút ống tay áo, nghênh ngang rời đi. Hắn sau khi rời đi. Trong đình, Mộc Tình Tình phun ra một ngụm máu đen, triệt để làm bẩn toàn thân áo trắng. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Ôm lấy đầu gối, đầu tựa ở trên cây cột, nước mắt như hồng thủy vỡ đê chảy xuống. Phanh phanh phanh. Nàng một bên dùng đầu đụng phải cây cột, một bên khóc đến run rẩy, thậm chí co rút, run rẩy. Thẳng đến, đem chính mình đâm đến đã hôn mê. Lý Thiên Mệnh ngay tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh, lấy đỉnh phong độ phù hợp lúc tu luyện, Mộ Dương đem hắn hô lên. Dương thúc, chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy ra đến. Hắn phải nắm chặt thời gian a. Dù sao cũng là hướng dẫn từng bước, các loại lừa gạt, mới khiến cho tiểu mèo đen đáp ứng trợ giúp hắn xông vào cảnh giới mới. Có một cái tình báo, Mộ Dương cau mày nói. Dương thúc mời nói. Thám tử nói, giám sát sứ cùng Nguyệt Linh gia tộc một hàng, còn tại Lôi Tôn Phủ, cũng không hề rời đi. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh ước gì bọn họ không đi. Mà lại, mấy ngày nay vẫn còn có Nguyệt Linh gia tộc người, theo Trúc Long Quốc tới, cũng ở tại Lôi Tôn Phủ. Lý Thiên Mệnh giật mình. Bọn họ cũng đã làm sao? Hợp thể song tu a? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Loại tình huống này, vô cùng khả nghi. Bình thường tới nói không sẽ như thế, nhất định có cái gì mưu đồ bí mật.
Cho nên, chúng ta mấy ngày nay cũng tại thương nghị, làm một số phòng bị. Mộ Dương nói. Phòng bị, bọn họ coi như mưu đồ bí mật, cũng cùng Thiên Phủ không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể xác định, dù sao lo trước khỏi họa, mà lại, còn có một tin tức. Cái gì? Nguyệt Linh cơ cộng sinh thú, thông qua huyền cấp thần nguyên, Hải Long Thiên Trụ, thành công tiến hóa đến bát giai đế thú, trở thành Phong Tuyết Hải Linh Long, thực lực tăng cường không ít, mà lại, nàng còn đang bế quan tu luyện. Mộ Dương nói. Khả năng cũng là bởi vì, cần đến quy nhất cảnh, mới có thể đi Thánh Thiên Phủ. Xác thực khả năng, nhưng, nếu như không có gấp gáp như vậy, lại vì sao lựa chọn Úy Lam vực cử hành trầm nguyên đấu thú, vì sao để Nguyệt Linh gia tộc người đều theo Trúc Long Quốc tới? Người tại trầm nguyên chiến trường, nhưng có cảm nhận được kỳ quái chi địa? Không có. Trầm nguyên chiến trường kỳ quái nhất, dự định, sự kiện, Lý Thiên Mệnh đã nói. Không có việc gì, chúng ta suy nghĩ là có thể, người tiếp tục, ta hỏi qua sư tôn. Hắn nói còn cần 8 ngày, mẹ ngươi có thể liền có thể khôi phục, sau 8 ngày ngươi hồi vệ phủ một chuyến. Mộ Dương nói. Đó là dĩ nhiên. Đi. Lý Thiên Mệnh trở lại Viêm Hoàng Thạch. Hắn kỳ thật còn đang sử dụng lần trước phương thức, cùng Viêm Hoàng Thạch tìm kiếm câu thông. Lấy quyền pháp, đập nện Viêm Hoàng Thạch màu đen thiên văn. Rầm rầm rầm. Mỗi một quyền, vẫn có thể dẫn động cái này thiên văn biến hóa. Nhưng là muốn tránh thức hình thành câu thông tương đối khó. Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh một bên tu luyện, một bên nếm thử. Cấu tạo ba đời ngự thú sư cộng sinh hệ thống tu luyện về sau, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh càng hung mãnh. Hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú, điên cuồng nuốt bạo loạn linh khí, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh lên bên trong. Viêm Hoàng Thạch. Đây là thần bí chí bảo, Lý Thiên Mệnh còn tại lĩnh hội bí mật của nó. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Theo Trầm Uyên chiến trường trở về, đảo mắt thì 14 ngày. Hết lần này tới lần khác thì tại một ngày này, Lý Thiên Mệnh lại lần thành công, hắn lại bị Viêm Hoàng Thạch hút đi lên, sau đó quán thâu vô tận linh khí. Tiểu hoàng gà, tiểu mèo đen cũng dán ở phía trên, 10 phần khôi hài. Lần trước Viêm Hoàng Thạch ban cho tạo hóa, để Lý Thiên Mệnh trực tiếp đột phá hai trọng cảnh giới. Lần này, Viêm Hoàng Thạch cho linh khí càng nhiều, bất quá, Lý Thiên Mệnh lần này chậm lại tốc độ. Tuần hoàn từng bước. Cùng Viêm Hoàng Thạch đạt tới một cái thăng bằng. Hắn dạng này tu luyện phương thức, tựa như là một cái quái vật, thần hạo, tinh khuyết, Mạc Lâm bọn người không có cách nào bắt trước. Thanh công chúa hẳn là còn ở vương cung liệu thương, cho nên Linh Nhi cũng còn không có về thiên phủ. Không sai biệt lắm nửa tháng không gặp, Lý Thiên Mệnh đều nhớ nàng. Có điều, các nàng nghe được mẫu thân của ta rất nhanh liền có thể bài trừ tiểu mệnh kiếp sự tình, hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Nhất là Linh Nhi. Đương nhiên, chuyện này, thanh công chúa gia hỏa này, đối với ta trợ giúp rất nhiều. Lần sau gặp mặt, đến cảm ơn nàng mới là. Hắn một bên vận chuyển hai đại công pháp, luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên hình thành quan hệ cạnh tranh, không ngừng thôn phệ linh khí, chuyển hóa làm lực lượng thú nguyên. Hai đại lực lượng hạch tâm, nhẹ nhàng tiến bộ. Hỏa diễm cùng lôi đình, không ngừng tại Lý Thiên Mệnh trên thân hình thành kịch liệt trùng kích. Rầm rầm rầm. Không sai biệt lắm. Thì tại một ngày này ban đêm, Lý Thiên Mệnh siêu việt cực hạn, tại Viêm Hoàng Thạch trợ giúp dưới, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Mà lại, là luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên, đều đột phá đến tầng thứ 6. Thật mạnh, thật là thoải mái. Ta muốn chiến đấu, tiểu hoàng gà chiến ý mãnh liệt, toàn thân nhiệt huyết không chỗ phát tiết. Mệt mỏi quá nha meo, ta cũng không tiếp tục muốn làm cộng sinh thú, cũng không tiếp tục muốn tu luyện meo. Tiểu mèo đen giải quyết về sau, buồn ngủ. Nếu như không phải hắc miêu, sợ là có hai cái to lớn mắt quầng thâm. Được, khen thưởng ngươi, cho ngươi thả nửa ngày nghỉ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nửa ngày, ngào ô, ngược đãi lao động trẻ em a, ta không phục mèo. Không phục cũng phải phục. Đi, miêu miêu, hô lên, ca dẫn ngươi đi lịch luyện hồng trần. Gà đại ca, được rồi, để cho ta nằm một chút, thì nằm một chút mèo. Tại cùng bọn họ lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liền đã rời đi Viêm Hoàng Tháp, trở về vệ phủ. Ngày mai, cũng là nương giành lấy cuộc sống mới thời gian. Hắn chờ đợi ngày này, đã quá lâu. Linh nguyên cảnh tầng thứ 6, khả năng linh nguyên cảnh đã không có gì địch thủ. Nhưng là, Lâm Tiêu Đình là quy nhất cảnh giới song sinh ngự thú sư, hơn nữa còn có thánh thú chiến hồn, ta cần phải, còn không phải đối thủ của hắn.
không có quá nhiều thời gian, ta tiếp đó, muốn tiếp tục xông vào. Cái này hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú, chính là hắn lớn nhất tư bản. Nếu là hắn có đầy đủ thời gian, tu luyện tới cảnh giới gì cũng không ngoài ý liệu. Dù sao, hiện tại thái cổ hỗn độn cự thú, cũng không thể hiện tại, bọn họ xuất sinh thì có bao nhiêu hủy thiên diệt địa. Mà chính là, có bọn họ về sau, Lý Thiên Mệnh trở thành một ngày nào đó có thể hủy thiên diệt địa tuyệt thế kỳ tài. Không người có thể so sánh. Chỉ là cái này Chu Tước Quốc, bây giờ còn hiển lộ không ra hắn tuyệt thế phong hoa. Trở lại Vũ Lâm Các về sau, hắn đem Vũ Lâm Các quét dọn một chút. Hắn trả chuyên môn đánh bóng một mặt gương đồng. Gia hỏa này thích trưng diện, chỉ là 20 năm không có cơ hội soi gương. Nhân sinh, có mấy cái 20 năm a? Cái này một buổi tối, một ngày bằng một năm. Tiểu hoàng gà phi thiên độn địa chơi một đêm, tiểu mèo đen nằm tại trên bàn đá, ngủ một buổi tối. Buổi sáng Lý Thiên Mệnh đi tới, phát hiện Vũ Lâm Các hồ cá bên trong cá vàng, để cái này hai hàng cho bắt xong. Đầy đất đều là cá vàng thi thể. Bọn họ thì chơi, nhưng là không ăn. Nhất là tiểu Hắc Miêu, trước đó còn buồn ngủ, hiện tại tại hồ cá bên trong trên nhảy dưới tránh, bắt đến vô cùng hăng say. Cửa còn có mấy con chuột thi thể, đều là bị chơi chết rồi. Thái sơ hỗn độn lôi ma. Cái này rõ ràng cũng là một con mèo a. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh, bọn họ một trái một phải, chiếm cứ Lý Thiên Mệnh bả vai. Giá, Lý Thiên Mệnh, xuất phát, giá. Tiểu hoàng gà nghiêm chỉnh tìm tới tọa kỵ cảm giác, khống chế, Lý Thiên Mệnh đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, chạy mau lên mèo, bản mèo đã nắm chặt. Tiểu mèo đen cái kia móng vuốt, đều nhanh đâm đến hắn trong thịt đi. Các ngươi phản a, coi ta là tọa kỵ, người khác đều là khống chế cộng sinh thú, các ngươi muốn xoán vị cướp ngôi a. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đừng nói nhảm, giá. Tiểu hoàng gà, thúc ngựa lao nhanh. Bọn họ một bên chơi đùa, còn một bên nhục nhã. Miu Miu, ca nói cho ngươi, Lý Thiên Mệnh loại này, thuộc về hạng nhì tọa kỵ, hắn mộ huyền thượng sư, mới là cao cấp tọa kỵ. Tiểu hoàng gà một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Vì cái gì a, gà đại ca? Tiểu mèo đen hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Lý Thiên Mệnh trước ngực vùng đất bằng phẳng. Mà mộ huyền thượng sư có hai ngọn núi, mềm mại thoải mái dễ chịu. Nằm tại trong ngực nàng, quả thực là chí tôn hưởng thụ, loại này cao đẳng tọa kỵ, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Tiểu hoàng gà bị ổi nói. Nghe rất không tệ bộ dáng, gà đại ca, muốn không chúng ta đổi một cái tọa kỵ a. Tiểu mèo đen hỏi. Đổi không được, bởi vì cái gọi là cha không ngại tử sử, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên tàn khuyết, nhưng dù sao cũng là chính mình đồ chơi, không thể vứt bỏ a. Cái kia đáng tiếc mèo. Lý Thiên Mệnh hôm nay tâm tình tốt, bởi vì mẫu thân muốn đi ra. Bằng không, hắn muốn bóp chết hai cái này đồ chơi nhỏ. Thiên nhất sớm, hắn ngay tại Thiên Vân Trai bên ngoài chờ đợi. Chỉ từ tiểu mèo đen sau khi sinh, tiểu hoàng gà thì có đồng bọn. Ngoại trừ tu luyện chiến đấu, Lý Thiên Mệnh đã thành thói quen bọn họ ở chung quanh phi thiên độn địa. Qua, cao đẳng tọa kỵ đến rồi, tiểu hoàng gà hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình. Nhìn lại, Mộ Dương đã đến. Phía sau hắn còn theo một cái phong tư trác tuyệt nữ tử. Nữ tử kia quyến rũ động lòng người, như thành thục mật đào, chọc người tưởng tượng. Nhìn xuống dưới, một cái màu đen con mèo nhỏ, đã vùi ở trong ngực của nàng. Lý Thiên Mệnh, cái này liền là của ngươi cái thứ hai cộng sinh thú. Ta quyết định, đưa cho ta. Mộ Uyển ánh mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay. Tiểu mèo đen thoải mái nằm tại trong ngực của nàng, móng vuốt nhỏ cọ lung tung, chọc cho Mộ Uyển thượng sư khanh khách cười không ngừng. Thật là đáng yêu, quá manh, ai nha, không được, Lý Thiên Mệnh, cái này là của ta. Mộ Uyển thượng sư đã luân hãm. Thượng sư, ta đây. Tiểu hoàng gà ở bên cạnh phốc linh cánh hỏi. Cút sang một bên, Mộ Uyển thượng sư vừa trừng mắt. A, à, quá thực tế đi, tiểu hoàng gà bi vẫn muốn tuyệt. Không cho phép mắng ta gà đại ca, ta cùng gà đại ca có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, gà đại ca, tới cùng ta cùng một chỗ hưởng dụng cái này cao đẳng tọa kỵ. Tiểu mèo đen ngẩng đầu lên, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Cái gì là cao đẳng tọa kỵ? Mộ huyền thượng sư hỏi. Không, ha ha, không, đồng ngôn vô kỵ. Tiểu hoàng gà cười hắc hắc nói. Lúc nói chuyện, vệ thiên hùng, vệ tử côn bọn họ đều đến. Vệ ra rất nhiều nhân vật. Đều đi tới cửa chờ đợi. Tiếp đó, liền thần thánh đều tới. Ngươi không sợ ngươi nhà vị kia,
đem ngươi xé xác. Mộ Dương cười hỏi. Không có việc gì, ta lo liệu việc nhà đây. Thần Thánh cười nói. Lo liệu việc nhà có làm được cái gì, vạn nhất làm bừa, ngươi cũng nhịn không được. Đúng vào lúc này, Thiên Vân Trai cửa lớn, mở ra. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra về sau, một nữ tử chậm rãi từ trong đó đi ra. Quá trình này, tựa như là lại thấy ánh mặt trời một dạng. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nín thở. 20 năm, hắn chờ đợi ngày này, đã quá lâu. Trong ánh mắt hắn, đi ra nữ tử, bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là một đầu cạn mái tóc dài màu xám, thẳng tắp rơi xuống, như là thác nước. Chờ một chút. Cạn mái tóc dài màu xám, chẳng lẽ Vệ Thiên Thương thất bại rồi? Kỳ thật không phải vậy. Bởi vì liền xem như cạn mái tóc dài màu xám, vậy cũng giàu có sáng bóng, thẳng tắp rủ xuống, có tràn đầy sinh cơ. Xuống chút nữa nhìn, rõ ràng có thể nhìn đến, thế này sao lại là một cái 40 tuổi phụ nhân? Đây rõ ràng cũng là một cái, cùng Vệ Lăng Huyên không sai biệt lắm thiếu nữ 16. Thì liền vừa hơn 30 một số Mộ Huyền Thượng Sư, xem ra đều so với nàng thành thục rất nhiều. Một đôi trong suốt sáng long lanh ánh mắt, mắt ngọc mày ngài, mỉm cười ở giữa, vậy mà để lộ ra thiếu nữ ngây ngô. Còn có cái kia linh lung tư thái, linh hoạt có lực, sinh cơ bừng bừng, trong lúc hành tẩu linh động tự nhiên. Lý Thiên Mệnh còn cho là mình nhìn lầm. Đây chính là cái thiếu nữ, cùng Khương Thanh Loan, Khương Phi Linh các nàng căn bản không có khác nhau. Cái này là mình lão nương. Hắn trong tưởng tượng, nàng hẳn là theo 80 tuổi, khôi phục lại 40 tuổi như thế, đại khái cùng Tuyết Lam không sai biệt lắm. Nhưng là, đây là trở lại 18 tuổi a. Cho dù là một đầu cạn mái tóc dài màu xám, nhưng cũng là 18 tuổi, người khác sẽ chỉ cho là nàng đi nhiễm cái màu tóc. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Chỉ nàng bộ dáng này, đến cùng là gọi mẹ, chính là hô tỷ tỷ. Hoặc là, muội muội. Không chỉ là hắn, nói thật, làm Vệ Tĩnh đi ra nháy mắt kia, tại chỗ tất cả mọi người há to mồm, còn cho là mình nhìn lầm. Không kiến thức, tiểu mệnh kiếp khôi phục, coi như đi qua 60 năm, đều là khôi phục lại vừa đến tiểu mệnh kiếp thời điểm. Vệ Tĩnh sau lưng xuất hiện một cái lão giả kia xem ra có chút mỏi mệt, sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều. Rất hiển nhiên, bài trừ cái này tiểu mệnh kiếp, đối Vệ Thiên Thương tiêu hao tới nói có chút lớn. Cút nhanh lên ra ngoài. Lão phu cần nghỉ dưỡng 3 tháng trở lên, ai cũng chớ quấy rầy ta. Vệ Thiên Thương đem Vệ Tĩnh đẩy ra đi, trực tiếp đem cửa đập phía trên, cảm giác tựa như hắn cứu được Vệ Tĩnh rất mất mặt giống như. Tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục, có thể thấy được lần này đối Vệ Thiên Thương tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Hắn vẫn nguyện ý, điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh trước kia xác thực nhìn lầm cái này ông ngoại. May mắn, hắn chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể. Vệ Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng môn đã đóng lại. Cái này người bảo thủ, nàng khẽ cắn môi, nhưng khóe miệng lại là ý cười. Bởi vì nàng biết, từ giờ phút này bắt đầu, nàng và phụ thân ở giữa, hết thảy ngăn cách đều kết thúc. Tiểu mệnh kiếp không có. Quay về 20 tuổi, hơn nữa còn cùng phụ thân tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đây quả thực là, theo địa ngục bay đến trời xanh. Loại kia hạnh phúc, đủ để cho nàng đắm chìm trong đó, sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng đã vô số lần cảm giác cảm ơn phụ thân, mà bây giờ đi ra, nàng cũng biết, còn có một cái công thần. Cái kia chính là Lý Thiên Mệnh. Làm quay đầu nhìn đến chính mình nhi tử thời khắc, ánh mắt của nàng đều ẩm ướt. Thiên Mệnh. Một trận gió lướt qua, Vệ Tĩnh đem hắn ôm vào trong lòng, vui đến phát khóc. Ngươi là ai a ngươi, chẳng lẽ là ta thất lạc nhiều năm muội muội? Lý Thiên Mệnh đè lại bờ vai của nàng, biểu lộ khoa trương nói. Vệ Tĩnh nín khóc mỉm cười. Nàng chiếu qua cái gương. Nàng cũng không nghĩ tới, lại là quay về 20 tuổi. Phụ thân nói, tiểu mệnh kiếp không chỉ là một tràng tai nạn, nó còn có rất nhiều huyền diệu đồ vật, là chúng ta nhất tộc người vô pháp hiểu thấu đáo. Phá kiếp ngày, quay về nhập kiếp ngày, chỉ là tiểu mệnh kiếp một bộ phận. Này bằng với, ta xác thực về tới 20 năm trước, mặc kệ là sinh mệnh, vẫn là hết thảy. Nàng lúc nói chuyện. Nàng cộng sinh thú theo cộng sinh không gian chạy như bay đi ra. Đó là một cái, bát dực kim xí đại bằng điểu. Đại khái cũng là linh nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mà Vệ Tĩnh, đồng dạng tại cảnh giới này. Tiểu mệnh kiếp 20 năm, liền bát dực kim xí đại bằng điểu đều thoái hóa, về tới 4 cánh trình độ. Liền cái này cộng sinh thú, đều quay về 20 tuổi. Tiểu mệnh kiếp,
vậy mà như thế thần kỳ à. Liên quan tới cái này tiểu mệnh kiếp bí mật, Lý Thiên Mệnh ngược lại là hoàn toàn không biết được. Hắn còn tưởng rằng, đây chẳng qua là một cái tai nạn đây. Vệ phủ con cháu, nếu như không may mắn có tiểu mệnh kiếp, trên cơ bản đều tại vừa đến tiểu mệnh kiếp thời điểm, liền đem nó bài trừ. Người nào đều khó có khả năng cùng Vệ Tịnh một dạng, tiếp nhận 20 năm. Cho nên, hiện tại Vệ Tịnh, cũng là toàn bộ Vệ gia, xưa nay chưa từng có một vị. Liền Vệ Thiên Thương cũng chỉ là suy đoán có thể quay về 20 tuổi, bây giờ tại trên người của nàng đã chứng minh. Một người 20 tuổi mẫu thân. Lý Thiên Mệnh choáng.